Y đạo quan đồ, trương nhất Trâm Trương 1121, cái bẫy một Trương đại quan nhân cũng không giải thích, bởi vì hắn biết giải thích có không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cao Trọng Hòa nói chuyện thì vẫn có vẻ uyển chuyển, y cũng không trực tiếp trách cứ Trương Dương, nói khẽ, đồng tú tú đó là nhân viên công tác của Quốc An, tôi không muốn liêm minh có dây dưa với cô ta, liêm minh ngày hôm qua nói với tôi rằng định trở lại Mỹ, tôi tôn trọng lựa chọn của nó. Trương Dương cười nói, "Cao Thính, tôi hiểu." Cao Trọng Hòa nói, "Giúp tôi nói xin lỗi với Tần Thanh, thằng ôn này đã cô phụ sự kỳ vọng của các cậu." Trương Dương cười nói, "Chuyện trong công tác đương nhiên không thể miễn cưỡng, nếu Liêm Minh tâm ý đã quyết, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của anh ta." Đã tới giờ cơm trưa, Cao Trọng Hòa mời Trương Dương ở lại ăn cơm, Trương Dương uyển chuyển từ chối, sau khi nói chuyện với Cao Trọng Hòa, hắn cũng từ bỏ ý định khuyên Cao Liêm Minh. Rời khỏi Cao gia, Trương Dương lái xe qua cửa nhà của Kiều Trấn Lương, nhìn thấy chiếc Cadillac của Kiều Mộng Viện đỗ trước cửa, hắn đi chậm lại, thò đầu nhìn vào bên trong, nhưng không ngờ cửa sổ xe lại kéo xuống, Kiều Mộng Viện ló mặt ra, nhìn cái gì mà nhìn. Trương Dương cười nói, tôi còn tưởng rằng bên trong không có ai, sao cô không vào nhà? Kiều Mộng Viện nói, trong nhà không có ai, tôi lại quên mang chìa khóa. Trương Dương nói, ăn cơm chưa? Kiều Mộng Viện lắc đầu. Trương Dương nói: "Đi, tôi mời cô đi ăn cơm." Kiều Mộng Viện vui vẻ đáp ứng lời mời, cô ta khóa xe lại rồi lên xe của Trương Dương, hai người cũng không đi xa, tùy tiện ăn chút gì đó ở quán thượng hải đường Ninh Tĩnh. Kiều Mộng Viện hỏi mục đích Trương Dương tới đây, Trương Dương nói ra chuyện của Cao Liêm Minh. Kiều Mộng Viện cười nói: "Chú Cao yêu nhất là thằng con trai quý tử này, Liêm Minh từ nhỏ đã được nuông chiều quen rồi, sau khi tới Mỹ cũng coi như là bồi dưỡng được một chút năng lực tự lập." có điều trên tính tình vẫn rất yếu đuối, không chịu nổi thất bại. Kiều Mộng Viện quen Cao Liêm Minh đã không ít năm, đối với tính tình của hắn cũng hiểu được kha khá. Trương Dương nói, thằng ôn này chơi tôi, lúc trước tôi ra sức kéo hắn tới bộ chỉ huy của khu nội thành mới, mắt thấy vấn đề biên chế của hắn có thể được chứng thực, không ngờ hắn lại dở trò này ra với tôi. Audio điện tử võ tấn bền Kiều Mộng Viện nói, thật ra chú Cao ngay từ đầu đã phản đối hắn trở về, liêm minh Tuy rằng có giấy phép luật sư những dẫu sao cũng là giấy phép của nước mỹ ở trung quốc chúng ta không có đất dụng võ trương dương nói thôi trời phải đổ mưa gái phải theo chồng kệ hắn đi đúng rồi sức khỏe của mẹ cô sao rồi kiều mộng viện gật đầu nói tốt hơn nhiều rồi gần đây ăn uống cũng được cải thiện hơn trương dương nói tuệ không pháp sư ngày kia sẽ tới giang thành tôi sẽ an bài để bá mẫu gặp mặt ông ta kiều mộng viện cắn cắn môi nói khẽ tôi có chút lo lắng lo lắng cái gì kiều mộng viện lộ ra vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra lời trong lòng tính tình của mẹ tôi trở nên càng lúc càng đạm bạc đã mấy lần có ý xuất ra rồi bí thư kiều không nói chuyện được với bà ấy à thật ra trương dương đã sớm nhìn ra mạnh truyền mỹ có chút không đúng kiều mộng viện thở dài nói bọn họ tuy rằng ngoài mặt thì hòa hòa khí khí nhưng kiều mộng viện không nói hết Trương Dương đã hiểu rõ ý của cô ta, tình cảm của hai vợ chồng Kiều Trấn Lương và Mạnh Truyền Mỹ không phải là hòa thuận như biểu hiện ngoài mặt, nhà nào cũng có vấn đề riêng của mình cả. Kiều Mộng Viện nhíu chặt mày, rõ ràng là rất lo lắng vì chuyện của mẹ. Trương Dương nói, bình thường ở cùng bà ấy nhiều thêm một chút, có điều cô cũng trăm ngàn lần đừng giống bà ấy say mê Phật học, vạn nhất nghĩ không thông rồi đi làm ni cô thì tôi chắc sẽ thương tâm lắm. Kiều Mộng Viện hỏi ngược lại, anh thương tâm cái gì? hỏi xong, tim lại đập loạn xạ, câu này vốn không nên hỏi. Trương đại quan nhân vẻ mặt ám muội cười cười nhìn Kiều Mộng Viện, ánh mắt giống như một con sói đang nhìn một con thỏ. Kiều Mộng Viện muốn thoát khỏi loại bầu không khí xấu hổ này, nói khẽ công tác của khu nội thành mới vẫn thuận lợi chứ. Trương Dương gật đầu, công ty hữu hạn giải trí Dieter đã bước đầu định đầu tư ở khu nội thành mới, xây dựng một tòa công viên giải trí hiện đại hóa, nếu tất cả thuận lợi thì cuối năm có thể ký hợp đồng, lần này tuệ không pháp sư tới đây, chắc có thể xác định chi tiết trùng kiến chùa Thu Hà, có thể nói giản giáo phát triển du lịch khu nội thành mới đã bước đầu được dựng lên rồi, chỉ cần một khối du lịch này, hấp dẫn đầu tư hơn 2 tỷ không có vấn đề gì. Kiều Mộng Viện nói, thật sự rất tốt, cha tôi không nhìn lầm anh, anh quả nhiên rất có năng lực. Trương Dương nói, tôi là con khỉ, còn cha cô là Phật, tôi nhảy thế nào cũng không ra khỏi được lòng bàn tay của ông ấy. Kiều mộng viện bị cách so sánh của hắn khiến cho bật cười, cầm khăn tay lau khóe miệng, nói, mấy ngày trước có gặp bí thư lý của Nam Tích, ông ta đối với việc Đông Giang lấy anh đi vẫn canh cánh trong lòng. Trương Dương cười nói, Nam Tích gần đây phát triển không tồi, nghe nói quảng trường mộng thần của cô chiêu thương rất tốt. Kiều mộng viện gật đầu, quảng trường vẫn không ngừng phát triển, có điều tất cả văn phòng đều bán hết rồi, cửa hàng mặt tiền thì chỉ cho thuê chứ không bán, hợp đồng đã ký xong, hiện tại công trình kỳ 2 đã bắt đầu nói tới chuyện này cô ta không khỏi nhớ tới an ngữ thần thở dài nói tiểu yêu sao lại như vậy nhỉ mấy tháng trời mà ngay cả một cái bóng cũng không thấy trương dương biết rõ còn giả bộ hồ đồ tiểu yêu ư tôi đã rất lâu rồi không liên hệ với cô ta cô ta không phải đi du lịch khắp thế giới ư thật ra thằng ôn này tối hôm qua vừa mới nói chuyện điện thoại với an ngữ thần kiều mộng viện nói chỉ nói là đang ở thụy sĩ tôi đã gọi điện thoại mấy lần cho cô ta xem ra đối với phong cảnh của Thụy Sĩ vẫn lưu luyến lắm, chuyện của quảng trường mộng thần giao hết cho tôi, cô ta căn bản là không thèm hỏi tới. Trương Dương cười nói, cái này không phải chính là nói cô ta rất tín nhiệm cô ư, nếu như trong các cổ đông nghi ngờ nhau, vậy thì hợp tác chẳng phải là càng phiền phức ư. Kiều Mộng Viện nói, con người của ngữ thần không tồi, gặp được một người hợp tác như vậy đúng là phúc của tôi. Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm là của tôi phúc khí là của tôi mới đúng, ngẫm lại an ngữ thần mang thai đã đến giai đoạn cuối, gần đây Trương Dương mỗi khi nghĩ đến cô ta, trong lòng liền có chút bất an, lần này liệu có thể hoàn toàn chữa khỏi cho an ngữ thần hay không thì hắn không nắm chắc 10 phần. Theo ngày sinh dự tính của an ngữ thần tới gần, Trương Dương bắt đầu trở nên càng lúc càng khẩn trương, điều này cũng là rất bình thường, một là nữ nhân mà hắn yêu, một là cột nhục của hắn, hai người đều cực kỳ quan trọng đối với hắn, tuy rằng thai nhi này có thành phần là thuốc dẫn, Trương đại quan nhân đối với sự ra rời của nó cũng chưa chuẩn bị nguyên vẹn tư tưởng, nhưng khi thật sự tới lúc sắp sinh, Trương Dương vẫn không khống chế được sự khẩn trương trong lòng, đây cũng là nguyên nhân căn bản mà hắn thỉnh cầu Trần Tuyết hộ pháp cho hắn. Giống như trên y học, cho dù trình độ của bác sĩ ngoại khoa có cao đến thế nào, nhưng dưới tình huống có thể cũng sẽ hết sức tránh phẫu thuật cho người thân của mình, quân tâm quá át loạn, tâm cảnh có vững đến thế nào, khi đối diện với thân nhân của mình cũng rất khó làm được tĩnh lặng như giếng. Đồng Tú Tú không thu thập được nhiều tình báo từ trên người Phi Hỉ, Phi Hỉ miệng rất kín, hơn nữa hắn đối với nội tình của tổ chức cũng không biết rõ lắm. Hơn nữa hành vi của Đồng Tú Tú khiến thượng tầng có chút bất mãn, cho rằng hành động của cô ta xen lẫn quá nhiều mục đích cá nhân, phất cờ hiệu vì lợi ích quốc gia, nhưng thật ra là muốn đòi công đạo cho anh họ Hoàng Quân của cô ta. Thính công an Bình Hải cũng bởi vì sự kiện này mà đưa ra kháng nghị với quốc an. Dưới áp lực nặng nề, Đồng Tú Tú không thể không trả lại Phi Hỉ cho cảnh sát sau giờ ngọ giang thành đột nhiên đổ mưa to, đồng tú tú nhìn phi hỉ dưới sự áp giải của bốn gã cảnh sát đi vào trại tạm giam, không khỏi thở dài, ngũ đắc chí vỗ nhẹ mu u bàn tay của cô ta, nói khẽ vụ án này nên giao cho địa phương thì tốt hơn. Đồng tú tú không cam lòng, em không tin vào năng lực phá án của bọn họ. Ngũ đắc chí khuyên cô ta, mỗi ngành đều có chức năng của mình, hành vi lần này của em thật sự là đi quá giới hạn rồi. Đồng tú tú nói, em mặc kệ cái gì đi quá giới hạn, anh họ của em không thể chết oan ức như vậy được. Ngũ Đắc Chí nói khẽ, những điều mà Phì hỉ biết trên cơ bản đều đã nói ra, tập đoàn buôn lậu thuốc phiện này có tổ chức vô cùng nghiêm mật, buôn lậu thuốc phiện là một đường dây, tập đoàn bạo lực là một đường dây khác, cát tinh hỏa là một nút thắt trong đó. Đồng Tú Tú nói, em nhất định phải tìm được cát tinh hỏa. Ngũ Đắc Chí nói, cấp trên đã không cho chúng ta tra tiếp rồi, hành vi trước đó của em đã khiến bọn họ rất không hài lòng, Tú Tú, anh thấy chuyện này để từ từ hãng tính. Đồng Tú Tú nói, anh họ của em bị giết trong sở bảo vệ, đến bây giờ phía công an vẫn không tra ra hung phạm, anh bảo em làm sao mà tin tưởng được họ. Ngũ đắc trí thở dài thở dài nhìn đồng Tú Tú một cách tràn ngập yêu thương. Di động của đồng Tú Tú bỗng nhiên đổ chuông, cô ta cầm điện thoại lên, trong điện thoại truyền đến một giọng nói xa lạ, đồng Tú Tú, muốn biết anh họ cô là bị ai giết chết không? Đồng Tú Tú lập tức cảnh giác, anh là ai? Đối phương nói khẽ, đừng quản tôi là ai. Nếu cô muốn biết thì 20 phút sau đến quảng trường lầu canh. Đối phương nói xong liền gác máy. Đồng Tú Tú nhíu mày, cô ta thuật lại nội dung điện thoại cho Ngũ Đắc Trí. Ngũ Đắc Trí ngẫm nghĩ cẩn thận rồi nói khẽ có thể là bấy. So với Đồng Tú Tú, hắn lão luyện và trầm ổn hơn rất nhiều. Đồng Tú Tú nói, quảng trường lầu canh là nơi công cộng, cho dù là bẫy thì chắc cũng không lựa chọn nơi đó. Để cẩn thận, ngũ đắc trí trước tiên gọi điện thoại về. Di động của bọn họ trên cơ bản đều có thể thực hiện truy tung cú gọi tới. Cú điện thoại gọi cho đồng tú tú đến từ chính một buồng điện thoại công cộng ở quảng trường Lầu Canh. Đồng tú tú nói, em phải đi. Ngũ đắc trí hiểu tính tình quật cường của cô ta. Biết cô ta một khi đã quyết định thì tuyệt không thay đổi. Nói khẽ anh đi với em. Trường 1122, cái bẫy 2 đồng tú tú nhìn hắn một cái thật sâu rồi nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì trời mưa, quảng trường lầu canh rất vắng vẻ, có rất ít người đi dạo ở quảng trường vào lúc này, đồng tú tú và ngũ đắc trí tới quảng trường trước 5 phút, bọn họ đỗ xe lại, điện thoại đổ chuông đúng giờ, vẫn là giọng nói trầm thấp đó, góc tây bắc quảng trường, cô đỗ trước buồng điện thoại trước quán cà phê, 2 phút sau điện thoại sẽ đổ chuông, hiện tại các cô đi ngay đi. Buồng điện thoại cách nơi họ đỗ xe không xa, hai người đổi mưa chạy vào buồng điện thoại, khi bọn họ vào trong thì quả nhiên nghe thấy điện thoại đổ chuông, đồng tú tú ngay lập tức cầm điện thoại, alo. Một giọng nói khó nghe cười nói, đừng đặt điện thoại xuống, từ khi cô nhấc điện thoại lên thì đã bắt đầu tính giờ rồi. Đồng tú tú biến sắc, ngũ đắc trí từ sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt của cô ta ý thức được gì đó, hắn nhìn thấy trên màn hình điện thoại bắt đầu đếm giờ. 5 phút, giọng nói đó vẫn đang tiếp tục, rất có bản lĩnh, tôi biết người bình thường không thể dỡ bom ở lão quan giao, như vậy, thử một lần nữa đi, xem xem anh có bản sự phá bom không. Ngũ đắc chí chậm rãi vươn tay ra, trầm giọng nói, đừng hoảng, đừng di động vị trí ống nghe. Hắn lấy ra công cụ tùy thân, nhanh chóng mở IC điện thoại, khi hắn nhìn rõ cảnh bên trong, tim không khỏi đập thình thịch, nếu quả bom này nổ, trong phạm vi 10 thước sẽ bị san thành bình địa, đừng nói tới bọn họ ở ngay trung tâm vụ nổ. Ngũ đắc trí nói, quản thành, là anh phải không? Từ bố cục bố trí nổ bom ở lão quân giao tôi đã đoán được là anh rồi. Với trình độ của anh, vốn không nên bố trí bom hẹn giờ đơn giản như vậy, quá khinh địch rồi. Đầu kia điện thao y vang lên tiếng cười cuồng ngạo, đó là bởi vì tôi không ngờ anh cũng dính vào. Đồng tú tú cầm điện thoại, vẫn đứng đó không nhúc nhích, quần áo trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngũ đắc trí cẩn thận quan sát quả bom đó, không hề chú ý đến thời gian trên màn hình, hắn cười nói tôi vẫn nghĩ rằng anh đã chết rồi tôi không dễ dàng chết như vậy đâu ở trong học viện đông kỳ chúng ta là hai người xuất sắc nhất hôm nay xem xem chúng ta rốt cuộc là ai xuất sắc hơn ngũ đắc trí nói anh vì sao phải giả chết vì sao phải phản bội tổ chức tổ chức ha ha trong mắt bọn họ có bao giờ quý trọng sinh mệnh của tôi dâu đồng tú tú nói là anh hại chết anh họ của tôi hắn xưng ư ngũ đắc trí đã bắt đầu dỡ bom người ở đầu dây bên kia đã gác máy ngũ đắc trí vẫn bình tĩnh làm đồng tú tú thì rất khẩn trương đắc trí nếu không kịp thì anh đi trước đi ít nhất thì một người trong chúng ta cũng còn sống anh sẽ giúp em báo thù ngũ đắc trí cười nói trên đời này không có bom nào mà anh không gỡ được hắn đang an ủi đồng tú tú đối diện với sự sống chết ngũ đắc trí biểu hiện ra tố chất tâm lý siêu cường đồng tú tú cũng không dám động tới di động sợ động tác của cô ta sẽ dẫn nổ. Ngũ đắc trí tay thành thảo dỡ dây, nói khẽ anh nghĩ kỹ rồi, chờ sau khi chuyện này qua đi, anh sẽ báo cáo lên cấp trên chuyện của chúng ta, anh muốn kết hôn với em. Đồng tú tú nhìn ngũ đắc trí, thấy mồ hôi trên trán hắn túa ra, cô ta bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, trong mắt ánh lên lệ quang, nếu không phải sống chết trước mắt, ngũ đắc trí sẽ không đột nhiên nói ra câu như vậy, cô ta nói khẽ anh đây là đang cầu hôn em ư. Ngũ Đắc Chí mỉm cười nói, đời thật ra rất ngắn ngủi, có một cô gái tốt như em ở ngay bên cạnh, nếu anh không biết quý trọng thì anh sẽ hối hận cả đời. Đồng Tú Tú Dương Dương nói, anh sẽ không hối hận, em nguyện ý gả cho anh, nếu tổ chức không đồng ý, em sẽ mặc kệ. Ngũ Đắc Chí nói, anh cũng không làm nữa. Hắn cắt sứt dây dẫn màu lam, thời gian chỉ còn lại 15 giây cuối cùng. Đồng Tú Tú nói, trên đời không có cô gái nào lại vội vàng kết hôn như em, em có phải là rất mất mặt không? Ngũ Đắc Chí nói, em là nữ hài tử xinh đẹp nhất, thông minh nhất mà anh từng gặp, đừng nóng vội, cái mà chúng ta có là thời gian. Hắn cẩn thật cắt dây nối màu đỏ, từ phía sau nhìn thấy một sợi dây màu vàng nhỏ như sợi tóc, nếu không chú ý thì sẽ cắt đứt cả cùng với dây nối màu đỏ. Ngũ Đắc Chí cắt đứt dây màu đỏ đó xong, điện thoại phát ra tiếng tút rất dài, thời gian dừng ở 3 giây. Ngũ Đắc Chí rất cẩn thận từ trong tay đồng tú tú tiếp lấy ống nghe, chậm rãi thả điện thoại xuống. Sau khi hoàn thành động tác này, hắn ôm đồng tú tú, nhanh chóng rời khỏi buồng điện thoại công cộng. Đồng tú tú vừa chạy vừa kinh hồn chưa định quay lại nhìn buồng điện thoại công cộng đó, ngũ đắc chí nói, lập tức thông chi cho cấp trên, quản thành còn sống. Câu nói của hắn bị tiếng chuông di động làm ngắt quãng. Đồng tú tú cầm điện thoại, hai người đi tới trước ô tô, điện thoại vẫn là quản thành gọi tới, để hắn nghe. Ngũ đắc chí điện thoại, ánh mắt tìm kiêm xung quanh chạm điện thoại rất lợi hại, rất chuyên nghiệp, rất dụng tâm, đáng tiếc anh quá dụng tâm. Giọng nói của quản thành tràn ngập vẻ trào phúng và chiêu tức. Ngũ đắc chí nói, xin anh khi nào lắp bom thì chuyên nghiệp một chút đi, loại thiết bị không có độ khó như vậy đúng là làm trò cười cho người trong nghề. Quản thành, nói thật ra thiết bị dẫn nổ có bố trí tinh diệu đến thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì, quan trọng là khi cần thì phải để nó nổ. Ngũ đắc chí nhìn chạm điện thoại vừa rồi, mỉm cười nói, chỉ tiếc là bom của anh vĩnh viễn không nổ. Anh nói quả nào cơ, trong điện thoại hay là trong xe. Ngũ đắc chí hơi ngẩn ra, hắn cúi người xuống, lại nhìn thấy dưới xe để một quả bom, không hề ngụy trang, mà là đường hoàng để lộ lộ dưới gầm xe, thời gian chỉ còn lại 5 giây. Chạy mau, ngũ đắc chí hét to. Đồng tú tú từ vẻ mặt của hắn đã ý thức được gì đó, bọn họ dùng hết toàn lực bỏ chạy. Ngũ Đắc Chí nghe thấy tiếng cười càn rỡ của quản thành. Tôi đã nói rồi, bộ phận quan trọng nhất của bom không phải là thiết bị dẫn nổ mà là khi cần để nó nổ. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên phía sau bọn họ, xe trong lửa và khói biến thành từng mảnh, thân xe trong hỏa diễm hừng hực bắn lên không, mảnh vỡ bắn khắp nơi. Đồng Tú Tú và Ngũ Đắc Chí căn bản không thể chạy khỏi khu vực vụ nổ trong 5 giây, thân thể của hai người giống như lá cây trong gió thu, ý thức của bọn họ cũng biến thành trống rỗng trong vụ nổ và cường quang nhân sinh đều do từng bi kịch nối lại mà thành ngày hôm nay đối với đồng tú tú mà nói chính là một bi kịch vào giây phút mà cô ta tỉnh lại vẫn nhìn thấy ánh sáng tựa hồ vụ nổ vẫn đang tiếp diễn bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp là phó chủ nhiệm cục bảy quách thành của cô ta cậu ấy vẫn đang được cấp cứu tôi muốn đi gặp tôi muốn đi gặp đắc chí đồng tú tú hét to trước mắt cô ta là một mảng trắng xóa Da thịt trên mặt Quách Thành giật giật, nhìn hai thuộc hạ đắc lực nhất gặp thảm trạng như vậy, trong lòng Quách Thành cũng khổ sở đến cực điểm, y nhẹ giọng khuyên giải an ủi, cô trước tiên dưỡng thương đi đã, phía bệnh viện đang toàn lực cấp cứu, tin rằng cậu ấy nhất định là cát nhân tự có thiên tướng. Quách Thành ra khỏi phòng bệnh, đi tới trước phòng phẫu thuật, vừa hay gặp được Trương Dương nghe tin tới, Trương Dương là từ trong miệng Vinh bằng phi biết được chuyện này, nhìn thấy nhìn thấy Quách Thành hắn liền chạy tới hỏi, tình huống của bọn họ thế nào rồi? Quách Thành nói, đồng tú tú vẫn ổn, Ngũ Đắc Trí. Ánh mắt của y nhìn tới cửa phòng phẫu thuật. Cửa phòng phẫu thuật vừa hay mở ra vào lúc này, bác sĩ phụ trách mổ chính cho Ngũ Đắc Trí đi ra, y tháo khẩu trang xuống, nói với Quách Thành, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Quách Thành cắn cắn môi. Thi thể của Ngũ Đắc Trí được đẩy ra, Quách Thành đi tới trước, ý bảo y tá dừng lại, y chậm rãi vén vải trắng lên, nhìn thấy khuôn mặt của Ngũ Đắc Trí đã bị nổ cho huyết nhục mơ hồ cánh tay phải cũng mất trong vụ nổ, nhìn thấy thảm trạng như vậy, tay quách thành không khỏi rung rung. Trương Dương vươn tay ra, cầm tay trái của ngũ đắc trí, xuất phát từ bản năng chức nghiệp, hắn sờ sờ mạch môn của ngũ đắc trí, không có bất kỳ mạch đập nào. Khi Trương Dương chuẩn bị thả tay ra thì cảm thấy một tiêm mạch đập rất yếu ớt, Trương Dương ngạc nhiên mở to hai mắt, quách thành vỗ vai hắn ý bảo hắn buông tay ngũ đắc trí ra, để gã được ra đi yên tĩnh, nhưng Trương Dương lại kinh hỉ kêu to lên, hắn còn sống, hắn còn có mạch đập. Nhân viên y tế chung quanh đều kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy người thanh niên này có phải là điên rồi hay không, bọn họ vừa rồi đã kiểm tra cẩn thận, lúc này mới thận trọng tuyên bố tin tức Ngũ Đắc Trí đã tử vong. Trương Dương không điên, hắn lớn tiếng nói với Quách Thành, "Giúp tôi nâng hắn dậy." Quách Thành ngây ra một thoáng, nhưng hắn đã chết rồi. Trương Dương hét lớn, "Tôi rõ ràng cảm thấy hắn còn mạch đập, hắn còn sống." Quách Thành nửa tin nửa ngờ nâng Ngũ Đắc Trí dậy, Song trưởng của Trương Dương đặt lên hậu tâm của Ngũ Đắc Trí, một cỗ nội lực được đưa vào, hắn phải giúp Ngũ Đắc Trí, hắn khống chế tiết tấu nội lực, vừa phun ra vừa thu lại, nội lực giống như thủy triều khiến thân thể Ngũ Đắc Trí chấn động, cũng đưa loại chấn động này truyền đến trái tim hắn. Loại phương pháp dùng nội lực để tim đập lại này, so với kích điện còn hiệu quả hơn, loại kích tim truyền thống chỉ nhằm vào bản thân trái tim, mà loại phương pháp massage này của Trương Đại Quan Nhân không chỉ có tác dụng cho trái tim hơn nữa có thể đưa loại chấn động này tới tất cả kinh mạch toàn thân, thuộc một loại hiệp trợ cứu sống với ý nghĩa toàn cục. Trong mắt nhân viên y tế, đã coi Trương Dương là kẻ bị bệnh thần kinh, người đã được tuyên phán tử vong, làm gì còn khả năng sống lại. Nội lực mà Trương Đại Quan Nhân đưa vào trong cơ thể ngũ đắc chí càng lúc càng mạnh, thậm chí ngay cả Quách Thành cũng cảm thấy được từng đợt chấn động, cuối cùng, y nhìn thấy ngực ngũ đắc chí phập phồng, y trợn mắt lên nhìn, có thể xác định, đây không phải là vì ngoại lực là đến từ hô hấp của bản thân ngũ đắc trí. Quách thành kinh hỉ hét lớn, hắn còn sống, hắn thật sự còn sống. chương 1123, di rời tầm mắt một. Trương đại quan nhân không phải là có ý khiến đám nhân viên y tế này khó xử, trên thực tế ngũ đắc trí vừa rồi quả thực xuất hiện tình trạng tim ngừng đấp, hô hấp đình chỉ, nhân viên y tế cũng tiến hành cứu giúp toàn lực, trên cơ bản đã dùng tất cả phương pháp, mới tuyên cáo việc cứu chữa hắn không có hiệu quả, nhưng không ai ngờ được, khi Trương Dương bắt mạch của hắn, vừa hay nó lại nảy lên, đây cũng là vì ngũ đắc chí mạng chưa tuyệt, đưa ra tín hiệu để Trương đại quan nhân nhận được đúng lúc, cũng kéo hắn về từ cõi chết. Sau khi ngũ đắc chí khôi phục hô hấp và nhịp tim, nhiệm vụ tiếp theo đương nhiên là giao cho bệnh viện, phẫu thuật còn có một bộ phận chưa hoàn thành, phải đưa hắn về tiến hành nốt phẫu thuật. Bệnh viện suýt nữa đưa ngũ đắc chí vào nhà xác, tất nhiên là cảm thấy rất mất mặt, khi lần thứ hai cứu chữa đã gọi tất cả chuyên gia tới. Lần này mà không cứu được Ngũ Đắc Trí thì toàn bộ bệnh viện của bọn họ không còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa. Trải qua thỉnh cầu của Trương Dương, cũng thông qua sự đồng ý của Quách Thành và phía bệnh viện, phía bệnh viện đồng ý để Trương Dương tham gia toàn bộ hành trình phẫu thuật lần này. Trương Dương thay thế vị trí của bác sĩ gây tê, với tình trạng trước mắt của Ngũ Đắc Trí, căn bản không thể gây tê toàn thân, dưới tình huống không thể tiến hành gây tê hiện đại, Trương Dương quyết định làm hộ giá cho lần phẫu thuật này của hắn phẫu thuật tiến hành suốt 6 tiếng đồng hồ, dưới sự trợ giúp của Trương Dương, tình trạng của ngũ đắc trí thủy trung bảo trì ổn định, hắn lần này trong vụ nổ đã mất đi một cánh tay phải, phần mặt cũng bị tổn thương nghiêm trọng, trên cơ bản đã bị hủy dung, mắt thì không bị tổn thương, còn thính lực phải đợi sau khi hắn phục hồi mới có thể kiểm tra được. Trong quá trình tiến hành phẫu thuật, lãnh đạo của thính công Bình Hải đặc biệt tới thăm, vụ nổ lần này phát sinh ở quảng trường lầu canh phồn hoa của Đông Giang. Nếu không phải là vì trời mưa, nếu không phải là vì lúc ấy chung quanh không có ai, tổn thất tạo thành sẽ không thể đong đếm được. Sau khi Vinh Bằng Phi và Quách Thành làm quen với nhau liền đi tới sân thượng của bệnh viện. Quách Thành đi thẳng vào vấn đề, đưa ra yêu cầu của mình, Vinh Thính, chuyện này tôi muốn để chúng tôi xử lý. Vinh Bằng Phi nói, chủ nhiệm Quách, mọi người đều có chức trách của mình, đều có phương pháp làm việc của mình, Hoàng Quân chết trong sở bao vệ, lần ra được không ít chuyện, đồng tú tú là em họ của Hoàng Quân, cũng là đặc công của quốc an các anh, sự tham gia của cô ta khiến tình tiết vụ án trở nên khó bề phân biệt, càng thêm phức tạp hóa, lúc trước tôi kiên trì muốn để chuyện này cho bộ phận hình sự xử lý, quốc an các anh lại cứ nói rằng chuyện này liên quan tới an toàn quốc gia, mang nhân chứng quan trọng phi hỉ đi. Tôi không biết đồng tú tú điều tra rốt cuộc là hành vi cá nhân hay là thật sự do các anh gợi ý. Cô ta rốt cuộc đã nắm giữ bao nhiêu tình huống, bao gồm cả vụ nổ ngày hôm nay, rốt cuộc là ai dụ họ vào bẫy? ai nhất định muốn dồn họ vào chỗ chết. Quách Thành nói, tôi sẽ xử lý chuyện này. Vinh Bằng Phi nói, xin anh chớ quên, vụ nổ phát sinh trên đất Bình Hải, chúng tôi cũng phải phải cho công chúng một câu trả lời. Hai người nhìn nhau, một lúc sau, ánh mắt của Quách Thành dịu đi, y nói khẽ căn cứ vào tình báo mà Đồng Tú Tú cung cấp, chuyện này có thể là nhầm vào hành vi của bọn họ. Anh là nói? Quách Thành nói, hoàng quân là con mồi. Mục đích chân chính mà người khác đối phó hắn là muốn dụ đồng tú tú vào. Vinh Bằng Phi lắc đầu, tôi không tin âm mưu luận này, giết chết Hoàng quân là để đối phó đồng tú tú, cái cơ đó thật sự là quá mức hượng ép. Quách Thành nói, anh tin hay không cũng không quan trọng, chuyện này chúng tôi sẽ tiếp nhận toàn bộ, về phần cảnh sát các anh giải thích với công chúng thế nào là chuyện của các anh. Y cho rằng mình đã để lộ quá nhiều cho Vinh Bằng Phi rồi. Thái độ ngạo mạn của Quách Thành đã chọc giận Vinh Bằng Phi. Vinh Bằng Phi nói, chủ nhiệm Quách, ngành của các anh tuy rằng rất đặc thù, nhưng không hề quy định có thể ở trên chúng tôi. Vụ nổ lần này có thể là có liên quan tới vụ án buôn lậu thuốc viện của Giang Thành, chúng tôi phải điều tra. Quách Thành nói, tùy các anh, nhưng chuyện của chúng tôi quyết không cho phép các anh tiết lộ ra ngoài. Khi nghe thấy vụ nổ ở quảng trường Lầu Canh, Kỳ Sơn đang trên đường đưa Kỳ Phong tới sân bay, hắn mở âm lượng radio to lên, nghe thấy tin tức này thì không khỏi nhíu mày, vụ nổ ư ánh mắt của y tràn ngập hồ nghi nhìn Kỳ Phong. Kỳ Phong lắc đầu, anh đừng nhìn em, không phải là em làm, là người của bang tử. Kỳ Sơn dừng xe lại, cầm điện thoại nhanh chóng bấm số, sau khi điện thoại kết nổi, y nói khẽ chuyện ở quảng trường lầu canh có phải anh làm hay không. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười, anh chắc không rõ, em họ của Hoàng Quân là đặc công quốc an, rất phiền toái, phải xử lý cô ta kỳ sơn tức giận nói anh có biết như vậy sẽ khiến cho đông giang thần hồn nát thần tính hay không hành động của chúng ta sẽ trở nên càng thêm khó khăn tôi đang giúp anh thằng em trai ngu ngốc của anh đã làm ra nhiều chuyện như vậy nếu không di rời sự chú ý của phía cảnh sát bọn họ sớm muộn gì cũng đều sẽ tra tới người các anh kỳ sơn lạnh lùng nói chuyện của tôi không cần anh lo tôi cảnh cáo anh anh còn dám nhúng tay vào chuyện của đông giang tôi sẽ cắt đứt quan hệ hợp tác với các anh Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười, đừng nóng giận, hòa khí phát tài thôi, lão đệ, anh cân nhắc một chút đi, vị nổ lần này sẽ khiến đám cảnh sát đó càng thêm hồ đồ, bọn họ càng không thể tìm thấy phương hướng chính xác, về phần đôi nam nữ đó, bọn họ đều là đặc công của quốc an, không giải quyết họ, bọn họ sẽ tra chuyện của Hoàng Quân tới cùng. Kỳ Sơn nói, tôi lặp lại lần nữa, chuyện của Đông Giang anh đừng nhúng tay vào. Nếu không đừng trách tôi trở mặt. Ok, ok tôi cũng nhắc nhở anh một câu phải bắt thằng em trai của anh thông minh hơn một chút sự tồn tại của hắn sẽ cấu thành uy hiếp tới sinh ý của chúng ta đây là chuyện của tôi tôi là hảo tâm nhắc nhở thôi là muốn tốt cho anh và cho hắn cũng là tốt cho mọi người không đợi đối phương nói xong kỳ sơn đã gác máy kỳ phong vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh trai kỳ sơn trầm mặc một lúc lâu sau mới nói kỳ phong nhớ kỹ lời của tao tao không cho mày về thì mày nhất định không được một mình trở về. Bang tử gọi điện thoại tới à. Chú Tâm làm sinh ý thủy sản, bất kỳ chuyện phi pháp nào cũng không nên dính vào. Anh, anh có ý gì? Kỳ Sơn nói, chuyện của công ty không cần mày quan tâm, mấy năm nay chúng ta đã kiếm được quá nhiều tiền rồi, một đoạn thời gian không làm ăn cũng không thành vấn đề. Gần đây chuyện phát sinh liên tiếp khiến Kỳ Sơn dự cảm được nguy hiểm đang đến, y phải xử lý chuyện trên sinh ý thật kín đáo, phải cố gắng tránh phiêu lưu. Kỳ Phong nói anh, anh thay đổi rồi, gan của anh trở nên càng ngày càng nhỏ, không còn giống như lúc chúng ta mới làm ăn nữa. Kỳ Sơn nói, khi đó chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng, còn hiện tại, chúng ta đã có tất cả khiến cho người ta hâm mộ, chúng ta không thể thua mà cũng không thua được. Nghi vỗ vỗ vai Kỳ Phong, nói khẽ tiểu Phong, nghe lời tao đi, nhất định phải nghe lời. Kỳ Phong cầm bàn tay của anh trai, gật đầu thật mạnh. Trương Dương thăm đồng tú tú, cũng nói cho cô ta biết tin tức ngũ đắc trí đã được cứu chữa thành công. Đồng tú tú biết tin tức bình an của ngũ đắc trí, không khỏi vui đến nỗi bật khóc. Trương Dương nói cô không được khóc, màng mắt của cô đã chịu tổn thương vì cường quan, cần một đoạn thời gian để khang phục. Đồng tú tú gật đầu, cô ta vẫy vẫy tay với Trương Dương. Trương Dương đi tới bên cạnh cô ta, ghé sát vào đồng tú tú. Đồng tú tú nói khẽ, đây là một cái bẫy, người thả lưới là quản thành. Chuyên gia gỡ bom của quốc an trước kia, về sau hắn mất tích trong một nhiệm vụ gỡ bom, tổ chức cho rằng hắn đã chết, không ngờ hắn lại mượn vụ nổ đó để rời khỏi tổ chức. Trương Dương nói, hắn vì sao muốn nhầm vào hai người. Đồng Tú Tú nói, không biết, tôi hoài nghi cái chết của anh họ tôi còn liên quan tới thứ gì đó sâu hơn. Cô cho rằng hắn đang trả thù cô. Đồng Tú Tú nói, tôi không biết. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Đồng Tú Tú vội vàng dừng nói chuyện. Trương Dương cũng lùi một bước về phía sau, phó chủ nhiệm cục bảy quách thành bước vào, y cười nói, tu tú, tú, tình huống của ngũ đắc trí đã ổn định, bác sĩ nói anh ta đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm. Đồng tú tú gật đầu. Quách thành nói, cô an tâm nghỉ ngơi đi, những chuyện khác cứ giao cho chúng tôi xử lý. Y đánh mắt ra hiệu cho Trương Dương. Trương Dương hiểu Quách Thành muốn nói chuyện riêng với mình, hắn cùng Quách Thành lên tầng thượng, Quách Thành đối với Trương Dương vẫn khá là khách khí, Y đầu tiên cảm ơn vì Trương Dương đã cứu lại mạng sống của ngũ đắc trí. Sau đó lại nói chủ nhiệm Trương, tôi nghĩ cậu chắc có nghe nói nguyên tắc giữ bí mật của quốc an. Trương Dương gật đầu, anh yên tâm, tôi sẽ không tham gia vào chuyện của các anh, tôi chỉ quan tâm tới bằng hữu của tôi thôi. Quách Thành thở dài nói, tôi rất hiểu tâm tình của cậu, tôi đối với chuyện xảy ra cũng rất khó chịu, bọn họ không chỉ là cấp dưới của tôi mà còn là chiến hữu của tôi, và cũng là bạn của tôi. Trương Dương nói, Ngũ Đắc Chí về sau sẽ thế nào? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là vì Ngũ Đắc Chí đã mất đi cánh tay phải, thân thể hắn cũng bị thương rất nặng, với trạng thái của hắn có thể sẽ không thích hợp ở lại Quốc An. Phải xem ý nguyện của cậu ta thế nào đã, có lẽ tổ chức sẽ sắp xếp cho cậu ấy nghỉ hưu sớm. Trương Dương không nói gì, nhìn chân trời đằng xa, thở dài. Quách Thành nói, "Chủ nhiệm Trương, với năng lực của cậu mà không gia nhập Quốc An thì rất là đáng tiếc." Quách Thành không phải người đầu tiên nói như vậy với Trương Dương, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Trương Dương cười cười, nhìn thấy kết cục của Ngũ Đắc Chí và Đồng Tú Tú, anh cho rằng tôi còn có thể muốn gia nhập tổ chức của các anh ư? Quách Thành nói khẽ, vì sự an toàn xê quốc gia, chúng ta phải trả giá. Trương Dương nói, cương vị của chúng ta tuy rằng bất đồng, nhưng cống hiến mà tôi làm ra vị tất đã ít hơn các anh. Quách Thành cũng chỉ có thể dùng một câu người nào chí nấy để xuống thang. Chuyện si của đồng tú tú và ngũ đắc trí khiến Trương Dương ý thức được, cho dù là bên trong quốc an cũng tồn tại nguy cơ rất lớn, liên tưởng đến cuộc thẩm tra nhằm vào hình chiêu huy đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, Trương Đại Quan Nhân càng thấy mình và quốc an nên phân rõ giới hạn. chương 1124, Di rời tầm mắt 2 Vụ nổ phát sinh ở quảng trường lầu canh lần này khiến bên trong cao tầng của thính công Bình Hải chấn động không nhỏ, Vinh Bằng Phi và Quách Thành sau khi nói chuyện không nhượng bộ, y đã đem chi tiết của chuyện này báo cáo với tính trưởng thính công bình hải cao trọng hòa cao trọng hòa toát mồ hôi lạnh y cảm thấy nghĩ mà sợ đồng thời lại cảm thấy may mắn nếu lúc ấy cao liêm minh và đồng tú tú ở cùng một chỗ như vậy người bị thương có khả năng sẽ là con trai của mình tim cao trọng hòa đập thình thịch ngay cả vinh bằng phi cũng dễ dàng nhìn ra y giang sợ hãi nói khẽ cao thính đám người của quốc an vươn tay quá dài gần đây gây ra không ít phiền toái ở bình hải Cao Trọng Hòa thở dài, "Chuyện này anh thấy thế nào?" Vinh bằng phi nói, "Dựa theo cách nói của bọn họ, vụ nổ lần này là nhằm vào hai đặc công đó của Quốc An, hoàng quân bị giết chỉ là mồi nhử, kẻ địch lợi dụng cái chết của hoàng quân để dẫn dụ đồng tú tú tiến tới tìm kiếm cơ hội đối phó với cô ta." Cao Trọng Hòa nói, "Có loại khả năng này ư?" Vinh bằng phi nói, "Loại khả năng này không lớn." Cao Trọng Hòa nhìn thẳng vào Vinh bằng phi, đợi y nói tiếp. Vinh bằng phi nói, chuyện của lão quân giao là chứng minh tốt nhất, nếu chế tạo hai vụ nổ đều là một người, như vậy, khi ở lao quân giao đã có thể giết chết đồng tú tú, vì sao khi đó không xuống tay? Ngược lại lợi dụng bọn đồng tú tú làm mồi để dụ Trương Dương tới. Cao Trọng Hòa nói, có lẽ không phải cùng một một người. Vinh bằng phi nói, trong trạm điện thoại công cộng ở quảng trường lầu canh còn lưu lại xác bom bị gỡ, chuyên gia phá bom của chúng ta đã tới xem, thủ pháp lắp đặt hai quả bom tương tự nhau. Chắc là cùng một người làm, có điều quả bom được lắp trong trạm điện thoại công cộng thì phức tạp hơn. Ngũ đắc trí bị trọng thương ở hiện trường chính là chuyên gia gỡ bom đứng đầu quốc an, đối phương nhất định quen thuộc với bọn họ, dụ bọn họ tới trạm điện thoại công cộng, sau đó đồng tú tú dưới tình huống không biết đã chạm phải bom. Ngũ đắc trí trong thời gian hiếu hạn thành công dỡ bỏ quả bom này, có điều bọn họ cũng không ngờ có người lại đặt một quả bom khác ở dưới ô tô của bọn họ, khi chờ bọn họ phát hiện ra thì đã không còn kịp rồi. Cao Trọng Hòa nói, cả sự kiện thoạt nhìn thì vẫn là vấn đề bên trong quốc an, có người muốn nhầm vào quốc an. Vinh Bằng Phi nói, nhưng chuyện lão quân giao giải thích không? Cao Trọng Hòa nói, anh cứ liên hệ hai chuyện này với nhau. Có phải là có chút gượng ép không? Vinh Bằng Phi hỏi ngược lại, nếu liên hệ lại với nhau, sự kiện nổ lần này có phải là đã thành công di rời sự chú ý của chúng ta không? Lông mày rậm của Cao Trọng Hòa nhăn lại y trầm tư một hồi lâu rồi nói, bắt lấy đầu mối chính, cái mà chúng ta phải tra là án thuốc phiện, cái mà chúng ta phải đối mặt có thể là án kiện buôn bán thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử Bình Hải. Những chi tiết sâu rìa chúng ta không cần phải chú ý, chuyện của quốc an giao cho quốc an bọn họ tự giải quyết. Vinh Bằng Phi nói, làm ra chuyện rồi giao cho chúng ta đi chùi đít, nhưng bọn họ ngay cả một chút tin tức tình báo cũng không tiết lộ cho chúng ta. Cao Trọng Hòa nói, xuất phát từ nguyên tắc giữ bí mật đi, không cần thiết làm quá cứng, mọi người ai làm chuyện nấy, bọn họ có tin tức không nói cho chúng ta thì chúng ta cũng sẽ bảo mật đối với họ thôi. Vinh Bằng Phi nói, Trương Dương cứu tính mạng của ngũ đắc trí, có lẽ hắn có thể được có không ít tin tức. Cao Trọng Hòa thở dài nói, thằng ôn này thật sự là phiền toái, chuyện của hệ thống chúng ta tận lực đừng cho hắn tham gia vào quá nhiều. Vinh Bằng Phi cười cười, liêm minh thế nào rồi? Nghe nói đã từ chức à? Cao Trọng Hòa nói, tôi muốn để nó Hong Kong hỗ trợ gì nó chuyện công việc, nhưng thằng Ôn này không muốn đi, nó muốn về nước Mỹ. Điện thoại của y bỗng nhiên đổ chuông, cầm điện thoại lên, là vợ y gọi tới, thì ra là gọi tới để oán trách, Cao Liêm Minh còn sốt mà không ngờ vẫn tới bệnh viện nhân dân tỉnh. Cao Trọng Hòa lập tức đoán ra con trai nhất định là thăm Đồng Tú Tú, kỳ quái thật, nó sao biết được chuyện của Đồng Tú Tú, chẳng lẽ là Trương Dương nói. Thật ra lần này Cao Trọng Hòa đoán sai rồi, Cao Liêm Minh nghe radio biết được tới vụ nổ. Trong radio không hề nhắc tới tên của Đồng Tú Tú, nhưng Cao Liêm Minh ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ tới Đồng Tú Tú, có thể là bởi vì kinh lịch lần trước hắn bị buộc bom lên người ở lao quân giao, cho nên mới không nhịn được mà nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Hắn mang bệnh tới bệnh viện nhân dân tỉnh, sau khi hỏi thăm mới biết trong hai người bị thương quả nhiên có Đồng Tú Tú, hắn lập tức hoảng lên, mua một bó hoa tới phòng giám sát bệnh nặng. Hiện giờ Đồng Tú Tú đã được quốc an liệt vào đối tượng trọng điểm bảo hộ người bình thường không thể được phép tiến vào phòng bệnh. Cao Liêm Minh đang ở bên ngoài mè nheo thì nhìn thấy Trương Dương bên trong đi ra, hắn với vàng vẫy tay với Trương Dương. Trương Dương sở dĩ được quyền tự do ra vào là bởi vì y thuật thần kỳ của hắn, nếu không phải có hắn, ngũ đắc chí đã chết rồi, phó chủ nhiệm cục bảy quách thành đặc biệt cho phép hắn tự do ra vào phòng bệnh. Trương Dương nhìn thấy Cao Liêm Minh thì cũng có chút ngạc nhiên, hắn thật sự không nghĩ ra thằng ôn này sao biết được chuyện này, trương dương đi tới trước mặt cao liêm minh anh tới làm gì cao liêm minh nói tôi đến thăm đồng tú tú cô ta thế nào rồi có bị thương nặng không trương dương kéo cao liêm minh sang một bên nơi này không có chuyện của anh anh đừng có gây thêm phiền cao liêm minh vừa nghe vậy liền phát hỏa tôi sao lại gây thêm phiền tôi không thể tới thăm bạn à trương dương tôi xin anh đấy anh cho tôi đi nhìn cô ấy một cái thôi xong rồi tôi sẽ đi trương dương thở dài biết thằng ôn cao liêm minh này lại nổi lòng yêu thương rồi, hắn thương lượng vài câu với nhân viên công tác của quốc an đang gác ngoài cửa, sau đó dẫn cao liêm minh vào trong phòng bệnh. Cao liêm minh nhìn thấy bộ dạng trên người quần đầy băng gạc của đồng tú tú thì mũi cay cay, suýt chút nữa thì rơi nước mắt, hắn cắm hoa vào trong bình rồi cố nhịn không nói câu nào. Đồng tú tú nghe thấy động tính, nói khẽ Trương Dương à. Trương Dương nói, là tôi. Đồng tú tú nói, Trương Dương, tình huống của đắc chí sao rồi? Trương Dương cười nói, tình huống đã ổn định, cô không cần lo lắng tiếp qua vài ngày nữa là có thể khang phục rồi. Đồng Tú Tú nói, anh không lừa tôi chứ? Trương Dương nói, tôi lừa cô làm gì nhỉ? Đồng Tú Tú nói, xin lỗi, đã mang tới phiền phức cho anh rồi. Trương Dương cười nói, mọi người là bạn bè, không cần phải nói những lời khách khí làm gì. Nếu gặp Cao Liêm Minh thì giúp tôi nói tiếng xin lỗi với anh ta, tôi rất có lỗi với anh ta cao liêm minh nghe thấy cô ta nhắc tới mình không khỏi ngây ra đó trương dương nói được rồi tôi sẽ chuyển lời giúp cô đồng tú tú nói lúc trước tôi đã lợi dụng anh ta tôi biết tâm tư của anh ta tôi vốn nên giữ khoảng cách trương dương cười nói nữ hài tử bộ dạng xinh đẹp bên cạnh luôn có người theo đuổi cao liêm minh không trách cô lòng giả của hắn rất rộng rãi không phải người hẹp hòi đâu Đồng Tú Tú nói: "Tôi nghe nói anh ta từ trước rồi à, có phải bởi vì tôi hay không?" Cao Liêm Minh cẩn thận khống chế hơi thở, sợ Đồng Tú Tú cảm thấy được có sự tồn tại của mình. Trương Dương nói: "Cô nghĩ nhiều rồi." Đồng Tú Tú nói: "Tôi coi anh ta là bạn tốt, thật đất, anh cũng vậy, các anh đều rất quan trọng đối với tôi." Trương Dương vỗ mở u bàn tay của cô ta, bảo cô ta an tâm nghỉ ngơi, đánh mắt ra hiệu với Cao Liêm Minh, hai người lặng lẽ ra ngoài, vừa ly khai phòng bệnh. Cao Liêm Minh liền giận dữ chửi, ai làm vậy? Tên hỗn đản nào tàn nhẫn như vậy, nếu để tôi bắt được hắn, tôi sẽ lột ra hắt, rút gân hắn. Trương Dương kéo Cao Liêm Minh rời khỏi tòa nhà phòng bệnh, Cao Liêm Minh vẫn đầy lửa giận nói, tôi nhất định phải phải báo thù cho Tú Tú. Trương Dương nói, anh không phải là muốn về nước Mỹ ư. Cao Liêm Minh cắn cắn môi rồi nói khẽ, đồng Tú Tú có phải bị hủy dung hay không? Trương Dương nói, cô ta không bị bỏng nặng, trải qua một đoạn thời gian trị liệu là có thể hoàn toàn, có điều ngũ đắc chí thì không may mắn như vậy. Cao Liêm Minh kinh ngạc nhìn Trương Dương, Trương Dương nói, mạng tuy là giữ được, nhưng cánh tay phải của hắn toàn bộ bị nổ tung, mặt cũng bị thương không nhẹ, cho dù khôi phục cũng không thể trở lại diện mạo trước đây, hậu kỳ chắc còn phải tiến hành phẫu thuật chỉnh lại mặt. Cao Liêm Minh thở dài nói, có thể sống là tốt rồi, nếu hắn tạc nổ chết, đồng tú tú không biết sẽ thương tâm tới cỡ nào. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lắc lắc đầu nói, hỏng rồi, tôi đã hẹn với Trung Trường Thắng mà quên mất. Trương đại quan nhân hôm nay chỉ lo cứu người, quên cả cuộc hẹn với Trung Trường Thắng. Vốn hẹn 11 giờ sáng gặp nhau, nhưng hiện tại đã là 5 giờ chiều, Trương Dương vội vàng gọi điện thoại cho Trung Trường Thắng. Một lát sau Trung Trường Thắng trả lời điện thoại, buổi sáng hắn chờ Trương Dương một tiếng, thấy Trương Dương không tới, nghĩ chắc Trương Dương có thể là công tác bận rộn cho nên cũng không gọi điện thoại cho Trương Dương, lúc này hắn đang nói chuyện phiếm với bằng hữu trong cửa hàng. Trương Dương hỏi rõ vị trí của hắn, cùng Cao Liêm Minh tới, Cao Liêm Minh vốn muốn sau khi thăm đồng tú tú xong thì lập tức về nhà, nhưng nhìn thấy thảm trạng của đồng tú tú, trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu, hy vọng có một người tâm sự với hắn, cho nên liền đi theo Trương Dương. Hai người tới một tiệm xăm trổ trên đường thành, Trung Trường Thắng đang đợi trong tiệm, có điều Trung Trường Thắng tới đây không phải để xăm, tiệm xăm chỗ này là một người bạn của hắn mở, bằng hữu này của hắn tên là Trình Viễn, là đồng hương với Trung Trường Thắng, trước mắt đang làm công tác tự do ở Đông Giang, nghiệp chính của hắn là buôn bán đá ở chợ chim và đá, chủ thật sự của tiệm xăm này là bà vợ Vu Lam của gã, trước đây tình là giáo viên mỹ thuật Đông Giang, về sau từ trước mở tiệm xăm. Khi Trương Dương và Cao Liêm Minh tới tiệm, nhìn thấy Trung Trường Thắng đứng đợi ở cửa, Trương Dương cười cười đi tới, ngại quá, hôm nay gặp chút chuyện, quên mất cái hẹn của chúng ta. Trung trường thắng cười nói, không sao, chủ nhiệm trương công tác bận biểu, khác với nhân viên tạp vụ xã hội như tôi. Hắn mời Trương Dương vào trong tiệm. Bởi vì gần đến giờ tan tầm, trong tiệm không có khách, ở cửa đặt một bể cá thủy tinh dài 5 mét, bên trong nuôi hơn 10 con, một thanh niên kiện tráng người đầy hình xăm đang cho cá ăn. Cao Liêm Minh đi tới, rất cảm thấy hứng thú với hình xăm trên người người đó, khen, xăm đẹp thế. Là thật hay là dán vậy? chương 1125, buôn lậu Các một. Tên thanh niên đó bật cười, lộ ra hàm răng bóng loáng, đương nhiên là thật rồi. Hắn ném một khối thịt nát, mấy con cá sông lên tranh nhau, làm sủi lên không ít bọt nước, Cao Liêm Minh nói con cá này ăn thịt à. Thanh niên đó nói cá ăn thịt người đấy, một người nhảy xuống, không quá 5 phút là đến một mẩu thịt cũng chẳng còn. Cao Liêm Minh thẻ lưỡi. Bên trong truyền đến một giọng nói mềm mại, sấm sấm, anh đừng dọa người ta nữa. Là bà chủ vu lam của tiệm săn. Trung trường thắng cười nói, em gái, cho Trình Viễn đi chơi nhé, bọn anh đi uống rượu. Vu Lam cười nói, anh ấy tới chợ đá lấy đồ, lập tức sẽ về thôi. Đang nói thì bên ngoài đã chuyển đến tiếng gầm rú của xe máy, Trương Dương nhìn ra phía ngoài, liền thấy một đại hán vạm vỡ mặc đồ ra kít màu đen cưới một chiếc xe máy đỗ ở trước cửa, đoán rằng người này chắc là bằng hữu kiêm đồng hương trình viễn của Trung Trường Thắng. Trung Trường Thắng gọi Trình Viễn đến dẫn kiến cho Trương Dương, Trình Viễn tính tình khá là hào sảng hiếu khách, hắn cười nói, "Đi, tôi mời các anh uống rượu." Trương Dương nói, "Để tôi mời đi, hôm nay để Trung đại ca phải đợi lâu như vậy, tôi mời anh ta uống rượu để bồi tội." Trung Trường Thắng nghe hắn gọi mình là đại ca, trong lòng có rất nhiều cảm xúc, trước khác nay khác, hiện tại Trương Dương có địa vị gì, người ta có thể gọi mình là Trung đại ca, chẳng khác nào cho mình mặt mũi. Trình viễn lại khá kiên trì, không được nhất định nhất định phải để tôi mời khách, đến chỗ tôi thì đương nhiên phải để tôi làm chủ rồi. Hắn nói với bà vợ một tiếng rồi dẫn bọn Trương Dương tới Ngô Việt Nhân ra gần đó. Trương Dương nói, đồ ăn của Ngô Việt chán lắm, chúng ta tùy tiện tìm một quán nào khác đi. Trình viễn nói, thật ra tôi cũng không thích khách sạn, chỉ được cái lịch sự, mọi người đã đều không thích vậy thì thế này đi, ở phía trước có quán gà con, đồ ăn rất ngon. Mấy người tới quán thịt gàn con, Trình Viễn gọi ba cân ga chống vườn bảo chủ tiệm đi giết mấy người vào trong phòng ngồi. Trung Trường Thắng lại giới thiệu Trương Dương, Trình Viễn đưa danh thiếp của mình cho Trương Dương và Cao Liêm Minh, cười nói, về sau có thời gian thì năng đến chơi nhé. Tôi còn có cửa hàng mặt tiền ở chợ đá, chỗ đó cũng được. Muốn xăm mình thì tìm tôi, mà muốn chơi đá thì cũng tìm tôi luôn. Trương Dương cười cười, cán bộ quốc gia cũng không thể tùy tiện xăm mình. Hiện tại hắn cũng là nhân vật gặp nhiều dị nghị nếu còn xăm rồng vẽ hổ trên người vậy thì kiểu gì cũng bị nước bọt của người khác nhấn chìm có điều nghe nói trình viễn làm sinh ý đá trương đại quan nhân cũng để lại tâm nhãn kiểu lão thích nhất chính là chơi đá có cơ hội phải tới chỗ trình viễn xem mục đích trương dương hẹn gặp mặt trung trường thắng chủ yếu là để hỏi một chút hắn hiện tại có tính toán gì không tinh võ vệ bởi vì đắc tội với hắn bị trương dương ép phải đóng cửa trung trường thắng tất nhiên cũng mất việc tự ý nghĩa nào đó mà nói là trương dương làm liên lụy hắn Trung Trường Thắng từ sau khi bị Kiều lão sa thải, vẫn luôn lăn lộn không được như ý, khó khăn lắm mới tìm được một công tác yên ổn, đáng tiếc lại để xảy ra chuyện này, Trung Trường Thắng đối với việc này cũng nhìn rất thoáng. Cười nói, tôi đã nghĩ kỹ rồi, định về An Dương. Trương Dương nói, ban bảo vệ của bộ chỉ huy khu nội thành mới chúng tôi vừa mới thành lập, tôi hôm nay tới là muốn mời anh tới làm trưởng ban. Trung Trường Thắng ngây ra một thoáng, chủ nhiệm Trương, cảm ơn hảo ý của anh, có điều việc này hình như không thích hợp lắm trương dương cười nói không có gì mà thích hợp với không thích hợp cả thật ra chuyện này là ý của kiều tiểu thư tôi cùng cô ta nói tới chuyện ở đông giang gặp anh cô ta sau khi nghe nói bảo tôi hỗ trợ an bài công tác cho anh bản thân chỗ chúng tôi cũng vừa mới thành lập đang là lúc cần dùng người anh trước tiên tới hỗ trợ cho tôi đã về phần vấn đề biên chế của anh kiều tiểu thư sẽ phụ trách giải quyết giúp anh trung trường thắng nghe hắn nói như vậy trong lòng cũng không khỏi có chút kích động hắn đi theo kiều lão nhiều năm về sau bởi vì làm sai chuyện mà phải ra đi trong lòng vẫn hối hận đối với chuyện này không thôi thật ra hắn cũng không thích hợp lăn lộn trên xã hội bất kể kiều mộng viện có ở sau lưng làm chuyện này hay không cơ hội công tác mà trương dương cung cấp cho hắn đã đả động hắn trung trường thắng gật đầu nói tôi sẽ cố gắng làm trương dương cười nói với năng lực của anh đến chỗ tôi làm trưởng ban bảo vệ là khuất tài rồi có điều chỉ cần công tác xuất sắc, về sau nhất định sẽ có cơ hội thăng tiến. Trung trường thắng thành khẩn nói, có thể có công tác cố định là tôi đã cảm thấy mỹ mãn rồi, tôi không có hùng tâm tráng trí gì, muốn thật thà làm chút chuyện gì đó thôi. Trình viễn nâng chén chúc mừng trung trường thắng có công tác mới, trừ cao liêm minh ra, mọi người đều rất cao hứng, trương dương cầm chén rượu lên tìm tới cao liêm minh, liêm minh, hôm nay tôi mượn chén rượu này để tiễn anh, chúc anh sau khi về Mỹ có thể xuôi gió xuôi nước, tiền đồ rộng mở. Cao Liêm Minh cầm chén rượu lên, chạm với Trương Dương rồi uống, hắn nói khẽ tôi định ở lại. Trương Dương nói, đơn từ trước đã được gửi tới rồi, đơn vị cũng đã phê chuẩn anh hiện tại nói lời này không hiểm quá muộn ư. Cao Liêm Minh nói, từ trước là một chuyện, có đi hay không lại là một chuyện khác, tôi phải tra ra rốt cuộc là ai đã hại đồng tú tú. Trương Dương nói, anh cho rằng mình là ai, thứ nhất anh không phải cảnh sát, thứ hai anh và đồng tú tú cũng không thân đến mức này. Trương Dương thật lòng không muốn Cao Liêm Minh nhúng sâu vào, thằng ôn này là nhân vật thành sự không đủ mà bại sự thì có thừa, và lại lão gia tử của hắn là thính trưởng thính công bình hải, hắn nhúng vào chỉ tổ phiền phức. Cao Liêm Minh nói, bằng hiếu, tôi là bằng hiếu của cô ta, ai quy định không làm được tình nhân thì không thể làm bà ngữ. Tôi chính là không chịu nổi cô ta bị khi dễ, việc này tôi chẳng những muốn xen vào, hơn nữa chắc chắn phải quản hắn uống cạn chén rượu đó, đứng dậy nói tôi đi trước. Trương Dương cũng không cản hắn, Trung Trường Thắng nhìn thấy Cao Liêm Minh đi xa, nói khẽ anh ta. Trương Dương cười nói, không có gì, anh đừng quản hắn. Tuệ không pháp sư từ Đài Loan trở lại Đông Giang, mang đến một tin tức rất tốt, kế hoạch trùng kiến chùa thu hà của ông ta đã được tăng chúng ủng hộ nhất trí, các thương nhân của Đài Loan cũng tỏ vẻ sẽ toàn lực ủng hộ kế hoạch trùng kiến của ông ta. Trương Dương An bài để tuệ không Pháp Sư ở tạm Nam Quốc Sơn Trang, ngày thứ hai sau khi Pháp Sư tới Đông Giang, hắn cùng Kiều Mộng Viện và Mạnh Truyền Mỹ đi tới thăm. Ba tắc lưới không xương của Hòa Thượng Tam Bảo đã phát huy tác dụng, y giành được sự tín nhiệm cực lớn của tuệ không Pháp Sư, tuệ không Pháp Sư trước khi từ Đài Loan trở lại đã thông chi trước cho y, ngày tuệ không Pháp Sư đến Đông Giang, Hòa Thượng Tam Bảo đã đứng đợi ở đó, đúng như Hòa Thượng Tam Bảo nói, y muốn nắm chắc cơ hội lần này. Trương Dương để Kiều Mộng viện đi vào cùng Mạnh Truyền Mỹ, mình thì ở ngoài cửa nói chuyện với Hòa thượng Tam Bảo. Nhìn bộ dạng vẻ mặt tỏa sáng của Hòa thượng Tam Bảo, Trương Đại Quan Nhân không nhịn được mà muốn đánh thằng ôn này, phía chùa Nam Lâm của ông sao rồi? Tam Bảo nói, hoàn toàn vạch rõ quan hệ rồi, hiện tại tôi là người tự do, tối hôm qua Tuệ Không pháp sư đã nói với tôi rồi, để tôi tới giúp trùng tu, cũng chính thức nhận tôi làm đệ tử. Trương Dương nói, chúc mừng chúc mừng ông đã bước một bước trên con đường thành công rồi hòa thượng tam bảo không ngờ nói một câu cách mạng vẫn chưa thành công đồng chí còn phải cố gắng nhiều trương đại quan nhân có chút hứng thú nói ông định làm cách mạng à tam bảo nói cách mạng này không phải là cách mạng đó cái tôi gọi là cách mạng là một loại biến cách tôi muốn mang tới một làn gió mát cho phật giáo đang tử khí âm trầm không những quốc gia cần cải cách mà phật giáo cũng cần cải cách như vậy mới có thể cùng tiến với thời đại Trương Dương nói, tam bảo à tam bảo, ông thật sự là khiến có thêm không ít kiến thức. Khi hai người tán gẫu đang náo nhiệt thì nhìn thấy một chiếc xe hơi phê tần màu đen dừng lại ở phía trước, từ trên xe một người bước xuống, lại là lão tổng Kỳ Sơn của Thủy sản Tứ Hải. Tam Bảo nhìn thấy Kỳ Sơn, cười ha ha nghênh đón, Kỳ Tổng tới đây à? Kỳ Sơn mỉm cười nói mỉm cười nói, chào sư phụ Tam Bảo xin hỏi xin hỏi tuệ không đại sư có đây không? Trương Dương có chút kinh ngạc, không biết Tam Bảo sao lại quen với Kỳ Sơn như vậy. Tam Bảo nói, sư phụ tôi đang tiếp đãi khách nhân quan trọng. Kỳ Sơn cười nói, xem ra tôi hôm nay tới không đúng lúc rồi. Y đi tới trước mặt Trương Dương, nói chủ nhiệm Trương, anh cũng đến đón tuệ không đại sư à. Kể ra chúng ta quả thực là người hữu duyên. Trương Dương mỉm cười nói, anh cũng tin Phật à. Kỳ Sơn gật đầu nói, tin chứ, tôi có giấy chứng nhận tu tại ra mà. Trương Dương nói, có giấy chứng nhận tu tại gia cũng chắc gì đã là đệ tử cửa Phật thật sự. Kỳ Sơn cười nói, bất kỳ lĩnh vực nào, bất kỳ đoàn thể nào cũng đều tốt xấu lẫn lộn, cán bộ quốc gia chưa chắc đã xứng với chức, đảng viên cũng không phải tất cả đều trung thành. Hai người ngồi xuống bàn bên cạnh đá cẩm thạch, Hòa thượng Tam bảo pha cho họ một ấm trà. Trương Dương uống ngụm trà nói, Kỳ tổng đến tìm đại sư có chuyện gì quan trọng à? Kỳ Sơn nói, cũng không có chuyện gì quan trọng cả tôi luôn luôn vô cùng ngưỡng mộ đại sư, mượn cơ hội này muốn hỏi một số đạo lý. Hơn nữa tôi đã chuẩn bị 5 vạn cá con, định phóng sinh ở Hồ Thu Hà, xem xem đại sư có rảnh không thì chỉ điểm cho tôi một ít Phật Pháp. Trương Dương nói, phóng sinh ư, việc thiện đó. Kỳ Sơn nói, Kỳ Phong đi rồi, thằng em này của tôi bình thường làm việc quá nóng này, tôi lo một mình nó ở bên ngoài sẽ dễ đắc tội với người ta, cho nên muốn làm chút chuyện, để Phật tổ bảo vệ bình an cho nó. Y Đam Uyển chuyển nói với Trương Dương rằng, mình đã thực hiện lời hứa, bắt em trai rời khỏi. Trương Dương nói, người làm anh như anh thực sự là vất vả quá. Kỳ Sơn cười nói, không vất vả đâu, nhìn thấy người trong nhà được bình an chính là một loại hạnh phúc, cho dù là có chút vất vả cũng đáng mà. Trương Dương nói, nếu tôi nhớ không lầm anh là làm sinh ý thủy sản, anh bên này phóng sinh cá con, bên kia lại buôn bán thủy sản, đem những sinh mạng trong nước này lên bàn ăn của vạn nhà, Hành vi của anh có phải có chút mâu thuẫn không?" Kỳ Sơn nói, "Không mâu thuẫn, tôi buôn bán thủy sản là vì cuộc sống, tôi chưa từng sát sinh. Tôi ăn chay, tôi từ 3 năm trước đã bắt đầu ăn chay rồi." Trương Dương cười nói, "Buôn cá không ăn cá, cảnh giới này so với quân tử tránh xa nhà bếp thì còn cao hơn một chút." Kỳ Sơn mỉm cười nói, "Tôi là buôn lậu cá, chẳng phải là quân tử gì cả." nếu như cố chen làm quân tử thì tôi tối đa chỉ là ngụy quân tử mà thôi cái này ngoài mặt tôi làm không tồi trương dương bật cười ha ha phát hiện kỳ sơn này chẳng những rất thông minh hơn nữa rất có chiều sâu tuyệt đối không phải là thương nhân bình thường càng không phải là buôn lậu cá như lời hắn nói kỳ sơn nói tôi nghe nói chùa thu hà muốn trùng kiến trương dương gật đầu nói không sai tuệ không đại sư lần này đến cũng vì chuyện này Kỳ Sơn nói, là phía Đài Loan đầu tư hay là thị lý bỏ vốn. Trương 1126, Buôn Lậu Cá 2 Trương Dương nói, chắc là phía Đài Loan chiếm chủ đạo. Kỳ Sơn nói, nếu có thể tôi cũng muốn góp một phần sức để trùng kiến chùa Thu Hà. Hoan nghênh, chúng tôi rất cần những thương nhân ái quốc buôn bán kiếm được lời thì không quên hồi báo xã hội như Kỳ Tổng. Kỳ Sơn cười nói, theo như lời chủ nhiệm Trương, tôi đem vô số thủy sản đưa lên bàn cơm của người dân, tạo vô số sát cấm, cho nên tôi muốn thông qua phương thức này để chuộc lỗi, hy vọng Phật tổ có thể tha thứ cho hành vi của tôi. Hai người nhìn nhau cười ha hả. Mạnh truyền Mỹ và Tuệ không đại sư nói chuyện hơn 2 giờ mới cáo từ rời khỏi, Trương Dương và Kỳ Sơn ở bên ngoài cũng hàn huyên lâu như vậy, khi Mạnh truyền Mỹ và Kiều Mộng Viện rời đi, Tuệ không Pháp sư đã ngồi thiền. Kỳ Sơn tất nhiên không tiện quấy giày, y đành phải hẹn hôm sau lại đến với Hòa Thượng Tam Bảo. Trương Dương vốn là ngồi xe của Kiều Mộng Viện tới, khi đi lại không đi cùng hai mẹ con họ, mà là bảo Kỳ Sơn tiện đường đưa hắn đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh, hắn muốn đi thăm hỏi ngũ đắc trí và đồng tú tú một chút. Kỳ Sơn đối với yêu cầu đi nhờ xe của Trương Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trương Dương lên xe của Kỳ Sơn, nhìn nhìn trang trí trong xe, tôi trước giờ chưa từng đi xe phía tần, xe này bên ngoài nhìn thì mộc mạc mà bên trong xa hoa gớm. Kỳ Sơn cười nói, không tính là xa hoa đâu, chỉ là người làm rất tinh tế, tôi không thích xe quá gây sự chú ý của người khác. Trương Dương dựa vào phía sau, độ thoải mái của ghế xe rất tốt. Kỳ Sơn nói khẽ chủ nhiệm Trương gần đây công tác có bận không? Trương Dương nói, bận lắm, gần đây thi công cơ sở khu nội thành mới đã triển khai toàn diện, cơ hồ mỗi ngày đều phải tăng ca. Kỳ Sơn cười nói, xem ra công tác chính phủ không thoải mái như chủ tư doanh chúng tôi. Trương Dương nói, so với chúng tôi thì các anh tự do hơn nhiều, kiếm nhiều tiêu nhiều, kiếm ít tiêu ít, muốn làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Kỳ Sơn nói, nếu so sánh thì tôi lại hâm mộ các anh hơn, có được bát cơm sắt, thu nhập ổn định. Trương Đại Quan Nhân cười nói, câu này hình như không có nhiều ý tốt. Tôi không có ý hạ thấp cán bộ quốc gia, xã hội hiện tại đều nói như vậy. Trương Dương nói, anh nếu muốn vào ngành chính phủ thì cũng có khó gì đâu, chỉ cần thị trưởng phương nói một câu. Ở Đông Giang lấy một cái trước đối với anh mà nói thì cũng đâu có gì khó khăn. Kỳ Sơn cười nói, hay là thôi đi, tôi không muốn mang thêm phiền toái cho ông ta, từ khi tôi làm kinh thương đến giờ, tôi luôn cố gắng để không làm phiền tới ông ấy, tuy tôi cũng hiểu quyền lực sẽ mang tới cho tôi rất nhiều sự tiện lợi, nhưng nếu thật sự đi lợi dụng quan hệ thân nhân thì thành tựu cũng bị chiết khấu đi nhiều. Trương Dương đối với thật thật sự là nhìn với con mắt khác hẳn. Khi hai người đi trên đường, Kỳ Sơn nhận được điện thoại là Lâm Tuyết Quyên khi đang tập luyện không quay bị sái chân, đã được đưa tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh, người gọi điện thoại tới cho Kỳ Sơn là đồng sự của Lâm Tuyết Quyên, một tay đàn viêu lông tên là Uy Ngạn, quan hệ giữa Kỳ Sơn và cô ta không tồi, cô ta cũng biết quan hệ trước đây của Kỳ Sơn và Lâm Tuyết Quyên, cho nên Lâm Tuyết Quyên gặp bất kỳ chuyện gì cô ta cũng đều sẽ ngay lập tức thông chi cho Kỳ Sơn. Kỳ Sơn rõ ràng rất khẩn trương, bắt đầu dậm mạnh chân ga, nhưng hiện tại đang đúng lúc tan tầm, xe đi trên đường rất nhiều, Dục tốc thì bất đạt, khi bọn họ còn cách bệnh viện nhân dân tỉnh không xa thì vừa hay gặp tắc đường, chờ tới bệnh viện nhân dân tỉnh thì đã quá nửa tiếng. Trương Dương nhìn ra y rất khẩn trương, hai người vừa mới xuống xe đã nhìn thấy một nữ hài tử bộ dạng thanh kỳ ra đón, anh Kỳ vừa chụp X quang xong, nói là chân phải và các đốt ngón tay bị sai khớp, đang xếp hàng chờ đi si trị liệu. Cô gái này chính là Uy Ngạn. Kỳ Sơn lòng như lửa đốt, người bị thương mà còn xếp hàng nữa à? Huy Ngạn nói, chúng tôi đã gọi chuyên gia rồi, mời chủ nhiệm khoa xương trị liệu cho cô ấy, nhưng người tìm ông ta chữa bệnh quá nhiều, chúng tôi phải xếp hàng. Kỳ Sơn đi nhanh vào. Huy Ngạn nhìn thấy Trương Dương, cười nói với hắn, anh là bằng hữu của anh kỳ à. Trương Dương gật đầu, có thể coi là vậy. Huy Ngạn nói, vậy tới giúp đi. Trương Dương vốn cũng không tới mức thân thiết như vậy với Kỳ Sơn, loại chuyện đâu đâu này hắn cũng không muốn quản, nhưng đã đi nhờ xe người ta, hiện tại phủi đít bỏ đi, quả thực có chút khó ăn khó nói, dù sao hắn cũng là tới thăm người, sớm chút hay muộn chút cũng chẳng sao cả, vì thế hắn cũng đi theo uy ngạn. Lâm Tuyết Quyên ngồi ngoài khoa chỉnh hình, phía trước cô ta còn có ba bệnh nhân, bởi vì sai khớp nên rất đau, sắc mặt của cô ta trở nên có chút tái nhợt, nhìn thấy Kỳ Sơn vội vã đi tới, cô ta cảm thấy có chút kinh ngạc, Kỳ Sơn. Anh sao biết? Kỳ Sơn nói, tôi và bằng hữu đến bệnh viện thăm người, không ngờ ở bên ngoài gặp uy ngạn, vừa hỏi mới biết được cô bị thương cô sao không nói với tôi lâm tuyết khuyên lắc đầu dịu dàng cười nói không có việc gì tôi không sao kỳ sơn đã bước vào vị chủ nhiệm viên này là chuyên gia nổi danh nhất khoa chỉnh hình của bệnh viện nhân dân tỉnh cho nên mỗi ngày người tìm y khám bệnh đặc biệt nhiều bệnh viện còn đặc biệt phái một hộ sĩ tới duy trì trật tự ở cửa kỳ sơn còn chưa vào cửa thì hộ sĩ đó đã cản đường anh làm gì vậy không thấy bên trong có người bệnh à thái độ không được tốt lắm. Kỳ Sơn nói, tôi cũng khám bệnh. Hôm nay không khám, chuyên gia đã kín lịch rồi. Tôi có số. Hộ sĩ nói, có số thì xếp hàng đi. Kỳ Sơn dùng khẩu khí thương lượng nói, bạn của tôi đang đau lắm, cô có thể khám trước cho chúng tôi không? Làm việc gì cũng phải có trình tự, khám cho các anh trước người khác có ý kiến thì sao? Kỳ Sơn hàm dưỡng rất tốt, không đi so đo với hộ sĩ đó, y lập tức nói với bệnh nhân xếp trước, vị tiên sinh này, anh có thể để chúng tôi khám trước hay không? Dựa vào gì? Kỳ Sơn làm việc rất lanh lẹ, trực tiếp lấy ra hai tờ 100 nhân dân tệ đưa qua. Bệnh nhân đó không nói gì nữa, bệnh của hắn vốn không phải quá nặng, nể mặt hai hai tờ giấy này, hắn nhường vị trí của mình. Trương Dương có chút hứng thú nhìn Kỳ Sơn, hắn cũng đã gặp không ít kẻ có tiền, nhưng người phát huy tác dụng của tiền tài một cách trắng trợn hắn Kỳ Sơn thật đúng là không gặp nhiều lắm, nhưng tiền tài không phải vạn năng câu nói này rất nhanh được hiện thực nghiệm chứng hộ sĩ đó nhìn thấy kỳ sơn làm như vậy lập tức trợn tròn hai mắt tức giận nói anh làm gì vậy anh làm gì vậy anh đây là ngang nhiên vi phạm trật tự khám bệnh của bệnh viện có tiền thì hay lắm à có tiền thì muốn làm gì thì làm ư kỳ sơn nói hộ sĩ tiểu thư bạn của tôi thật sự đang rất đau tôi không có ý gì khác cả không được hắn đồng ý nhưng anh đã hỏi những người khác chưa hộ sĩ này hôm nay cứ như ăn phải thuốc súng vậy, đặc biệt đanh đá, ngay cả người bàng quan như trương đại quan nhân cũng có chút khó chịu. Tính tình của Kỳ Sơn vẫn rất tốt, y cười bồi, nói, đại tỷ à, chị đừng tức giận, châm trước cho một lần đi. Giọng nói của hộ sĩ lập tức cao vút lên, chủ nhiệm viên, có người ngang nhiên mua số, làm nhiễu loạn trật tự khám bệnh. Bên trong truyền đến tiếng ngử lạnh của chủ nhiệm viên, chuyên gia khoa chỉnh hình, làm cái gì vậy? Tôi ghét nhất là cái trò này. Nếu không phải Kỳ Sơn có việc cầu người, y đã sớm phát tác rồi, mềm không được thì đành phải cứng thôi. Y ở Đông Giang lăn lộn nhiều năm như vậy, quan hệ các mặt vẫn không hề thiếu, lập tức gọi điện thoại, mỉm cười nói: "Viện trưởng Lưu à, tôi là Kỳ Sơn đây, ngài có ở bệnh viện không?" Giọng nói của y tuy rằng không lớn, nhưng vì hộ sĩ đó đứng ngay cạnh hắn cho nên nghe rất rõ ràng, vẻ mặt của trên mặt cô ta là nửa tin nửa ngờ cho rằng Kỳ Sơn có thể là là đang cố ý hù dọa cô ta. Nhưng sau khi Kỳ Sơn nói vài câu, Liều đưa điện thoại cho cô ta, viện trưởng Lưu muốn nói chuyện với cô. Hộ sĩ đó tiếp lấy điện thoại, tay rõ ràng đều có chút run rẩy, nghe thấy trong điện thoại thật sự là giọng nói của viện trưởng, cái mặt mướp đáng vốn lạnh như băng trong nháy mắt đã băng tuyết tan rã, cười cứ như gió xuân tháng 3, nhưng trong mắt người chung quanh, nữ nhân này cười trông rất đê tiện. Hộ sĩ đó không ngừng gật đầu, Lúc đưa trả điện thoại cho Kỳ Sơn đã trở nên mặt mày hớn hở, cô ta chạy vào bên trong một tiếng với vị chuyên gia khoa chỉnh hình đó, không bao lâu sau liền mời Lâm Tuyết Quyên vào. Trương Đại Quan Nhân mặc dù ở mặc dù ở xã hội hiện đại lịch lãm không ít năm, có điều lòng hiếu kỳ của thằng ôn này vẫn chẳng bớt đi được chút nào, hắn muốn xem xem trình độ phục vị của vị chuyên gia khoa chỉnh hình này thế nào. Chủ nhiệm viên của khoa chỉnh hình trước tiên lựa chọn xem phim, sau đó chậm rãi nói, mắt cá chân phải bị chật, kết cấu biến hình Kỳ Sơn nghe vậy thì run lên, có thể nhìn ra được sự quan tâm của y đối với Lâm Tuyết Quyên là xuất phát từ nội tâm, y có chút khẩn trương nói chủ nhiệm, tình huống có nghiêm trọng không? Chủ nhiệm viên không nhìn y, loại vẻ mặt hờ hững khiến y càng thêm vẻ cao thâm mặc chắc, cúi người xuống kiểm tra mắt cá chân của Lâm Tuyết Quyên, lại nói mắt cá chân phải xương tấy. Y nhẹ nhàng ấn một cái, Lâm Tuyết Quyên hét lên một tiếng đau đớn. Chủ nhiệm viên lại nói, có vẻ rất đau, công năng của mắt cá đã mất. Trương đại quan nhân đứng bên cạnh nghe, không nhịn được liền bật cười. Chuyên gia khoa chỉnh hình cực kỳ bất mãn nhìn thằng ôn này một cái, y nghe ra trong tiếng cười của thằng ôn này không có bao nhiêu thiện ý. Chủ nhiệm viên lại thử nhiệt độ ra ở phần chân của Lâm Tuyết Quyên, động mạch mấu u bàn chân rõ ràng đập yếu, cảm giác của da vẫn còn, nhiệt độ hạ thấp, da hoàn chỉnh không có vết sạn. Kỳ Sơn nói, chủ nhiệm, tình huống của cô ta thế nào? Chủ nhiệm viên thở dài nói, rất nghiêm trọng, cần nằm viện trị liệu đi chụp cộng hưởng đi đợi có phim rồi sẽ quyết định xem có phải làm phẫu thuật hay không lâm tuyết quyên nghe nói tình huống nghiêm trọng như vậy mặt sợ đến nỗi cắt không còn giọt máu kỳ sơn nói chủ nhiệm cô ấy đau như vậy có phải nên xử lý một chút trước không băng lại đi đã chuyên gia khoa chỉnh hình mặt thản nhiệt. một giọng nói khinh thường vang lên có cần phiền phức vậy không xương không có vấn đề gì thì việc gì phải kiểm tra huống chi chẩn đoán đã rõ ràng rồi, vì sao không tiến hành chỉnh xương phục vụ? Tất cả mọi người đều nhìn về phía giọng nói đó, lại thấy Trương Đại quan nhân đang dựa vào giường chẩn đoán, híp mắt nhìn vị chuyên gia khoa chỉnh hình này. Chương 1127, một mặt khác một. Kỳ Sơn bởi vì một lòng lo lắng cho Lâm Tuyết Quyên, căn bản không chú ý tới Trương Dương vẫn một mực đi theo mình, khó khăn lắm mới nhờ được chuyên gia khám bệnh cho Lâm Tuyết Quyên, Trương Dương cũng không muốn phát sinh chi tiết y vội vàng trước mắt với Trương Dương. Trương đại quan nhân tựa hồ căn bản không có không nhìn thấy cái nháy mắt của y, tôi tuy rằng không hiểu về ngành y, nhưng gãy xương lệch vị trí, kéo dài thời gian càng lâu thì kinh mạch sẽ phải chịu ảnh hưởng càng lớn. Vị chuyên gia này vừa rồi nói nhiều như vậy, nhưng cuối cùng vẫn bảo người ta đi kiểm tra, mục đích làm kiểm tra là ở đâu. Còn không phải là để chẩn đoán chính xác ư, một khi chẩn đoán đã chính xác, vì sao lại phải chứng thực đi chứng thực lại như vậy. Phải chăng là vẽ rắn thêm chân? Chuyên gia khoa chỉnh hình tức giận đến nỗi mặt tái xanh, anh nói gì vậy? Các anh không tin y thuật của tôi thì có thể đi tới bệnh viện khác để khám bệnh, không cần phải tới chỗ tôi. Chuyên gia luôn có chút nóng tính. Kỳ Sơn liều mạng đánh mắt ra hiệu cho Trương Dương, nghĩ thầm thằng ôn này thành sự không đủ mà bại sự thì có thừa, sao lại để hắn vào đây gây thêm loạn. Trương Dương thở dài, Đi tới trước mặt Lâm Tuyết Quyên, thiên chức của bác sĩ không phải là giải trừ đau đớn của bệnh nhân ư? Hắn đặt tay lên vị trí đầu gối của Lâm Tuyết Quyên, ngón tay hơi dùng lực một chút, Lâm Tuyết Quyên lập tức cảm thấy đùi phải tê đi, nhưng chỉ tê một chút rồi cơn đau ở mắt cá chân không ngờ biến mất, cô ta ngạc nhiên trợn tròn mắt lên. Trương Dương cười nói, "Còn đau không?" Lâm Tuyết Quyên thốt lên một tiếng kinh ngạc, "Không đau, không còn đau chút nào." Tất cả mọi người bởi vì biến hóa đột nhiên phát sinh với Lâm Tuyết Quyên mà ngây ngẩn cả người, cô ta vừa rồi rõ ràng còn đau đến chết đi sống lại, sao Trương Dương vươn tay ra sờ đầu gối cô ta một chút mà cô ta đã không sao rồi. Trương Dương mỉm cười nói, yên tâm, cô không sao cả, đừng nghe những lời dọa nạt của những người gọi là chuyện ra. Lâm Tuyết Quyên nói, anh là... Trương Dương cười nói, Kỳ Sơn mời tôi đến, tôi là một bác sĩ nông thôn, tổ truyền bó xương phục vị, có muốn thử không? Trên mặt Lâm Tuyết Quyên lộ ra vẻ do dự, dù sao cô ta và Trương Dương cũng không quen nhau, không biết lai lịch của Trương Dương, cô ta đương nhiên sẽ không tin Trương Dương chỉ là một bác sĩ nông thôn, chỉ cần từ khí độ của Trương Dương có thể nhìn ra hắn không phải là nhân vật tầm thường. Trương Đại Quan Nhân nói, nghe nói cô đánh đàn violon rất hay, sau khi chân khỏi rồi thì nhất định phải mời tôi đến nghe cô diễn tấu nhé. Lâm Tuyết Quyên không khỏi bật cười, người này nói chuyện thật thú vị, Chân mình bị thương thì ảnh hưởng gì tới chuyện đánh đàn, khi đang nghĩ thì mắt cá chân đau nhói, cô ta hét lên một tiếng, nhưng lập tức nghe thấy mắt cá chân phát ra tiếng rắc, cơn đau tuy kịch liệt nhưng chỉ là chuyện phát sinh trong nháy mắt, sau đó cô ta cảm thấy mắt cá chân của mình nhẹ đi. Kỳ Sơn ở bên cạnh bởi vì động tác đột nhiên của Trương Dương, sợ đến nỗi cũng kinh hô. Quan tâm tất loạn, Kỳ Sơn trước giờ luôn trầm ổn bởi vì Lâm Tuyết Quyên gặp nạn mà cũng không giữ được bình tĩnh lại thấy trương dương khí định thần nhàn đứng lên hắn mỉm cười nói cô có thể đứng lên rồi tuy rằng mắt cá chân sẽ hơi sưng có điều đi lại cẩn thận thì khẳng định là không sao đâu lâm tuyết quyên nửa tin nửa ngờ nhìn cô ta tuy rằng cũng không tin trương dương có năng lực thần kỳ như vậy nhưng bộ vị bị thương rõ ràng cảm thấy thoải mái hơn nhiều cô ta vịn lên bàn đứng dậy thử đi một bước về phía trước kinh hỉ vạn phần nói a à, chân của tôi khỏi rồi chân của tôi đã được phục vị rồi thấy cảnh trước mắt trên mặt mọi người chung quanh đều lộ ra vẻ bất khả tư nghị và bán tín bán nghi. Vị chuyên gia khoa chỉnh hình đối với tình huống của Lâm Tuyết Quyên là nắm rõ nhất, cho dù là y ra tay cũng không thể dễ dàng phục vị mắt cá chân của Lâm Tuyết Quyên dễ dàng như vậy được, cho nên y mới đề nghị cô ta nhập viện trị liệu, không ngờ người thanh niên này vừa ra tay đã giúp bệnh nhân hết đau, sau đó lại phục vị mắt cá chân của cô ta, thủ thuật như vậy quá thần kỳ, khiến y không thể nào tin nổi. Trương Dương xoay người trước mắt vài cái với Kỳ Sơn, rồi đi. Hắn đương nhiên biết sẽ gây ra sự rung động như thế nào cho người chung quanh, có điều chuyện còn lại để họ giải quyết đi. Kỳ Sơn tiến lên đỡ lấy Lâm Tuyết Quyên. Cô không sao chứ? Cô thực sự không sao chứ? Lâm Tuyết Quyên rất cẩn thận hoạt động mắt cá chân của giật mình. Tôi nghĩ là đỡ rồi. Kỳ Sơn vui mừng ra mặt. Lúc này không ai buồn chú ý tới vị chuyên gia khoa chỉnh hình viên nữa. Lúc này chồng của Lâm Tuyết Quyên cục trưởng phân cục công an nội thành tây hoác vân trung mới chạy đến gã sau tiến vào nhìn thấy kỳ sơn đang ở đây thì không khỏi nhíu mày sau đó đi tới bên cạnh vợ quan tâm nói tuyết quyên em sao rồi có nặng lắm không lâm tuyết quyên nói không sao rồi ánh mắt của cô ta tràn ngập vẻ mất mát từ sau khi cô ta bị thương báo cho chồng cho tới hiện tại đã qua hai tiếng đa số nữ nhân để rất chú ý tới những chi tiết nhỏ một số việc rất nhỏ thường thường sẽ làm thương hải tới tâm linh yếu ớt của cô ta Lâm Tuyết Quyên tự thấy mình không phải là một nữ nhân yếu đuối, nhưng sự chậm trễ của chồng vẫn khiến cô ta cảm thấy khó chịu, so sánh với sự khẩn trương của Kỳ Sơn, cô ta càng cảm thấy chồng không quá yêu cô ta. Hoác Vân Trung tới trước mặt chuyên gia khoa chỉnh hình, chủ nhiệm, tình huống vợ tôi thế nào? Nghiêm trọng không? Vị chuyên gia khoa chỉnh hình đang tức mà không có chỗ chút, hôm nay có thể nói là mất hết mặt mũi rồi, y thẹn quá hóa giận, anh hỏi tôi làm gì? Đi mà hỏi bác sĩ nông thôn đó ý, Hoắc Vân Trung cũng là người nóng tính, gã vừa nghe vậy liền phát hỏa, thái độ gì thế? Có y đức không hả, có tin tôi kiện anh không? Chuyên gia khoa chỉnh hình cũng không phải là hạng hiền lành gì, tức giận nói, anh muốn đi thì cứ đi, đừng có ở lại chỗ tôi, tôi còn phải khám bệnh. Hoắc Vân Trung muốn lý luận với y thì kỳ sơn giã tiến lên vỗ vai gã, nói, Vân Trung, bỏ đi, nếu tuyết nguyên đã không sao rồi thì chúng ta đi thôi. Hoắc Vân Trung lạnh lùng nhìn y một cái, cảm ơn anh, chúng tôi tư mình đi. Gã đi tới trước mặt Lâm Tuyết Quyên, chúng ta đi thôi. Lâm Tuyết Quyên muốn kiên trì tự đi nhưng lại bị Hoác Vân Trung ôm lên, Lâm Tuyết Quyên xấu hổ nói, anh làm gì vậy? Hoác Vân Trung nói, anh là chồng em, chiếu cố em là trách nhiệm của anh. Kỳ Sơn vẫn cười, có điều nụ cười của y rất cô đơn. Uy ngạn đi tới bên cạnh y, nói khẽ anh Kỳ, chúng ta cũng đi thôi. Kỳ Sơn cười cười, cô đi trước đi, Tôi còn có một số việc. Tình huống của ngũ đắc trí đã ổn định. Hắn có thể ăn thức ăn lòng. Có điều hắn thủy chung không mở miệng nói chuyện. Khi Trương Dương thăm hắn, đồng tú tú vừa mới rời đi. Thị lực của đồng tú tú trước mắt vẫn chưa khôi phục. Cô ta tuy rằng không nhìn thấy ngũ đắc trí. Nhưng cô ta thông qua cảm giác của bàn tay sở thấy ngũ đắc trí vẫn sống bên cạnh cô ta. Đã khiến cô ta mừng rỡ như điên rồi. Trương Dương đi tới bên cạnh của ngũ đắc trí. Sờ sờ mạch của ngũ đắc trí cảm thấy mạch đạp của hắn so với ngày hôm qua đã có lực hơn nhiều. trương dương nhẹ nhàng buông tay ngũ đắc chí ra, nói yên tâm, anh không sao đâu, điều dưỡng thêm một đoạn thời gian chắc sẽ hồi phục thôi. ngũ đắc chí vươn tay ra, cầm tay trương dương, hắn khàn khàn nói cảm ơn. trương dương sửng sốt, bởi vì hắn biết ngũ đắc chí đây là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. trương dương nói anh nói chuyện được rồi à? ngũ đắc chí nói khẽ câu đầu tiên tôi nói đấy vì sao không nói gì với đồng tú tú? Tôi hiện tại đã thành thế này rồi, tôi không biết nên nói gì. Trương Dương nói, không sao đâu, tôi đã có năng lực kéo anh từ cõi chết trở về, thì có thể giúp anh khôi phục khỏe mạnh. Ngũ Đắc Chí nói, cánh tay đã mất không thể mọc lại được, tôi biết rất rõ tình huống của tôi, tôi bị hủy dung rồi. Trương Dương nói, nam nhân không cần để ý tới vẻ bề ngoài như vậy, và lại phẫu thuật chỉnh dung hiện tại cao như vậy, có thể giúp anh mời một bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình giỏi nhất của quốc tế tới dù sao quốc an cũng có tiền anh lần này là gặp phải tai nạn lao động ngũ đắc trí không hề cảm thấy lời nói của trương dương buồn cười tí nào với tâm tình của hắn hiện tại thật sự là không cười nổi nữa rồi hắn nói khẽ với tôi mà nói tay của tôi có nghĩa là tất cả đối với tôi quốc an sẽ không bỏ mặc anh đâu tôi đã là kẻ tàn phế tôi đối với tổ chức đã không còn bất kỳ tác dụng nào nữa miễn cưỡng lưu lại làm gì làm một nội vụ sống qua ngày ư, hay là về hưu, nhận tiền trợ cấp của quốc gia. Trương Dương nói, anh là thần, cũng là một anh hùng. Ngũ Đắc Chí nói, thôi, tôi không muốn nghĩ tới tương lại nữa, sau khi vụ nổ phát sinh, tôi cho rằng mình chắn chắn phải chết, nhưng tôi không sợ, thật đấy, tôi không sợ chút nào, tôi không phải là quảng cáo mình là một anh hùng, tình cảnh nổ tung tôi trước đó đã từng mơ thấy vô số lần rồi, tôi biết mình rồi cũng có một ngày gặp phải kết cục này, cho nên, hắn tạm dừng một chút nghỉ ngơi một hồi lâu rồi mới trương dương tôi mệt mỏi rồi trương dương cũng không rõ mệt mỏi theo như lời hắn là cái gì nhưng hắn có thể hiểu được tâm tình của ngũ đắc trí lúc này trương dương an ủi ngũ đắc trí tôi thấy anh hiện tại đừng nghĩ gì nhiều quan trọng là phải nghỉ ngơi cho tốt chờ thương thế của anh khỏi rồi thì hãy nghĩ tới vấn đề về sau đi ngũ đắc trí vẫy vẫy tay với trương dương ý bảo trương dương tới gần hắn một chút trương dương ghé vào gần môi hắn Ngũ Đắc Chí nói khẽ người bố trí bom tên là Quản Thành. Trước đây là học viên cùng khóa với tôi, về sau trong một lần dỡ bom bị nổ. Ở hiện trường không tìm thấy thi thể của hắn, chúng tôi cho rằng hắn đã chết rồi, nhưng không ngờ hắn vẫn còn sống. Trương Dương gật đầu. Ngũ Đắc Chí nói, vụ nổ lần này và ở Lão Quân Giao lần trước là cùng một loại, đều là do hắn bố trí, muốn biết chân hung phía sau thì phải thẩm vấn phỉ hỉ của Lão Quân Giao. Trương Dương nói, Phi Hỷ đã bị các anh giao vào tay địa phương rồi à? Ngũ Đắc Chí nói, hắn khẳng định biết chuyện của Quản Thành. Chỉ cần tra được Quản Thành là được ai thuê, thì có thể tra ra chân tướng của chuyện này. Trương Dương nói, nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện khác đừng nghĩ làm gì. Ngũ Đắc Chí không nói gì nữa, rõ ràng là hắn đã mệt, hắn nằm trên giường, ngực phập phồng kịch liệt. Trương Dương nói, tin tôi đi, anh nhất định sẽ mau chóng có chuyển biến tốt khi trương dương rời khỏi phòng bệnh phát hiện kỳ sơn không ngờ vẫn ở bãi đỗ xe dưới lầu phòng bệnh chờ mình hắn cảm thấy kinh ngạc nói với kỳ sơn sao không đưa lâm tiểu thư về à kỳ sơn nói không tôi đặc biệt đứng chờ anh chờ tôi làm gì mời anh uống rượu trương đại quan nhân cười nói chuyện nhỏ thôi mà việc gì phải khách khí thế kỳ sơn nói tôi biết một chỗ tuyệt đối chính tông chương 1128, một mặt khác hai. Trương Dương đi theo Kỳ Sơn tới bãi nuôi dưỡng ở Hồ Tinh Thiên ngoại thành phía nam, Kỳ Sơn đỗ xe lại, một con chó màu đen chạy ra mừng, Kỳ Sơn cười cười ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu con chó. Trương Dương ngửi thấy mùi thức ăn, một người trung niên dáng người không cao khập khiếng đi tới, gã tên là Bàng Thanh Sơn, trước đây từng đi bộ đội, là hàng xóm trước đây của Kỳ Sơn, hiện giờ nhận thầu vùng nước này, lấy nuôi cá làm chủ nghiệp, kỳ sơn cười nói lão bàng chuẩn bị xong chưa bàng thanh sơn cười ha ha nói gà đã hầm rồi các anh trước tiên lên sân thượng uống rượu đi tôi mang thức ăn lên kỳ sơn và trương dương đi dọc theo cầu thang lên trên trần căn nhà nhỏ bàn đã được sắp xong bên trên đặt ít rau dưa kỳ sơn mời trương dương ngồi xuống mỉm cười nói mỉm cười nói nơi này hoàn cảnh tuy rằng đơn sơ một chút nhưng tay nghề nấu ăn của lão bàng là tốt nhất trong những người mà tôi đã từng được thử trương dương cười nói hoàn cảnh rất tốt gió lạnh phất phơ nước chảy róc rách loại ý cảnh này tùy tiện có thể tùy tiện tìm được kỳ sơn nói lão bàng là lão binh đã xuất ngũ tham gia đánh chân rồi bị què một chân mất một con mắt gia cảnh khó khăn lắm lúc đầu làm bảo vệ ở công ty của tôi về sau nhận thầu ao cá này tất cả thủy sản của tôi ông ấy đều là tôi bao tiêu trương dương nói anh thích làm việc thiện nhỉ kỳ sơn cười nói có thể là đã tạo quá nhiều sát cấm cho nên tôi vừa có cơ hội là sẽ tận lực làm chút việc thiện. Trương Dương bật cười ha ha. Bên trong xe của Kỳ Sơn không hề thiếu rượu ngon, tôi cầm hai bình mao đài 30 năm ra rót cho Trương Dương một ly một ly còn rót cho mình một chén trà. Trương Dương nói, anh mời tôi uống rượu, sao bản thân lại không uống? Kỳ Sơn nói, tôi mẫn cảm với rượu, cho nên từ nhỏ đến lớn không uống rượu. Trương Dương gật đầu, nếu người ta đã nói như vậy, hắn cũng không tiện miễn cưỡng bàng thanh sơn mang nồi gà đã hâm xong lên mùi thơm nước mũi khiến người ta ứa nước miếng trương dương gọi bàng sư phụ cùng uống chút rượu đi bàng thanh sơn cười nói các anh ăn đi tôi đi làm đồ ăn đã kỳ sơn và trương dương chạm cốc trương dương ăn một miếng thức ăn phát hiện chủ nghệ của bàng thanh sơn quả thực không tồi chẳng trách kỳ sơn lại kéo hắn tới đây trương dương nói tôi vốn cho rằng anh sẽ đưa lâm tuyết quyên về Kỳ Sơn lạnh lùng nói, chồng của cô ta đã tới. Trương Dương đặt chén rượu đã uống xong lên bàn, nhìn hai mắt thâm thúy của Kỳ Sơn, nói khẽ anh có tâm sự à? Kỳ Sơn mỉm cười nói, có tâm sự, trước đây tôi luôn cho rằng không có tiền tài thì không thể làm được chuyện gì, nhưng khi tôi thật sự có tiền tài rồi thì lại phát hiện mình khi có được nó thì đồng thời cũng mất đi nhiều thứ. Y rót rượu cho Trương Dương, nói khẽ anh không ngại để tôi coi anh là đối tượng để chút bầu tâm sự chứ? trương dương cười nói tôi dù sao cũng đang rảnh anh dùng rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi tôi nghe anh nói vài câu cũng là đáng mà kỳ sơn cười nói thật ra trong lòng tôi rất buồn cho nên tôi muốn tìm người cùng uống rượu nhưng tôi lại không thể uống rượu nghĩ đi nghĩ lại tôi chỉ nghĩ tới anh trương dương nói anh vẫn chưa đủ buồn đâu thật sự buồn tới cực điểm cho dù không thể uống thì cũng sẽ liều mạng thử một chút kỳ sơn nói tôi đã qua cái tuổi xung động rồi tôi cũng muốn say nhưng lý trí của tôi không cho phép, rất nhiều lúc, lý trí quá cũng chưa chắc đã là một chuyện tốt, nam nhân có lý trí như tôi thì thiếu đi huyết tính, nữ nhân không thích nam nhân quá lý trí. Trương Dương gắp chân gà, tay nghề của bàng Thanh Sơn khiến hắn khen không dứt miệng, lời nói của Kỳ Sơn hắn đang nghe, nhưng không hề sinh ra bất kỳ lòng đồng tình nào, hắn cho rằng Kỳ Sơn là đang không ốm mà rên, một phú thương ra tài bạc triệu, trên tình tự ngẫu nhiên sinh ra cơn sóng nhỏ mà thôi, Loại cơn sóng nhỏ này không chỉ có liên quan đến Lâm Tuyết Nguyên, có thể còn có duyên cơ của của hắn, dù sao cũng là một tay trương đại quan nhân bước em trai ruột của Kỳ Sơn rời khỏi Đông Giang, còn từ trong tay y đòi 500 vạn. Trương Dương cầm chén rượu lên chạm với Kỳ Sơn, anh là đang muốn làm giấy lên lòng tình của tôi ư. Kỳ Sơn thở dài nói, tôi nói những lời này không phải là muốn anh đồng tình, tôi chỉ là muốn tìm người nói chuyện thôi, tôi nói anh có nghe hay không không quan trọng, ít nhất có người ở cùng tôi là được rồi vẻ mặt của kỳ sơn rất cô độc trương dương nói tôi có thể nhìn ra được anh yêu lâm tuyết quyên kỳ sơn gật đầu không hề phủ nhận điểm này nếu yêu cô ta thì vì sao không nói với cô ta kỳ sơn nói cô ta có chồng rồi trước đây chúng tôi từng có những năm tháng rất vui vẻ nhưng tôi không biết quý trọng hiện tại tôi cuối cùng cũng hiểu được sự quý trọng thì đã không còn cơ hội nữa rồi trương dương lúc này có chút đồng tình với kỳ sơn chẳng trách người ta nói nhà nào cũng có cái khó của mình Kỳ Sơn cười nói, "Hôm nay tôi thất thố, mong rằng chủ nhiệm Trương đừng chê cười." Trương Dương nói, "Là một người có tình cảm luôn tốt hơn là một người máu lạnh." Kỳ Sơn nói, "Tuy rằng chúng ta quen nhau từ chuyện không vui, có điều tôi không hề có bất kỳ sự oán trách nào." Trương Dương đương nhiên sẽ không tin những lời này của Kỳ Sơn, chịu thiệt trong tay mình nhiều như vậy, y sao có thể không oán trách được. Kỳ Sơn nói, "Tôi biết anh sẽ không tin, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy rất lạ." mỗi lần gặp anh tôi luôn cảm thấy chúng ta cứ như là bạn cũ quen nhau nhiều năm rồi vậy trương dương nói có thể là tuổi tác của chúng ta sắp xỉ nhau kỳ sơn nói cũng có thể là thông minh giống nhau nói tới đây hai người đồng thời bật cười trương dương nhìn kỳ sơn ở đối diện tuy rằng mặt đối mặt với y vẫn cảm thấy nhìn không thấu người này rất khó tin những lời mà kỳ sơn nói với mình là thật kỳ phong là em trai của y làm việc xung động tàn nhẫn liều mạng để phát tiết thủ riêng không tiếc bí quá hóa liều, huyết thống đồng dạng nhưng kỳ sơn lại biểu hiện ra sự ẩn nhẫn và nhượng bộ, loại khiêm tốn này rốt cuộc là ngụy trang hay là phát ra từ nội tâm. Kỳ sơn nói, ngày mai tôi tới hồ tử hà để phóng sinh, chủ nhiệm trương nếu rảnh thì cùng đi xem náo nhiệt nhé. Trương Dương nói, anh vốn hình như muốn mời tuệ không đại sư. Kỳ Sơn nói, đáng tiếc tuệ không đại sư không rảnh, tôi mời tam bảo sư phó, ngày mai ông ta sẽ tới hiện trường trương dương nghĩ thầm năng lực xã giao hòa thượng tam bảo này thật là cùng tiến với thời đại không biết đã thông đồng với kỳ sơn từ lúc nào trong người xuất gia ít có được ai khéo léo như vậy kỳ sơn nói chủ nhiệm trương và tam bảo sư phó quen nhau rất thân phải không trương dương cười nói trước đây tôi nhậm chức ở giang thành phụ trách tu chỉnh chùa nam lâm quen với ông ta từ lúc đó quan hệ của chúng tôi trước giờ vẫn khá tốt kỳ sơn nói người như tam bảo sư phó ở trong phật môn cũng khó mà gặp được nhiều Trương Dương hiểu rõ ý của y, hai người đều bật cười. Trương Dương vốn là chuẩn bị tới hiện trường phóng sinh để xem, nhưng sáng sớm hôm sau, Tần Thanh gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn tới nhà ga đón cha của cô ta Tần Truyền Lương, vốn Tần Thanh muốn tự mình đi đón, nhưng Thị Lý Lâm thời thông chi cho cô ta đi, cho nên Tần Thanh giao nhiệm vụ đón cha cho Trương Dương. Trương Dương gọi Chu Sơn Hổ, lái chiếc Audi của bộ chỉ huy tới nhà ga, từ lần trước sau khi Lưu Hy Đình nhảy hồ, Lưu Bảo Toàn bị thái độ kiên quyết của con gái dọa cho sợ rồi, cho nên cũng không phản đối Chu Sơn Hổ đi lại với con gái nữa. Theo suy nghĩ của y, tình cảm của con gái mình không có định tính, nói không chừng một ngày nào đó sẽ đá Chu Sơn Hổ. Nhưng lần này khác, không ngờ Lưu Hy Đình đối với tên tiểu tử quê mùa Chu Sơn Hổ này lại vô cùng si mê, rõ ràng là rất thật lòng, Lưu Bảo Toàn đối với điều này cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng y khinh thường xuất thân của Chu Sơn Hổ, nhưng cũng không thể phủ nhận tên tiểu tử Chu Sơn Hổ này cần cù dũng cảm, làm người cũng khá thông minh. Trên đường Trương Dương hỏi tới chuyện này, Sơn Hổ, cậu cùng khuê nữ của chủ nhiệm lưu thế nào rồi? Chu Sơn Hổ ngượng ngùng cười nói, Đình Đình đối với tôi rất tốt. Trương Dương vừa nghe thấy ngay cả Đình Đình cũng gọi rồi, khẳng định là yêu nhau thắm thiết. Trương Dương nói, nếu nghiêm túc thì bàn đi, dẫu sao lão gia tử của cô ta cũng là chủ nhiệm của bọn tôi, xử lý không tốt quan hệ thì về sau tôi cũng khó xử. Chu Sơn Hổ nói, em thấy mình không xứng với cô ấy. Trương Dương nói, đừng nói cái kiểu cậu xuất thân quê mùa, nếu Lưu Hy Đình đã không ghét bỏ cậu thì cậu cũng đừng có mà tự hạ thấp mình, sang năm tôi sẽ tìm cơ hội giải quyết vấn đề biên chế của cậu, cậu chính là nhân viên công tác chính thức của chúng tôi. Chủ nhiệm Lưu Miệng Lưới tuy rằng đáng ghét, nhưng con người cũng phải là xấu, tôi thấy y hiện tại cũng đã không phản đối cậu và Lưu Hy Đình kết giao. Chu Sơn Hổ nói, đó là bởi vì ông ta sợ Đình Đình lại nhảy sông tự tử, tử, tôi biết là ông ta khinh thường tôi, cảm thấy tôi không xứng với Đình Đình. Trương Dương nói, vậy cậu phải cố gắng kên, chỉ cần làm tốt, trong vài năm làm ra chút thành tựu, y sao dám khinh thường cậu nữa. Chu Sơn Hổ nói, tôi là lái xe, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm một lái xe lâu năm kỹ thuật thuần thục, có thành tựu gì chứ. Trương Dương nói, nghề nào cũng có trạng nguyên, thằng nhóc cậu đừng có tự ti, sau nay kiểu gì cũng có cơ hội mà chu sơn hổ nói tôi đã nghĩ kỹ rồi tôi sẽ đi theo anh anh trương nói gì thì tôi là cái đó trương dương tức giận chừng mắt lườm gã một cái nói cái gì vậy bản thân cậu không có chủ kiến à tôi bảo cậu đi giết người cậu cũng giết ư chu sơn hổ không chút do dự giết chỉ cần là anh trương bảo em nhất định sẽ làm trương dương tức giận đến nỗi giơ tay lên đánh vào gáy gã một cái nói như dám cậu hiện tại là sống vì mình, không phải là sống vì tôi. Chu Sơn Hổ nói, anh trương đối với em ân trọng như núi, anh bảo em làm gì cũng không sẽ không nhíu mày, và lại, anh trương là người tốt, đương nhiên sẽ không đẩy em xuống hố rồi. Trương Dương bật cười ha ha, thằng nhóc cậu cũng học được lươn lẹo rồi đó. Chương 1129, Di chỉ cổ tự 1 Tần truyền lương lần này tới là để hiệp trợ trùng kiến chùa Thu Hà, trong túi du lịch của ông ta mang theo rất nhiều tư liệu đã thu thập được. Trương Dương và Chu Sơn hổ tới sân ga đón ông ta, nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Tần Truyền Lương xuất hiện ở trước cửa xe lửa, Trương Dương ngay lập tức chạy tới, thân thiết gọi, chú Tần. Tần Truyền Lương nhìn thấy Trương Dương lập tức mặt mày hớn hở, tay phải chân phải của ông ta đều có tật, cầm nhiều đồ như vậy tất nhiên không tiện. Trương Dương bước tới đón lấy vali trong tay ông ta, Chu Sơn Hổ cũng đi tới, cầm lấy túi du lịch trong tay Tần Truyền Lương trương dương cũng đưa cả vali cho gã tần truyền lương nói tiểu thanh không tới à trương dương nói bí thư tần lâm thời bị thị lý gọi đi cho nên bảo cháu tới đón chú tần truyền lương cười nói cậu tới thì tốt hơn hành lý của tôi không nhẹ nó không cầm được ông ta quay người lại nhìn chu sơn hổ đang xách đồ phía sau chàng trai có mệt không chu sơn hổ cười nói không mệt ạ à, chỉ là trong vali có gì mà nặng thế Tần truyền lương nói, sách và một số tài liệu, tiểu thanh bảo tôi tới đây phụ tá trùng kiến chùa Thu Hà, cho nên tôi đã tìm đọc rất nhiều tài liệu, tìm hiểu mới biết quy mô trước đây của chùa Thu Hà không ngờ lại lớn như vậy. Trương Dương nói, chú Tần, chú lần này coi như là đúng với ý rồi, có thể tới chiếu cố con gái, lại có thể tìm được công tác mà mình có hứng thú, lưỡng toàn tề mỹ. Tần truyền lương cười ha ha, lại còn sắp có chuyện vui nữa. Trương Dương đoán được ông ta đang nói tới chuyện của Tần Bạch và tả quân sước, cười bảo Tiểu Bạch lần này đến có nói với cháu rồi, bí thư Tần bởi vì chuyện này mà rất tức giận, nói rằng hai người không coi chị ấy là người của Tần ra. Tần truyền lương cười nói Tiểu Thanh không lòng dạ hẹp hòi như vậy đâu, tôi là muốn nói trực tiếp với nó, mang tới cho nó một sự bất ngờ. Bọn họ rời khỏi từ đường VIP, ra tới bên ngoài, Chu Sơn Hổ bảo bảo họ đứng chờ, hắn đi vào bãi lấy xe. Tần Truyền Lương muốn đi toilet, nói với Trương Dương một tiếng rồi đi tới nhà vệ sinh công cộng ở đối diện. Tay chân của ông ta không tiện, lúc quay về chút nữa thì bị một chiếc Audi màu đen đụng phải. Tần Truyền Lương sợ quá, đứng ở giữa đường, khi ông ta qua đường là đèn xanh, chiếc xe này không theo luật, đột nhiên xông qua, lái xe Audi hạ cửa kính xe xuống, quát: "Lão già, ông con mẹ nó mù à? Xe to thế này mà không nhìn thấy à?" Tần Truyền Lương lúc này mới hồi phục lại tinh thần cười cười xấu hổ, khập khiếng đi tới đối diện. Lái xe đó vẫn không ngừng mắng chửi, khi hắn đang chuẩn bị đi tiếp thì một bàn tay từ bên ngoài thò vào, tóm lấy cổ áo hắn, lôi hắn ra như một con gà con, tên lái xe còn chưa hiểu được là chuyện gì đang xảy ra thì đã ăn phải một cái tát nổ đom đóm mắt, sau đó thì bị ném xuống đất, hắn kêu thảm thiết, mày con mẹ nó. Nói còn chưa dứt lời thì bụng lên ăn thêm một cước, thằng ôn này nện mông xuống đất, người thì bay lại về bên cạnh chiếc Audi đó, lưng nện mạnh lên thân xe. Trương đại quan nhân huy phong lấm lấm xuất hiện bên cạnh tần truyền lương, đỡ lấy tay tần truyền lương, quan tâm nói, chú tần, chú không sao chứ. Tần truyền lương đối với một màn này cũng không xa lạ gì, ông ta tất nhiên hiểu rõ tính tình của Trương Dương, tên lái xe đó miệng lưỡi bẩn thỉu Trương Dương sao có thể để mặc ông ta bị mắng chửi, tần truyền lương nói, thôi bỏ đi. Lái xe xe đó ôm mặt đứng dậy, chỉ vào Trương Dương, mày cứ chờ đó cửa sau xe Audi mở ra, một chắn niên áo mũ chỉnh tề bước ra, lại là cục trưởng cục điện lực tỉnh Lưu Hiểu Trung, không cần hỏi cũng biết, người Trương Dương vừa đánh là lái xe của Y. Lưu Hiểu Trung là một trong những nhân vật có thực quyền trong quan trường Bình Hải, Trương Dương là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ thanh niên của quan trường Bình Hải, hai người tuy rằng không quen nhau, nhưng đều nhận ra nhau, hai bên đều có ấn tượng với nhau. Lưu Hiểu Trung sau khi xuống xe, đầu tiên quát lái xe của Y, có kiểu lái xe như cậu à, sau khi mắng lái xe xong, y mới quay sang Trương Dương, ra vẻ kinh ngạc nói, chủ nhiệm Trương, sao là cậu? Trương Dương nói, Lưu Cục à, thật sự là khéo nhỉ, cái tên khốn nạn này là lái xe của anh à. Những lời này của Trương Đại Quan Nhân cũng không nể mặt Lưu Hiểu Trung chút nào. Lưu Hiểu Trung nghĩ thầm, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, hiện tại mày đánh thì cũng đánh rồi, biết là lái xe của tao, nói chuyện lại sỗ sang như vậy, cũng quá kiêu ngạo rồi, có điều lưu hiểu Trung đối với tính tình của Trương Dương cũng hiểu được ít nhiều, y cũng không định làm căng với Trương Dương, ái náy nói chủ nhiệm Trương, thật sự xin lỗi, tôi về nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Trương Dương nhìn thấy người chung quanh càng lúc càng nhiều, cũng không định khiến quá nhiều người chú ý, gật đầu nói, tốt lắm, tôi chờ kết quả xử lý của Lưu Cục. Lưu Hiểu Trung ngây ra, thằng ôn này không ngờ coi lời nói của mình là thật, tao là Cục trưởng Cục Điện Lực Tỉnh, thằng nhóc mày hiện tại chỉ là một cán bộ cấp ban, mày nói chuyện với tao mà ngay cả một chút tôn kính cũng không có. Có điều sức nhẫn nại của Lưu Hiểu Trung coi như không tồi, y cười cười, bảo lái xe đi, trong mắt người ngoài là y chịu thiệt, phải chạy. Tần truyền lương nhìn thấy bởi vì mình mà gây ra một trận phong ba như vậy thì cũng thấy ngại ngùng, ông ta tự trách đều do tôi cả, tay chân vô dụng. Trương Dương nói, chẳng liên quan gì tới chú cả, là tên lái xe kia khuyết đức, cháu sẽ không tha cho hắn đâu. Tần truyền lương nhỏ giọng dặn dò, cậu đừng nói với tiểu thanh nhé, tôi sợ nó lo lắng. Trương Dương gật đầu. Chu Sơn Hổ trở về nghe nói tôi chuyện này, tức giận đến nỗi muốn đi đánh tên lái xe đó, gã cho rằng giết gà không cần phải dùng dao mổ trâu, loại cấp bậc của Trương Dương thì phải địch với cục trưởng cục điện lực, vấn đề giữa lái xe thì để hắn đi giải quyết. Tần truyền lương dặn đi dặn lại hai người họ đừng có gây chuyện, chuyện đã qua rồi, và lại ông ta cũng không bị thương khi bọn họ tới bộ chỉ huy xây dựng khu nội thành mới mới biết tần thanh vẫn chưa tới trương dương vốn định an bài cho tần truyền lương đi nghỉ ngơi nhưng tần truyền lương sau khi ăn cơm xong liền đề xuất muốn tới di chỉ chùa thu hà trương dương biết tần truyền lương rất vì thế liền chở ông ta tới di chỉ chùa thu hà tới ngoài bìa rừng thì dừng xe nhìn thấy chiếc phê tần đó của kỳ sơn không ngờ y đã ở đây trương dương và tần truyền lương đi vào trong rừng cây Đi được chưa tới vài bước thì nghe thấy giọng nói của Hòa thượng Tam Bảo, "Sư phụ, đây chính là bộ dạng trước đây của chùa Thu Hà." Giọng nói của Tuệ Không Pháp sư truyền đến, chỉ căn cứ vào những gì được ghi chép lại thì khó tránh được có sai sót. Trương Dương và Tần Truyền Lương vòng qua gốc cây ở phía trước, đi tới bãi di chỉ đó. Kỳ Sơn quả nhiên ở bên cạnh, tôi đang nghe Tuệ Không Pháp sư nói chuyện rất chuyên chú, Hòa thượng Tam Bảo là người đầu tiên phát hiện Trương Dương đến y biết rất rõ Trương Dương và Tần Truyền Lương, kinh hỉ nói: "Giáo thủ Tần, ngài cũng tới à?" Tuệ Không pháp sư trước đó đã nghe nói phía Đông Giang đặc biệt mời một vị chuyên gia đến hiệp trợ bọn họ phục chùa Thu Hà, cũng cười cười nói với Tần Truyền Lương: "Giáo thủ Tần, hạnh ngộ, hạnh ngộ." Hòa thượng Tam bảo giới thiệu: "Sư phụ, vị giáo thủ Tần này chính là chuyên gia mà thị lý mời đến, việc phục hồi và trùng kiến một loạt kiến trúc cổ như chùa Nam Lâm, Tường Thành cổ, nhà môn cũ, Đường cổ của Giang Thành trước đây đều là ông ấy tổ chức lãnh đạo. Tần Truyền Lương cười nói, Tam Bảo sư phó, tôi cũng không lợi hại như vậy đâu, tôi chỉ phụ trách thu thập tư liệu, tận lực từ trong tư liệu tái hiện được nguyên trạng của kiến trúc, lãnh đạo tổ chức thì không dám nói tới. Kỳ Sơn cười cười đi tới chào hỏi bọn họ, y nói với Trương Dương, tôi vốn cho rằng anh sẽ tới xem phóng sinh, không ngờ anh lại. Trương Dương nói, phóng sinh thật ra căn bản đừng long trọng như vậy, anh chỉ cần có tâm cứ lặng lẽ phóng sinh là được, người khác không nhìn thấy nhưng Phật tổ nhất định sẽ thấy. Tuệ không Pháp Sư khen, chủ nhiệm Trương nói chuyện câu nào câu nấy đều là thiên cơ, cần dụng tâm thể hội. Trương Dương nói, Đại sư quá khen. Tuệ không Pháp Sư nói, Lão nạp du lịch tứ phương, giao du rộng rãi, chủ nhiệm Trương tuyệt đối là người của Tuệ Căn. Trương Đại Quan Nhân cười nói, Đại sư là đang cổ vũ tôi xuống tóc ư. Tuệ không Pháp Sư cười nói, chủ nhiệm Trương nếu bỏ được Hồng Trần, thành tích tương lai nhất định không thể hạn lượng. Kỳ Sơn cũng không khỏi bật cười, chủ nhiệm Trương thật sự là khiến cho người ta hâm mộ, đại sư thưởng thức anh như vậy, anh nên cân nhắc một chút. Trương Dương nói, thôi tôi ở lại bên ngoài tu hành đi, Kỳ tổng, anh không phải là tu tại gia ư? Anh đi trước đi, tuệ không pháp sư, thật ra Kỳ tổng cũng rất có tuệ căn. Thằng Ôn này tận sức đẩy sang người Kỳ Sơn, làm ra vẻ muốn đưa Kỳ Sơn vào không môn. Tuệ không cười nói, kỳ tổng quả thực rất có tuệ căn, thiện tâm khả ra. Hòa thượng Tam Bảo nói, kỳ tổng vừa mới hứa, sẽ quyên giúp hai ngàn vạn thiện khoản để trùng kiến chùa Thu Hà. Trương đại quan nhân tuy rằng đã đoán được từ trước, nhưng vẫn bị sự rộng rãi của kỳ sơn khiến cho giật mình, không ngờ buôn lậu cá giờ kiếm được nhiều tiền thế, khiến cho cán bộ quốc gia như hắn phải xấu hổ, chẳng trách em trai của kỳ sơn bỏ ra 500 vạn phí tổn thất tinh thần mà lông mày cũng không nhăn lấy một cái, thằng ôn này có tiền. Trên mặt Kỳ Sơn vẫn không hề lộ ra vẻ kiêu ngạo, y nói khẽ thật ra trong khoản tiền này có một bộ phận là tiền bồi thường đất của chính phủ, tiền của quốc gia không dễ cầm, cho nên tôi lấy của nước thì dùng cho nước. Trương Dương cười ha ha, nói, "Kỳ tổng thật sự là sáng suốt." Tần Truyền Lương từ trong tay Tam Bảo cầm lấy bức họa đó, từ trên hình ảnh có thể nhìn ra được bố cục của kiến trúc, có điều Tần Truyền Lương liếc một cái là nhìn ra được chỗ thiếu sót trong đó, phong cách kiến trúc không hợp với thời minh có một số giống như thời đường tống, cái này thì còn miễn cưỡng nói được, nhưng còn có một số phong cách rõ ràng là thời thanh mạt. Phải biết rằng nguyên tắc kiến của chùa Thu Hà là khôi phục quy mô tráng thịnh thời Minh Triều, những kiến trúc bối cảnh không phù hợp với thời đại khi đó tất nhiên phải vứt bỏ. Pháp sư Pháp sư nói, giáo thụ Tần có ý kiến gì? Tần Truyền Lương nói khẽ, trong khoảng thời gian này, tôi đã tìm đọc lịch sử từ thời được xây dựng của chùa Thu Hà, lại ở trên Đông Giang Sử Sở Chí tìm được một số tư liệu lịch sử, về chùa Thu Hà tôi đã làm xong hai bản bút kỳ, tôi chủ yếu là nhắm vào công cụ phía kiến trúc, về phần Phật học, còn cần lãnh giáo đại sư. chương 1130, Di chỉ cổ tự 2 Tuệ không gật đầu, lần này tôi đến để thương thảo về việc này, làm phiền giáo thủ tần quan tâm nhiều hơn. Tần thanh mãi cho đến 3 giờ chiếu mới từ thị lý trở lại bộ chỉ huy, phát hiện cha không ở dây, hỏi qua mới biết Trương Dương giã đưa đến cha cô ta tới Nam Quốc Sơn Trang. Tần Thanh không khỏi oán giận nói, cha e vừa xuống xe, em còn chưa gặp ông ấy mà anh đã đưa tới Nam Quốc Sơn Trang làm gì. Trương Dương cười nói, anh không định đưa ông ấy tới đây đâu, là ông ấy kiên trì đòi tới, muốn nói chuyện với Pháp Sư Pháp Sư về chuyện trùng kiến chùa Thu Hà, em cũng biết đấy, ông ấy đã làm việc thì quên hết tất cả, anh bảo Chu Sơn Hổ đi theo rồi, vừa làm vệ sĩ vừa làm lái xe, không sao đâu, hơn nữa điều kiện bên Nam Quốc Sơn Trang rất tốt, anh đã dặn nhậm văn bân rồi, để y an bài cho lão ra tử phòng tốt để nghỉ ngơi. Tần Thanh nói, cha em thế nào thì anh không phải là không biết, cứ làm việc là căn bản quên cả thời gian, em sợ ông ấy mệt. Không sao đâu, sức khỏe của chú Tần vẫn rất tốt. Tần Thanh nói, không được, em phải đi thăm cha em, ông ấy không biết giữ sức khỏe của mình đâu. Trương Dương nói, em không phải cũng vậy ư, từ lúc đảm nhiệm người phụ trách bộ chỉ huy khu nội thành mới, làm đến quên ăn quên ngủ, ngay cả người bên cạnh cũng không quan tâm. Tần Thanh chừng mắt lườm hắn một cái, biết người bên cạnh mà hắn nói chính là hắn. Có điều Trương Dương nói cũng rất đúng, đoạn thời gian gần đây, cô ta chỉ lo công tác, hai người bọn họ rất ít khi ở riêng với nhau. Tần Thanh nói, hôm nay thị trưởng Phương gọi em đi học, đặc biệt chỉ tên bộ chỉ huy của chúng ta, nói tiến độ công trình của chúng ta quá chậm, công tác di rời đến bây giờ vẫn chưa làm xong, công trình cơ sở cũng không tiến hành theo tốc độ đã định trước, ở trước mặt nhiều người như vậy, khiến cho em rất mật mặt. Trương Dương nói, y còn không biết xấu hổ mà nói à, nhà máy gia công thịt ra cầm chính là của cháu ngoại y, để anh tìm y tính sổ. Tần Thanh nói, được rồi, lãnh đạo nói vài câu thì phải nghe, anh nên thay đổi cái tính của anh đi, hôm nay em gặp thính trưởng Vinh, ông ấy cũng có ý kiến với anh đấy, anh sau này bỏ tinh lực vào trong công tác khu nội thành mới đi, những chuyện khác anh đừng có quản. Trương Dương nói, thật ra con người của anh không thích sinh sự đâu, nhưng chuyện lại cứ tìm tới đạo anh, em nói xem, anh làm cán bộ quốc gia thì cũng không thể cả ngày ra vẻ đáng thương để người khác bắt nạt được. Tần Thanh nói, ai bắt nạt anh, em sao chưa từng nghe thấy là có ai bắt nạt anh nhỉ? Trương Đại Quan Nhân cười hắc hắc, Tần Thanh nhấc chân đá hắn một cái, nhưng lại bị hai chân hắn kẹp lấy, Tần Thanh dùng sức muốn rút ra, Trương Dương nói, em không rút ra được đâu. Tần Thanh mắng, anh lưu manh, anh quấy rối lãnh đạo thượng cấp. Trương Dương nói, anh thích. Điện thoại trên bàn Tần Thanh đổ chuông, cô ta cầm điện thoại lên, alo. Sau khi cô ta nghe xong nội dung điện thoại, không khỏi nhíu mày, nói khẽ tôi biết rồi, lưu cục, không có chuyện gì. Bỏ điện thoại xuống, mặt lập tức phủ lên một tầng xương, tức giận nhìn Trương Dương, nói trẻ em hôm nay có phải thiếu chút nữa bị xe đụng phải hay không? trương dương lúc này mới biết người gọi điện thoại tới là lưu hiểu trung không ngờ y dùng tới chiều này chủ động xin lỗi tần thanh trương dương rất nhanh liền đoán ra dụng ý của lưu hiểu trung trương dương ác danh bên ngoài lưu hiểu trung biết hắn sẽ không từ bỏ ý đồ trương dương trước khi rời đi kiên quyết đòi truy cứu trách nhiệm của lái xe lái xe của lưu hiểu trung chắc là thân thích của y cho nên lưu hiểu trung chỉ nói mà thôi không thật sự xử lý hắn nhưng y lại lo cố tình sinh sự sau khi hỏi thăm mới biết được lão nhân đi khập khiếng đó là cha của Tần Thanh. Phó Tổng chỉ huy bộ chỉ huy khu nội thành mới, Lưu Hiểu Trung lúc này mới gọi điện thoại cho Tần Thanh, một là hắn cho rằng Tần Thanh nhất định sẽ biết chuyện này, thứ hai hắn trước tiên lấy thành ý ra, đoán được rằng Tần Thanh vì mặt mũi sẽ không nói gì, dù sao cha cô ta cũng không bị thương. Trương Dương gật đầu nói, đúng, xe của Cục trưởng Cục Điện lực tỉnh Lưu Hiểu Trung thiếu chút nữa đụng phải chú ấy, anh đã đập cho thằng lái xe một trận. Tần Thanh nói, anh vì sao không nói với em, cha em có bị thương không? Trương Dương nói, không bị thương, ngay cả tóc cũng không dụng một sợi, không phải là anh không muốn nói với em, mà là cha em sợ em lo lắng cho ông ấy cho nên không cho anh nói. Tần Thanh thở dài, hiện tại em không phải là đã biết rồi ư. Trương Dương nói, Lưu Hiểu Trung đúng là gian xảo, không ngờ lại tiên hạ thủ vi cường, lái xe đó là người thế nào với hắn? Có đáng để hắn bảo vệ như vậy không? Tần Thanh nói: "Thôi, chuyện đã qua rồi thì bỏ đi, cha em không sao là tốt rồi." Trương Dương nói: "Không thể như vậy được, anh sẽ không tha cho hắn." Tần Thanh nói: "Lưu Hiểu chung căn bản là muốn bảo vệ tên lái xe đó, anh hiện tại đi tìm tên lái xe đó gây phiền toái thì hắn nhất định sẽ có cớ để chọc ngoáy." Trương Dương nói: "Ý của em là bảo anh trước tiên cứ bỏ qua ư?" Tần Thanh nói: "Mặc kệ anh, ai có nhiều quỷ kế như anh chứ?" Trương Dương cười hì hì, anh không thể để bố vợ anh chịu thiệt được, em nói xem có đúng không? Tần Thanh thật sự là bất lực với hắn. Di động của Trương Dương đổ chuông, hắn móc ra xem, là An Ngữ Thần gọi tới. Hiện tại cô ta đang trong thời kỳ mang theo cuối, Trương Dương lo lắng cô ta có việc gì nên vội vàng ra ngoài nhấc máy. Giọng nói của An Ngữ Thần rất khẩn trương, cô ta ngày hôm qua thường xuyên đau bụng, có thể là đã động, bác sĩ bảo cô ta nằm trên giường tĩnh dưỡng, An ngữ thần không phải coi trọng tính mạng của mình, cô ta lo lắng thai nhi có vấn đề, cho nên gọi điện thoại nói cho Trương Dương biết, ai ngờ di động của Trương Dương lại vứt trong tủ quần áo, Thủy Trung không có người nhấc máy. Trương Dương không khỏi lo lắng, em hiện tại thế nào rồi? An ngữ thần nói, vẫn ổn, bác sĩ bảo em tính dưỡng, mấy ngày nay ân thiện pháp sư cũng tới đây, em nghĩ chắc không sao đâu. Trương Dương định chung tuần tháng sau sẽ tới, nhưng nhận được cú điện thoại này của An ngữ thần, tâm tình của hắn không thể bình tĩnh được, sau khi cân nhắc một chút, phải lập tức tới đó. Tình huống của An Ngữ Thần khác với người bình thường, cô ta vốn trời sinh mạch, sau khi mang thai gánh nặng sức khỏe bị tăng thêm, càng tới thời kỳ cuối thì càng nguy hiểm, tính ra hiện giờ đã hơn 8 tháng rồi, mình lại một mực không ở bên cạnh cô ta, vạn nhất xảy ra sơ suất gì thì nhất định phải hối hận cả đời. Trương Dương trước tiên gọi cho Phó Trường Trinh nhưng hắn nhanh chóng đi đặt vé máy bay, Phó Trường Trinh nói với Trương Dương chuyến bay sớm nhất là 9 giờ sáng ngày mai, Trương Dương ngay sau đó liên hệ với Trần Tuyết đang ở Kinh Thành, lần này cần phải để Trần Tuyết đi cùng một chuyến, khi tất yếu hộ giá giúp hắn, nội lực tinh thuần của Trần Tuyết là cực kỳ hiếm có. Trương Dương giao chuyện đi lại của Trần Tuyết cho nghĩa muội tiết vĩ đồng của hắn an bài, Trần Tuyết dù sao cũng là sinh viên nghèo, từ Kinh Thành đi cần một khoản phí dụng không nhỏ. Để cô ta xuất lực chẳng lẽ còn bắt cô ta bỏ tiền. Trở lại văn phòng trước tiên nói chuyện ngày mai mình sẽ đi cho Tần Thanh, nghe thấy Trương Dương phải đi, Tần Thanh không khỏi ngây ra một thoáng, hiện tại công tác xây dựng khu nội thành mới vừa mới bắt đầu, chính là lúc Tần Thanh nhất, hắn lại phải đi đúng lúc này, Tần Thanh cũng biết nếu không phải là đại sự quan trọng thì Trương Dương nhất định sẽ không đi. Cho nên Tần Thanh cũng không do dự, nói khẽ nói khẽ, đã có chuyện quan trọng thì phải đi thôi. Trương Dương nói, em không hỏi anh là chuyện gì à? Tần Thanh nói, có gì mà phải hỏi. Nếu anh có thể nói thì nhất định sẽ nói cho em biết, nếu anh không tiện nói thì em có hỏi cũng vô ích. Trong lòng Tần Thanh cảm thấy có chút ủy khuất, trong mắt cô ta thì Trương Dương không có bất kỳ chuyện gì cần giấu cô ta cả. Trương Đại Quan Nhân cũng không muốn giấu, nhưng chuyện này thật sự khó nói. Nói chung không thể nói với Tần Thanh rằng, trong bụng an ngữ thần hiện tại đang mang đứa con của hắn, mình phải đi giúp cô ta sinh. Tần Thanh tuy rằng khoan dung, nhưng cô ta nếu biết trương dương và an ngữ thần đã có kết tinh tình yêu bụng giả có rộng rãi hơn nữa cũng nhất định khó mà nghĩ thông được nhưng trương dương cũng không đành lòng lừa gạt tần thanh thành thành thật thật nói có nhớ chuyến đi lần trước của anh không tần thanh gật đầu khi đó trương dương còn ở ủy ban thể dục thể thao nam tích đảm nhiệm chức chủ nhiệm lúc ấy hắn và triệu thiên tài chu sơn hổ cùng nhau lái xe đi để tìm kiếm có liên quan thông minh như cô ta hiện tại đã nghĩ tới Trương Dương lần này đi 10 phần là có liên quan tới An Ngữ Thần. Trương Dương trước tiên nói với Tần Thanh về bệnh tình của An Ngữ Thần, Trương Dương nói tiểu yêu tuyên bố với bên ngoài là cô ta đi Thụy Sĩ, thật ra cô ta trong khoảng thời gian này vẫn đang chữa thương, lần trước anh đi, trùng hợp kết bạn với một vị cao tăng đắc đạo là ân thiện pháp sư, ông ta là người Ấn Độ, là ông ta dạy tiểu yêu minh Hằng du giả thuật, trì hoãn bệnh tình của cô ta, tiểu yêu ở lại, dưới sự trợ giúp của ân thiện pháp sư tiến hành trị liệu, bệnh tình của cô ta cũng đã được để hóa giải. Nhưng vừa rồi cô ta gọi điện thoại tới đây, nói bệnh tình lại tái phát, cho nên. Tần Thanh nói cứu người quan trọng hơn, tiểu yêu thiện lương đơn thuần, lại là cháu gái được an lão thích nhất, an ra đối với Xuân Dương, đối với Giang Thành, thậm chí đối với toàn bộ Bình Hải đã có cống hiến cực lớn, bất kể là về công hay về tư anh đều nên đi cứu cô ta. Trương Dương nói, cho tới bây giờ anh vẫn không nắm chắc cứu được cô ta hay không. Tần Thanh ôn nhu nói, các nhân đều có tướng, em tin tiểu yêu nhất định sẽ không có việc gì. Em hiện tại đang là lúc cần dùng người, anh lựa chọn đi vào lúc này thật sự có chút không đúng với em. Tần Thanh nói, sao lại nói vậy? Anh ở lại thì cũng giúp được gì chứ? Hiện tại Thường Lăng Phong đã tới, còn có bọn Hải Tâm giúp em, nhiều trợ thủ đắc lực như vậy, có thêm anh cũng không nhiều mà không có anh thì cũng không ít. Trương đại quan nhân cười khổ nói, anh đối với em là vô vị vậy ư? Tần Thanh nói, em là đang nói với anh, anh đối với bộ chỉ huy còn lâu mới quan trọng như anh nghĩ, địa cậu không có anh thì vẫn quay thôi. Giọng nói của cô ta thấp xuống, nói khẽ, nhưng em thì không thiếu anh được. Cho nên, anh nhất định phải bình an trở về, trở về sớm một chút, ở bên ngoài phải biết tự chiếu cố mình. Trương Dương gật đầu nói, em yên tâm, anh sẽ trị khỏi cho tiểu yêu, nhất định sẽ mau trở lại. Tần Thanh nói: "Mỗi lần anh vì chữa thương cho người khác luôn xá sinh vong tử, Trương Dương, em biết tiểu yêu đối với anh rất quan trọng, nhưng..." Cô ta còn chưa nói hết thì trong mắt đã ngấn lệ. Trương Dương biết Tần Thanh muốn nói gì, cũng hiểu rõ cô ta vì sao cuối cùng không nói ra miệng, trịnh trọng bảo: "Tiểu Thanh, em yên tâm, anh biết bảo trọng cho mình." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1131: Vô Sinh 1. Ngày hôm sau, Trương Dương đã hạ cánh đến sân bay Gonger của Tây Tạng, thời tiết ha sa vào tháng 11 rất lạnh, khí hậu cao nguyên làm cho rất nhiều người không thể thích ứng. Trương Dương sau khi xuống máy bay đã thấy mấy người được bê lên cáng rồi. Trương Đại Quan nhìn thời gian, Trần Tuyết gần như xuất phát cùng thời gian với hắn từ Kinh Thành, nhưng đến Ha Sa muộn hơn một tiếng, lần này hắn đã mang đến một ít thuốc, hắn lấy đồ ở chỗ gửi hành lý, rồi đợi Trần Tuyết đến. Nhưng chuyến bay từ Kinh Thành lại bay muộn, để Trương Dương đợi đến 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng Trương Dương đã nhìn thấy bóng dáng của Trần Tuyết, cô mặc một bộ áo lông màu đỏ tươi, mái tóc đen nhánh được buộc gọn thành một cái đuôi ngựa, chiếc quần bò xanh kết hợp với giày thể thao, cô vừa đi vừa nói chuyện với một người bên cạnh. Trương đại quan dù thế nào cũng không thể ngờ nổi, người bên cạnh Trần Tuyết lại là Tiết Vĩ Đồng. Tiết Vĩ Đồng mặc một bộ quần áo bông màu xanh bộ đội, trên đầu đeo một chiếc mũ bộ đội, chân đi giày chiến đấu kiểu Mỹ. Chiếc kính màu đen che hết gần nửa khuôn mặt, tay cô đẩy chiếc xe hành lý. Trương Dương vẫy tay với họ từ đằng xa, nhìn thấy Trương Dương, Tiết Vĩ Đồng cười, lộ ra một hàm răng trắng đều tăm tắp, Trần Tuyết thì không có thái độ đặc biệt gì. Hai người gặp Trương Dương, Tiết Vĩ Đồng hỏi: "Anh Ba, anh không ngờ rằng em sẽ đến đúng không?" Trương Dương cười ha ha rồi đáp: "Thật sự là không ngờ, sao em lại rảnh rỗi vậy?" Tiết Vĩ Đồng nói: "Năm nào em cũng đến Tây Tạng." ở đây có mấy trường tiểu học mà em quyên góp xây dựng, hơn nữa, nhà cô em lại ở Tây Tạng, đến đây có thể tiện đường thăm cô ấy luôn. Trương Dương giúp cô sách hành lý, chúng ta phải đi nhanh hơn, từ đây đến Nhật sát tắc còn phải lái xe đi nữa. Tiết Vĩ Đồng cười, lái xe à, với điều kiện thời tiết thế này, lái xe không phải là cách đến nhanh nhất. Trương Dương nói, ngoài lái xe hình như chẳng còn cách nào khác tốt hơn, Nhật sát tắc đâu có sân bay. Khi nói đến đây, họ đã bước khỏi nhà chờ sân bay, một chiếc xe jeep quân dụng đỗ bên cạnh họ, trên xe đi xuống một nữ quân quan xinh xắn, trông hơi giống Tiết Vĩ Đồng. Đó chính là cô của Tiết Vĩ Đồng, Tiết Anh Hồng, Tiết Anh Hồng và chồng đều làm trong quân đội của Tây Tạng, họ đã làm việc ở đây chọn 10 năm. Tiết Vĩ Đồng giới thiệu Trương Dương và Trần Tuyết cho Tiết Anh Hồng. Trương Dương cười nói, cháu và Vĩ Đồng là anh em kết nghĩa, vậy thì cháu cũng gọi cô là cô vậy. Tiết Anh Hồng cười nói, đó là điều đương nhiên rồi, mấy điều nghi lễ này không thể bỏ qua được đâu. Bà bảo cảnh vệ viên đưa hành lý của họ lên xe Jeep, sau khi lên xe, Tiết Anh Hồng cười nói, tối nay ở lại Sa đi. Trương Dương muốn nhanh chóng đến chỗ An Nữ Thần, nên vội vàng từ chối, cô à, không cần đâu, cháu định nhanh chóng đến Nhật sát tắc. Tiết Anh Hồng nói, ở đây một đêm rồi hắng đi, sáng ngày mai cô sẽ bảo trực thăng đưa các cháu đến đó. Trương Đại Quan giờ mới biết những điều Tiết Vĩ Đồng nói có nghĩa là gì, tiết ra quả nhiên không phải hạng vừa, dù là ở đây, quyền lực của họ vẫn có thể với đến được, mặc dù tiết anh hồng đã ngoài 40 tuổi, nhưng vẫn trẻ trung, và nói chuyện rất thoải mái. Trương Dương cuối cùng đã tìm được căn cứ lý luận cho tính cách của Tiết Vĩ Đồng, hóa ra tính của cô cô ấy là như vậy, có điều nếu so sánh ra thì tính cách của Tiết Vĩ Đồng vẫn cực đoan hơn. Trương Đại Quan vô tình nhìn vào ngực của Tiết Anh Hồng, phát hiện ra ngực của vị cảnh quan này có thể dùng từ sóng rào rạt để hình dung, về điểm này, bộ ngực sân bay phẳng lì của Tiết Vĩ Đồng thật là khó hiểu. Một tiếng đồng hồ sau, họ đã đến doanh trại phía tây nam của thành Hasa, doanh trại nằm ở vị trí hơn 4.000 mét so với mực nước biển, bờ phía nam của sông Yalam cao nguyên mùa thu, bầu trời trông rất cao, nhìn về phía đằng xa, dưới màu trời xanh đậm, dường như cây cối càng xanh hơn, tất cả đều đẹp như tranh, làm say đắm lòng người. Trần Tuyết từ lúc sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên đặt chân lên cao nguyên, đã say đắm cảnh sắc nơi đây trong đôi mắt đẹp của cô lộ ra vẻ ngạc nhiên và thích thú chưa từng có trương dương nhìn thấy con mắt như hồ nước đầy của trần tuyết không ngừng thay đổi góc nhìn liền cười nói cô cảm thấy thế nào trần tuyết nói cái gì thế nào trương dương hít vào một hơi rồi nói đây là cao nguyên cô có cảm thấy khó chịu không trần tuyết lắc lắc đầu cười nói vẫn ổn tôi cảm giác không khí ở đây trong lành hơi nở nội địa nhiều tiết anh hồng ngồi ở đằng trước quay đầu lại Bà cười nói, đúng là còn trẻ có khác, thể chất của các cháu đều rất tốt, hầu hết mọi người lên đến cao nguyên đều cảm thấy khó chịu. Tiết phí đồng nói, cô à, điều này đâu có liên quan gì đến trẻ hay không đâu, chủ yếu là do thể chất con người thôi. Lần trước khi cháu đến chơi cùng với cha, ông cũng đâu có phản ứng cao nguyên. Tiết anh hồng nói, người như cha cháu đâu có so với người thường được, ông ấy cứ dỗi là lại đi leo núi, trên thế giới này, mấy ngọn núi hơi cao cao một chút đều bị ông ấy leo đến phẳng cả rồi. Tiết Vĩ Đồng cười nói, ông ấy đến New Zealand leo cúc rồi. Tiết Anh Hồng nói, ngọn cúc thì có là gì? Có bản lĩnh thì leo đỉnh Everest, ở Tây Tạng chúng ta dù có chọn bừa một ngọn núi nào cũng cao hơn ngọn núi đó. Tiết Vĩ Đồng nói, đâu có phải cô không biết đâu, cha cháu kỵ với ngọn Everest, ngọn nào ông ấy cũng dám leo, nhưng chỉ có ngọn Everest là không động đến, theo điều ông nói, thì đặt chân lên ngọn Everest là không còn gì hối tiếc nữa rồi, vì vậy ông phải để ngọn Everest đến cuối cùng, coi như đó là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời mình, nếu không thì leo xong ngọn Everest, mất đi thử thách của mình, cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa? Tiết Anh Hồng cười lắc lắc đầu, chiếc xe quân dụng lái vào một cánh cửa. Trương Dương hạ cửa xe xuống nhìn ra ngoài, thì nhìn thấy một người lính cầm súng đứng yên ở cửa. Sau khi đi vào cánh cửa thứ nhất, chiếc xe jeep tiếp tục đi lên, đi thẳng vào con đường ở giữa bãi cỏ khoảng một cây số sau mới vào đến bên trong doanh trại, một đám chiến sĩ hô khẩu hiệu chạy qua chỗ họ. Có một vài chiến sĩ còn để ý đến Trần Tuyết ở trong xe, ở cao nguyên tuyết phủ này rất ít khi nhìn thấy phụ nữ, cô gái xinh đẹp như Trần Tuyết lại càng khó kiếm hơn, vì thế rất nhanh sau đó ánh mắt của các chiến sĩ đã đều dồn về phía này. Mặc dù Trần Tuyết rất chấn tĩnh nhưng cũng bị những ánh mắt đó làm cho giật mình, vội vàng hạ cửa sổ xe xuống, Tiết Anh Hồng nói, đám chiến sĩ này đúng là háo sắc, vừa đúng tuổi thanh xuân nên cứ dán mắt vào gái đẹp. Tiết Phí đồng ngước đầu về phía cửa xe, hạ cửa sổ xuống, rồi vẫy vẫy tay với đám chiến sĩ, "Chào các đồng chí." "Chào thủ trưởng." Đám chiến sĩ đáp vang trời, trên mặt họ là nụ cười rạng rỡ. Trương Dương vừa nghe vậy cũng nói theo, "Các đồng chí vất vả quá." Yên lặng, một màn yên lặng, không ai đáp lại. Tiết Phí đồng nói, "Các đồng chí vất vả rồi. Phục vụ cho nhân dân." Trương Đại quan rất ngán ngẩm, đám chiến sĩ này cách xa như vậy làm sao có thể phân biệt được hắn và Tiết Vĩ Đồng chứ? Ít nhất hắn cho rằng Tiết Vĩ Đồng càng giống đàn ông hơn, có lẽ là do đám chiến sĩ này vì nhìn thấy phụ nữ ít nên mới có thể có khả năng quan sát tốt như vậy. Chiếc xe ô tô lại đi qua hai chiếc cửa, mới đến khu nhà ở, nơi Tiết Anh Hồng ở là một tòa nhà nhỏ hai tầng, trên đỉnh đặt đặt các thiết bị năng lượng mặt trời, ở chỗ này, lợi dụng ánh nắng mặt trời là điều rất phổ biến mấy người cùng xuống xe, Tiết Anh Hồng bảo người phục vụ đưa hành lý của họ vào vườn, khu vườn rất rộng, khoảng gầm nửa mẫu đất, hai người chiến sĩ đang giết dê, đây là để chuẩn bị cho việc tiếp khách. Trong tòa nhà vang lên một âm thanh rất lớn, Vĩ Đồng đến rồi à? Tiết Vĩ Đồng cười nói, chú. Một người quân sĩ dáng người cao lớn bước từ trôn ra, ông ấy là chú của Tiết Vĩ Đồng, nghiêm tuấn cường, phó bộ trưởng bộ trang bị quân khu Tây Tạng, vì thường xuyên sống ở cao nguyên, nên da của ông rất đen, thô giáp, lông mày rộng, mắt lớn, toàn thân đều toát lên khí phách lạ thường. Ông cười hà hà bước đến vỗ vỗ vai Tiết Vĩ Đồng, Tiết Vĩ Đồng giới thiệu Trương Dương và Trần Tuyết cho ông. Nghiêm Tuấn Cường chủ động giơ tay ra với Trương Dương. Trương Dương bắt tay với ông, cảm giác như bàn tay của Nghiêm Tuấn Cường đầy những sâu gai vậy, rất thô giáp. Bàn tay đầy chai, có thể khẳng định rằng Nghiêm Tuấn Cường là một người thường xuyên vận động luyện tập, người làm việc chân tay thời gian dài cũng có bàn tay thô giáp như vậy có điều với thân phận và địa vị của nghiêm tuấn cường, ông ta không thể nào là người lao động chân tay được. Trương Dương chú ý đến bàn tay đầy chai này, có lẽ nghiêm tuấn cường là một người luyện võ, võ công có lẽ không tồi. Tiết Vĩ Đồng nói, chú à, Trương Dương là anh ba kết nghĩa của cháu. Nghiêm tuấn cường cười ha ha nói, Vĩ Đồng, khí chất giang hồ của cháu ngày càng sâu đậm rồi. Tiết Vĩ Đồng nói ra việc Trương Dương muốn đến nhật sát tắc, nghiêm tuấn cường nói, tối nay không được đi đâu cả, đã giết xong dê rồi, thịt bò cũng hầm xong rồi, ở lại uống chút rượu, đợi đến sáng ngày mai, chú sẽ cho người lái trực thăng đưa các cháu qua đó. chương 1132, Vô Sinh 2 Trương Dương nghe hai vợ chồng ông ta đều nói vậy cũng không đòi đi nữa, dù sao thì dù hắn có lái xe qua đó, thì cũng mất rất nhiều thời gian để đến được nhật sát tắc, càng huống hồ, khí hậu của cao nguyên thay đổi thất thường, đường xá phức tạp, ngồi máy bay trực thăng có thể tiết kiệm không ít thời gian, sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho họ, Trương Dương đã dành chút thời gian gọi điện cho An Ngữ Thần. Hắn không nói với An Ngữ Thần mình đã đến Tây Tạc, mà chỉ hỏi về tình hình của cô. An Ngữ Thần bảo Trương Dương yên tâm, cô đã kiểm tra xong, tình hình hiện tại rất ổn định. Bệnh viện đã cho người đến kiểm soát tình hình thai nhi của cô, còn sắp xếp cho cô một người trợ sản đi cùng nữa. An Ngữ Thần khuyên Trương Dương an tâm làm việc, có tình hình gì bất thường cô sẽ báo cho hắn ngay. Đặt điện thoại xuống, nghe thấy tiếng gõ cửa. Trương Dương nói cửa không đóng đâu. Tiết Vĩ Đồng đẩy cửa ló đầu vào, hi, anh ba, chúng ta xuống dưới nướng dê đi. Trương Dương cười, được, em gọi cả Trần Tuyết đến đi. Tiết Vĩ Đồng nói, cô ấy đi tắm rồi, em đã nói cô ấy đừng phiền phức vậy nữa, ăn xong thịt dê nướng toàn thân lại đầy mùi. Trương Dương bước ra khỏi cửa. Tiết Vĩ Đồng dặn hắn, chú của em có tử lượng nổi tiếng đấy, hôm nay anh hãy giúp em chuốc cho ông say nhé. Trương Dương nhịn không nổi cười, chưa bao giờ thấy ai như Tiết Vĩ Đồng muốn chúc say chú của mình, đây chẳng phải là không nể mặt chủ nhà sao. Trương Dương ngay lập tức liền nói, nhà cô em có mấy người con? Tiết Vĩ Đồng nói, chẳng có ai cả, hai người lấy nhau đã 15 năm rồi, nhưng không sinh được con, từ Ha Sa đến Kinh Thành, hầu như đã tìm hết các bác sĩ nổi tiếng, thuốc đông, thuốc Tây, thuốc Tây Tạng, đều uống không ít rồi, nhưng chẳng có chút tác dụng nào cả đây cũng là lý do họ không muốn về nội địa, sợ người ta nói ra nói vào. Trương Dương nói, hai người có kiểm tra kỹ càng chưa? Tiết Vĩ Đồng nói, kiểm tra hết rồi, hai người đều rất khỏe mạnh, ngay cả bác sĩ cũng không thể hiểu nổi tại sao cô em lại không có thai được. Đúng rồi, chút nữa anh đừng nhắc đến chuyện này nhé, họ rất kỵ nói đến chuyện này. Hai người vừa nói chuyện vừa bước xuống vườn. Nghiêm Tuấn Cường đích thân ra trận, ông lấy thịt dê đã làm xong đặt lên giá sắt, Hai chiến sĩ khác giúp nhóm lửa Tiết Vĩ Đồng xông đến Để tôi, để tôi Nghiêm Tuấn Cường nói Cháu không nướng được thịt dê đâu Nhất định phải nắm được mức độ lửa Phải nướng đến độ ở ngoài thì cháy Ở trong thì mềm mới được coi là giỏi Chú đã luyện đến 15 năm rồi mới có trình độ thế này Hôm nay nhiều khác như vậy Cháu đừng làm loạn thêm nữa Cháu cứ ngồi ở một bên đợi ăn đi Tiết Anh Hồng thay thường phục Rồi cười nói Vĩ Đồng, để cho chú cháu làm đi Mấy người ngồi xuống vây quanh đống lửa, Nghiêm Tuấn Cường đưa thịt dê cho người phục vụ, rồi vào bếp lấy thịt bò đã hầm xong, cắt ra rồi bê ra ngoài. Họ uống rượu mau đài, Tiết Anh Hồng thầm gọi Tiết Vĩ Đồng đến, rồi thấp giọng nói, "Vĩ Đồng, chút nữa cháu đừng để cho chú uống rượu nhé." Tiết Vĩ Đồng ngớ người, "Tại sao ạ?" À? Tiết Anh Hồng hơi khó xử, bà xấu hổ nói, "Vì, vì bác sĩ bảo ông ấy không được uống rượu." Tiết Vĩ Đồng ngay lập tức đã hiểu hai người nhất định đã lấy được phương thuốc ở đâu đó cai rượu để sinh con mặc dù trương đại quan ngồi ở xa nhưng tai của tên này thật sự quá thính hắn đã nghe thấy hết những lời của tiết anh hồng nói hắn thật sự buồn cười sinh con có liên quan gì đến cai rượu chứ bên nghiêm tuấn cường đã rót rượu mao đài vào bát rồi và đưa một bát trong số đó cho trương dương khi định rót một bát cho mình vợ của ông ta là tiết anh hồng đã bước đến che đi chiếc bát trong tay nghiêm tuấn cường tiểu trương à gần đây chú nghiêm của cháu không được khỏe lắm, hôm nay đừng để ông ấy uống nữa. Trương Dương biết dụng ý của bà, liền cười nói, vâng, vâng. Nghiêm Tuấn Cường khó chịu, ông ta trao trao mày nói, bà làm loạn cái gì chứ? Cơ thể tôi có gì mà không khỏe, ông ta giơ tay đòi rót rượu. Tiết Anh Hồng nói, bác sĩ nói rằng không được để cho ông uống rồi. Nghiêm Tuấn Cường nói, hôm nay đồng đồng và bạn nó từ xa đến đây, Bà không để tôi uống rượu thì còn ra thể thống gì nữa? Tôi hứa với bà, từ ngày mai, từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu cai rượu. Trần Tuyết cũng từ trên lầu đi xuống, cô ngồi xuống bên Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng, cười xấu hổ, mái tóc đen tung bay trong gió, mùi hương tỏa ra, cô ấy thật đẹp. Trương Dương nghĩ đến việc tới tận giờ vẫn chưa nói cho Trần Tuyết biết mục đích của chuyến đi lần này, hắn cảm thấy hơi khó xử về chuyện này, phải dùng cách nào để nói cho Trần Tuyết biết? mà không để cô ấy đánh giá thấp bản thân hắn đây. Cuộc tranh luận giữa Nghiêm Tuấn Cường và Tiết Anh Hồng kết thúc bằng màn thắng của ông ta, Tiết Anh Hồng đã đồng ý cho ông ta uống ít một chút. Nhưng khi uống vào rồi, thì Nghiêm Tuấn Cường không thể nào khống chế nổi, ông ta quên hết những lời dặn dò của vợ, Trương Dương lại là một người nhìn chén không say, Nghiêm Tuấn Cường hiếm khi gặp được đối thủ thế này, nên càng uống càng hưng phấn. Tiết Anh Hồng thấy chồng uống hết cả cân rượu, lại bước qua nhắc nhở ông ta Nghiêm Tuấn Cường nói, anh Hồng à, bà để tôi uống cho thoải mái chút đi, rượu gặp chi kỷ nhìn chen ít, tôi và Tiểu Trương đúng là hợp cả. Tiết Anh Hồng nói, tôi thấy là uống vào mới thành hợp cả thôi. Mọi người xung quanh cười, Tiết Anh Hồng cũng chẳng biết làm thế nào, thật ra bà ta cũng hiểu rằng, chồng mình đã mất lòng tin về việc liệu họ có thể có con hay không, từ lúc lấy nhau đến giờ, họ đều không ngừng nỗ lực, đã trải qua đến 15 năm rồi, hai vợ chồng cũng không ngừng chữa trị, nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. Trương Dương nhận chiếc đùi dê nướng tiết vĩ đồng đưa cho, cắn một miếng, rồi lại uống một hớp rượu lớn, khen, thật là sướng, ăn được cả miếng lớn, uống rượu đã đời, đời người thế này còn mong muốn gì thêm nữa. Nghiêm Tuấn Cường cười nói, đúng vậy, đời người thế này, thật sự chẳng còn tiếc nuối gì nữa. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng ông ta vẫn tiếc nuối. Trương Đại Quan đột nhiên hỏi một câu, chú Nghiêm, sao không thấy con chú đâu cả vậy? Một câu nói làm cho mọi người đều ngứa ra, tiết vĩ đồng trừng to mắt, trước đó cô đã nhắc nhở Trương Dương rồi, nhưng tên này chuyện gì không nói lại nói đúng chuyện đó, nhắc tới đúng chuyện mà vợ chồng nhà họ kiêng kỵ nhất, đây chẳng phải là cố nói vào nỗi đau của họ sao? Tiết vĩ đồng vốn tưởng rằng tên này uống say rồi, nhưng nhìn thấy con mắt tỉnh táo của Trương Dương, không hề có chút say xưa nào hết, tên này rõ ràng là cố ý làm vậy. Nghiêm Tuấn Cường ngứa ra một chút, có điều ông ta ngay lập tức cười, người không biết không có tội, nhưng sắc mặt của Tiết Anh Hồng đã không được đẹp đẽ nữa. Nghiêm Tuấn Cường nói, hai vợ chồng chú không có con. Nói xong ông ta lại bổ sung thêm một câu, không định có con. Câu này có phần thừa thái, chỉ có họ mới biết rằng những năm gần đây họ đã nỗ lực thế nào để có con, Nghiêm Tuấn Cường thầm nghĩ, ông đây đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt, nhưng ông trời lại không nể mặt, thuận theo số phận vậy, đời này cũng chỉ thế thôi. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng ông ta lại không thoải mái, cầm bát rượu lên, uống hai ngụm lớn, bát rượu đã nhìn thấy đáy. Ông ta cầm bình rượu muốn rót thêm, nhưng Tiết Anh Hồng đã bước đến ngăn lại, "Đừng uống nữa, uống nữa là sẽ thành quá chén rồi." Nghiêm Tuấn Cường nói, "Sao bà lắm chuyện vậy? Chẳng phải chỉ là uống chút rượu thôi sao?" Tiết Anh Hồng nói, "Tôi bảo ông đừng uống nữa." Nghiêm Tuấn Cường vì đã uống không ít, nên rượu hơi bốc lên đầu, ông ta trừng mắt nói, "Bà dựa vào đâu mà ra lệnh cho tôi?" cấp bậc của bà cao hơn của tôi à, hay là tuổi đời nhiều hơn tôi?" Tiết Anh Hồng nói, "Nhiêm Tuấn Cường, ông say rồi đúng không? Trước mặt một lũ con cháu thế này, ông định nổi điên có mất mặt không chứ?" "Ai định nổi điên, tôi chẳng làm sao hết, Tiết Anh Hồng, bà đừng có cả ngày ra lệnh bảo tôi làm gì nữa, tôi là chồng bà, chứ không phải là người hầu của bà." Trương Dương cũng không ngờ một câu nói của hắn đã làm cho hai vợ chồng cãi nhau xem ra hai vợ chồng này ngoài mặt thì tỏ ra hòa thuận nhưng nội bộ vẫn tồn tại không ít mâu thuẫn có thể thấy rằng làm con rể của tiết ra không hề dễ dàng tiết anh hồng nhất định bình thường lớn tiếng nói người khác đã quen nghiêm tuấn cường rất tức giận có điều bình thường chỉ dám giận mà không dám nói hôm nay mượn hơi men đã phát tác ra ngoài tiết anh hồng cũng là một người nóng tính ai bảo rằng ông là người hầu của tôi chứ tôi bảo ông đừng uống rượu nữa sai à bác sĩ đã dặn rằng ông phải bỏ rượu nhưng ông lại cứ không nghe nghiêm tuấn cường nói bà nói thế là có ý gì chứ theo ý bà chúng ta không có con đều là do tôi uống rượu à tiết vĩ đồng tức giận trừng mắt với trương dương trong lòng thầm nói tiểu tử nhà anh chẳng phải làm loạn ở đây rồi sao vừa đến đã làm cho gia đình cô tôi bất hòa trần tuyết nhìn sang trương dương đầy ngụ ý nhưng cô không cho rằng lời của trương dương là hoàn toàn vô ý nhất định rằng hắn cố ý làm vậy Tiết Anh Hồng nghe Nghiêm Tuấn Cường nói trước mặt mọi người như vậy, liền tức giận, "Nghiêm Tuấn Cường, ông nói vậy là có ý gì?" "Ý của ông là, chúng ta không có con đều là do tôi gây ra rồi." Chương 1133, vô sinh 3. Người phục vụ đứng ở một bên coi như không nghe thấy họ cãi nhau gì hết, mấy năm gần đây ở bên cạnh hai vợ chồng họ, nghe thấy hai vợ chồng họ cãi nhau về chuyện con cái không ít, người phục vụ đã quen với việc này rồi nhưng tiết vĩ đồng cho rằng họ dù thế nào cũng không nên cãi nhau vào lúc này liền đứng dậy rồi nói này xin hai người hai người làm gì vậy chứ làm người lớn mà vậy à ở đây còn con còn cháu còn khách khứa hai người không nhìn thấy sao nghiêm tuấn cường cười nói không sao chỉ là chú đang đùa với cô cháu thôi tiết anh hồng lại tức giận cầm bát rượu hất vào người nghiêm tuấn cường nói ai mà đùa với ông chứ ngày mai tôi sẽ ly hôn với ông ngay Nghiêm Tuấn Cường bị bà ta hất rượu đầy người, nhưng lại cười, ông ta cười hà hà nói, bà nỡ làm thế sao? Tiết Anh Hồng tức giận đi vào nhà, nghe thấy câu này liền quay lại nói, trong cái điệu bộ đen xì của ông kìa, sao hồi xưa tôi lại mù mắt tìm đến ông cơ chứ? Nghiêm Tuấn Cường, từ ngày mai nếu ông không cai rượu, thì không xong với tôi đâu. Ngay lập tức liền không nói đến chuyện ly hôn nữa. Trương Dương nhận ra rằng hai vợ chồng nhà này đúng là oan gia, cãi nhau đấy, nhưng tình cảm vẫn rất sâu đậm. Tiết Vĩ Đồng và Trần Tuyết Anh đã no, đứng dậy đi cùng Tiết Anh Hồng. Nghiêm Tuấn Cường cười với Trương Dương, "Tiểu Trương, cháu đừng giận nhé, cô của Vĩ Đồng là vậy đấy, được chú chiều quen rồi, tức giận chẳng chọn lúc đâu." Trương Dương cười nói, "Việc này phải trách cháu, cháu không nên nói linh tinh." Nghiêm Tuấn Cường nói, "Có gì mà trách cháu chứ? Vốn dĩ đó là sự thật, hai vợ chồng chú lấy nhau đã 15 năm rồi, nhưng vẫn chưa có con, vì vậy chuyện này làm cho hai chúng ta rất buồn lòng." Chú cũng chẳng giấu gì cháu, cứ nhắc đến chuyện này là hai vợ chồng chú lại cãi nhau. Thật ra hai chúng ta đã tìm đủ các thầy giỏi, kết quả kiểm tra đều không có vấn đề gì, nhưng vẫn không thể nào thụ thai được. Năm nay chú 42, bà ấy đã 40 rồi, chú cũng nghĩ thông rồi, dù thế nào thì con người cũng chỉ sống một đời, nhưng bà ấy lại không thông, cứ kéo chú đi tìm thầy này thợ nọ, gần đây không biết lại tìm thấy ở đâu một phương thuốc, bắt chú cai rượu uống thuốc. Trương Dương nói giờ đây trình độ chữa bệnh rất cao rồi nếu như cơ thể hai người không vấn đề gì thì có rất nhiều cách để có con mà nghiêm tuấn cường nói ý cháu nói là thuộc tinh trong ống nghiệm đúng không chú và cô cháu đã thử một lần nhưng thất bại rồi ông ta lại nói đùa thêm có lẽ tám chữ của hai chúng ta không hợp nhau trương dương nói sinh con đâu có liên quan gì đến tám chữ chú nghiêm cháu đã từng học về đông y nếu như chú không ngại thì có thể cho cháu bắt mạch chú được không Nghiêm Tuấn Cường vui vẻ gật đầu, đưa tay cho hắn. Trương Dương dùng ngón tay đặt lên mạch của Nghiêm Tuấn Cường, mạch tượng của Nghiêm Tuấn Cường đập mạnh, nhưng tiết tấu chậm. Trương Dương thấp giọng nói, "Chú Nghiêm, chú luyện võ gì vậy?" Nghiêm Tuấn Cường nói, "Thất Cương Quyền." Trương Dương lắc lắc đầu, truyền một nguồn nội lực vào trong cơ thể Nghiêm Tuấn Cường, Nghiêm Tuấn Cường đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói, có điều Trương Dương đã kịp thời thu hồi nội lực về, nên cơn đau chỉ trong nháy mắt. Nghiêm Tuấn Cường nói: "Có chuyện gì thế?" Trương Dương lại truyền nội lực vào, lần này Nghiêm Tuấn Cường cảm thấy bụng đau nhói, ông ta nhanh chóng gạt tay Trương Dương ra: "Tả môn, tiểu Trương, cháu dùng công phu gì vậy?" Trương Dương nói: "Chú Nghiêm, không phải chú đang luyện Thất Cương Quyền, mà là Thất Thương Quyền." Nghiêm Tuấn Cường kinh ngạc nói: "Thất Thương Quyền? Cháu chắc là mình không đang nói về tiểu thuyết võ hiệp đấy chứ?" Trương Dương mỉm cười nói: "Thất Thương Quyền thật sự có tồn tại." mọi người đều nói công phu này đã thất truyền, nhưng không ngờ lại có người biết. Thất thương quyền là một loại võ công truyền thế, xuất hiện sớm nhất ở Thiếu Lâm, võ đang, tổng cương của thất thương quyền rất nhiều người biết, cơ thể con người có hai khí âm dương, có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, tâm thuộc về hỏa, phổi thuộc về kim, thận thuộc về thủy, lách thuộc về thổ, gan thuộc về một, cứ luyện thất thương quyền là tất cả đều bị thương cả, làm tổn hại đến gan ruột, làm cho tinh trùng không thể khống chế và phân tán. Loại võ công này cứ luyện thêm một tầng là cơ thể lại chịu thêm một tầng tổn hại, cái gọi là thất thương thực ra là làm thương mình trước rồi mới đến sát thương địch. Nghiêm Tuấn Cường nghe vậy cảm thấy lo lắng, vừa rồi một chút say xưa đã biến đi đâu mất, ông ta không hoàn toàn tin lời của Trương Dương, nhưng luyện võ làm cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, lúc đầu khi ông chủ chú truyền cho chú quyền pháp này cũng không nói đó là thất thương quyền. Trương Dương nói, có lẽ khi ông ấy học quyền pháp này đã không biết là thất thương quyền rồi, chú Nghiêm chú tha cho cháu tội nói thẳng, đến giờ chú vẫn chưa có con có liên quan trực tiếp đến quyền pháp này. Nghiêm Tuấn Cường ngớ người, nhưng ngay lập tức liền lắc đầu nguầy nguậy, không thể nào, tuyệt đối không thể, nếu như quyền pháp này có vấn đề, ông của chú có 6 người con trai con gái, chú cũng có ba anh em, họ đều có con, tại sao chỉ có mình chú là có vấn đề. Trương Dương nói, điều này có liên quan đến cách luyện, và cũng liên quan đến thứ bậc đạt được, nếu như nắm được cách luyện đúng đắn, thì có thể khống chế sát thương đối với bản thân mình rất tốt, nếu như nắm không vững thì người đầu tiên bị sát thương sẽ là mình. Vừa rồi cháu chỉ là thăm dò chú một chút thôi, tim và thận của chú đã bị tổn thương, thủy hỏa nhị hành có vấn đề. Nghiêm Tuấn Cường cầm bát rượu lên uống một hớp lớn rồi nói, "Tiểu Trương, cháu đang đùa phải không?" Trương Dương cười nói, "Cháu và chú Nghiêm là lần đầu tiên gặp nhau, chú lại là chú của cháu, làm sao cháu dám đùa với chú?" Nghiêm Tuấn Cường nói, cháu hiểu về võ công? Trương Dương nói, cháu hơi hiểu chút. Nghiêm Tuấn Cường nói, vậy đường, chúng ta giơ tay ra đây. Trương Dương biết rằng ông ta không tin mình, cười đứng dậy, Nghiêm Tuấn Cường cũng buông bát rượu, cởi bộ quân phục ở ngoài. Hai người đứng trước đám lửa, Trương Dương cười nói, chú Nghiêm, mời chú trước. Chú là chủ nhân, cháu trước đi, Nghiêm Tuấn Cường lớn tiếng nói. Trương Dương mỉm cười nói, chú Nghiêm nếu như cháu ra tay thì chú sẽ không còn cơ hội để ra tay nữa đâu. Tiểu tử hay lắm, chú đánh giá cao đấy." Nghiêm Tuấn Cường đánh một đòn về phía Trương Dương, cú đấm đem theo tiếng xé gió, trong cú đấm này có 7 phần nội lực không giống nhau, hoặc là mạnh mẽ, hoặc là mềm mại, hoặc là trong cương có nhu, hoặc là trong nhu ẩn cương, hoặc là đi vòng, hoặc là đánh thẳng, hoặc là rút về. Trương Dương khen, "Quyền pháp tốt lắm, thấy đòn này của Nghiêm Tuấn Cường mạnh mẽ vậy." Trương Dương cũng bị kích động hẳn lên, hắn đón quyền đó bằng một cú thang long quyền, đương nhiên Trương Dương sẽ không xuất toàn lực, hai cú đấm chạm nhau ở không chung, vang lên một tiếng rầm, nghiêm tuấn cường dùng 80% sức lực, nhưng thấy hai chân Trương Dương vẫn đứng ở chỗ đó không xê dịch gì, mà lại thấy sức lực của cú đấm Trương Dương đến từng hồi từng hồi, lần này nghiêm tuấn cường bị sức lực này đẩy cho muốn lùi về phía sau, ông ta hét lớn một tiếng. Hai chân cố gắng trụ trên mặt đất, nền đất dưới chân không chịu nổi sức lực đã lún hết xuống. Người phục vụ ở một bên ngứa người, đây đúng là cuộc chiến giữa cao thủ. Mặc dù chỉ là một quyền chạm nhau, nhưng nghiêm tuấn cường đã thật sự lĩnh giáo được sự lợi hại của Trương Dương. Lúc này ông ta mới hiểu tại sao Trương Dương lại có thể nói những lời đầy tự tin như vậy, công phu của tiểu tử này thật sự lợi hại. Ở phía sau vang lên tiếng kêu của thiết vĩ đồng, cô vừa vỗ tay vừa nói tiếp đi. Nghiêm Tuấn Cường lắc đầu, cười khổ hạnh đồng đồng cháu muốn giết chết chú sao sau khi lĩnh giáo được sự lợi hại của trương dương đương nhiên ông ta không muốn tiếp tục đánh nữa mà nói với trương dương uống rượu đi tiết vĩ đồng nói chú à chú không đi dỗ cô cháu à nghiêm tuấn cường nói chú và tiểu trương đang nói chuyện hợp gu đợi chúng ta uống xong rồi sẽ đi dỗ bà ấy tiết vĩ đồng không biết rằng trương dương và nghiêm tuấn cường đã nói đến đoạn quan trọng cô ta nói với trương dương anh ba anh bảo chú em uống ít thôi nhé. Trương Dương gật đầu. Tiết Vĩ Đồng đi rồi, Nghiêm Tuấn Cường mới thấp giọng nói, "Tiểu Trương, theo cháu thì chú bị thương có nặng không?" Trương Dương nói, "Cũng may, thất thương quyền của chú chỉ là vừa nhập môn." Khi nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn sang người phục vụ. Nghiêm Tuấn Cường xua xua tay ngụ ý bảo người phục vụ rời đi. Trương Dương lúc này mới nói, "Chú Nghiêm cháu nói câu này không hề có ý gì đánh giá thấp chú." Thật ra luyện Thất Thương Quyền phải luyện từng bước một, luyện một mạch tương một mạch trị một mạch, chỉ có tu luyện chắc từng bước mới có thể tránh được việc Thất Thương Quyền làm bị thương chính mình." Nhiêm Tuấn Cường nói, chú bắt đầu luyện võ công từ năm 7 tuổi, đến giờ đã luyện được 35 năm rồi, và cũng đã bị thương đến 35 năm, giờ đây còn cơ hội để cứu vãn không?" Trương Dương nói, luyện quyền mà không luyện công thì đến già vẫn chẳng có gì, chú luyện Thất Thương Quyền, chú làm theo cách từ ngoài vào trong mà không biết rằng điều này là một cách làm gây tổn thương lớn nhất cho bản thân mình. Nếu như chú không nhanh chóng thay đổi cách luyện tập của mình, thì về sau chú không chỉ gặp phải vấn đề vô sinh. Câu này của trương dương chỉ nói đến một nửa, nhưng nghiêm tuấn cường đã lĩnh giáo được ý của hắn. Trương dương nói rằng nếu như ông ta tiếp tục luyện có thể làm nguy hiểm đến tính mạng. nghiêm tuấn cường lúc này đã tin đến tám phần. ông ta hít vào một hơi rồi nói, từ đầu đến cuối chẳng có ai nói cho ta những điều này chẳng ai nói rằng thứ ta đang luyện là Thất Thương Quyền. Trương Dương nói, võ thuật Trung Hoa phát triển đến bây giờ, rất nhiều tên của chiêu thức đã thay đổi rồi, cháu tin rằng võ công này đã được sáng tạo ra thì nhất định phải có nội công trợ giúp. Nhưng trong quá trình truyền bá, Thất Thương Quyền đã bị thay đổi không ít rồi. Nghiêm Tuấn Cường nói, nếu như chú biết quyền pháp này có hại cho sức khỏe thì dù thế nào chú cũng không luyện. Khi ông ta luyện quyền pháp này là vào năm 7 tuổi. Vào lúc đó dù thế nào cũng không thể nghĩ đến việc quyền pháp này sẽ ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân sau này của mình. Trương Dương nói, "Chú Nghiêm, mặt đó chú vẫn bình thường chứ?" Nghiêm Tuấn Cường bị câu nói này của Trương Dương làm cho hơi khó xử, nhưng ông ta cũng ý thức được Trương Dương không phải là người thường, nên cũng không giấu hắn, liền nói, "Không được coi là bình thường, phải nhiều hơn người bình thường, để có một đứa con, chú phải nỗ lực hơn người cùng tuổi rất nhiều ở phương diện này, hầu như ngày nào cũng có." trương đại quan trong lòng thầm mừng cuộc sống gia đình của hai vợ chồng nhà này nhất định rất hợp nhau hắn thấp giọng nói chú nghiêm nếu chú không trừ hẳn căn bệnh thì dù có làm nhiều đến mấy cũng không có ích gì nghiêm tuấn cường đỏ mặt nhưng hai vợ chồng ta đều đến bác sĩ kiểm tra rồi chú rất bình thường và tỷ lệ sống của tinh trùng cũng không vấn đề gì trương dương nói kiểm tra thực nghiệm đều là thứ của bên tây y thôi đông y có rất nhiều thứ mà tây y không thể nào hiểu nổi căn nguyên của chú là ở thất thương quyền cần phải điều dưỡng tốt nội thương, rồi mới có thể có con. Nghiêm Tuấn Cường nói, chú luyện thất thương quyền đến giờ đã là 35 năm rồi, chẳng lẽ phải bỏ ra 35 năm nữa để điều dưỡng sao? Đợi đến lúc đó thì hai vợ chồng chú đã ngoài 70 tuổi rồi, dù là có muốn sinh cũng không thể sinh được nữa rồi. Trương Dương cười hà hà nói, nếu như giờ chú đã hơn 70 tuổi, thì cháu thật sự không có cách nào giúp chú, nhưng vẫn còn may, vì chú đã gặp được cháu, tất cả đều chưa muộn. Chương 1134, quan tâm thêm loạt 1. Nghiêm Tuấn Cường nghe Trương Dương nói vậy liền hai mắt sáng rực lên, thật sự là chưa muộn sao? Trương Dương gật đầu nói, chưa muộn, nếu như cháu không giúp được chú thì tại sao cháu phải nói ra chuyện này? Nghiêm Tuấn Cường mừng rỡ, tiểu Trương, nếu như cháu có thể giúp chú hoàn thành tâm nguyện này, chú. Trương Dương nói, chú đừng vậy, chú đừng nói những lời đằng sau nữa, cháu muốn giúp chú chữa bệnh là vì chú là chú của Tiết Vĩ Đồng cháu và Vĩ Đồng là anh em kết nghĩa, đương nhiên cháu sẽ giúp hết sức mình, cháu giúp chú cũng không phải là mong được lợi lộc gì, nếu như chú nói những lời đằng sau ra, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nghiêm Tuấn Cường gấp gáp nói, Tiểu Trương, cháu nói xem, chú nên làm thế nào? Trương Dương nói, mặc dù phải chữa thương cho chú, nhưng cũng không thể nào quá gấp rút, dù sao thì nội thương của chú đã tích lại đến 35 năm, không phải là một sớm một chiều có thể chữa lành được ngay. Nghiêm Tuấn Cường nói: "Theo như lời cháu nói, thì phải cần bao lâu?" Trương Dương nói: "Muốn hồi phục hoàn toàn thì phải mất 10 năm." 10 năm, Nghiêm Tuấn Cường nghe thấy câu này, trên mặt ngay lập tức đầy thất vọng, cần phải biết rằng, Tiết Anh Hồng năm nay đã 40 tuổi, đợi thêm 10 năm nữa là 50 tuổi rồi, phụ nữ 50 tuổi mới sinh con, tỷ lệ thụ thai khá thấp, hơn nữa lại rất mạo hiểm, Nghiêm Tuấn Cường thầm buồn, xem ra ông trời thật sự không định khoan dung với ông ta rồi. Trương Dương nói, chú đừng thất vọng, hoàn toàn hồi phục nội thương cần 10 năm, nhưng hồi phục khả năng sinh con của chú chỉ cần nửa tháng là nhiều nhất. Nghiêm Tuấn Cường cười khổ hạnh nói, tiểu trương, cháu đừng nói như vậy nữa, cháu cứ nói vậy chú thật sự thành bệnh thần kinh rồi. Trương Dương cười nói, cháu sẽ giúp chú bốc chút thuốc, sau khi chú uống vào sẽ có thể nhanh chóng hồi phục kinh mạch của chú, trong thời gian này, chú nhất định không được luyện thất thương quyền nữa, lần này cháu đi, nếu như thuận lợi, trong vòng nửa tháng là có thể về rồi đợi đến khi cháu về cháu sẽ giúp chú trị thương cháu đảm bảo không đến nửa năm sau chú nhất định có thể làm cho cô có bầu nghiêm tuấn cường cười vui vẻ nhiều năm như vậy ông ta đã đi tìm đủ loại thầy thuốc nhưng chẳng ai nói được đúng nguyên nhân cả trương dương đã nói chắc nịch như vậy ông ta chẳng ngại gì mà thử có lẽ lần này thật sự có thể đạt được tâm nguyện trương dương giúp nghiêm tuấn cường một mặt là do như hắn đã nói tiết vĩ đồng và hắn là anh em kết nghĩa còn một mặt nữa là vì hắn cảm thấy hai vợ chồng Nghiêm Tuấn Cường tốt bụng, Trương Dương thật sự không cần báo đáp gì. Sáng ngày hôm sau, Trương Dương và Trần Tuyết đã đến Nhật Sát Tắc, mặc dù Tiết Vĩ Đồng muốn đi cùng họ cho vui, nhưng Trương Dương lại khuyên cô hãy ở lại, dù sao thì hắn không muốn nói chuyện An Ngữ Thần có thai cho nhiều người biết. Mặc dù Tiết Vĩ Đồng ngoài mặt thì xuề xòa, nhưng trong lòng thì lại hiểu rất rõ, từ lời của Trương Dương đã biết rằng hắn có bí mật không muốn cho mình biết vì vậy cũng đã bỏ ý định đi cùng Trương Dương. Hơn nữa, lâu rồi cô ta không đến Tây Tạng, cô của cô ta là Tiết Anh Hồng cũng không muốn để cô ấy đi, rất nhiều điều muốn nói cùng cô ấy. Nghiêm Tuấn Cường Đích Thân đưa Trương Dương đến bên máy bay trực thăng. Đây là chiếc máy bay S-70, Nghiêm Tuấn Cường nói với Trương Dương, trước khi nhập chiếc máy bay này về, quân đội của họ không thể nào sử dụng trực thăng ở độ cao trên 3.000m so với mặt nước biển. Trên cao nguyên phủ tuyết có độ cao bình quân trên 3.000m, hàm lượng không khí chỉ còn thấp hơn một nửa, công suất của máy nào cũng giảm khoảng 40%. Dù là sau khi dẫn nhập kỹ thuật này, quân đội của họ vẫn phải bỏ ra nguồn nhận lực và vật lực rất lớn mới có thể bay ở độ cao trên 3.000 mét, phải nghiên cứu các loại lý luận về tải trọng và trọng lược, giải quyết vô số vấn đề về công suất, rồi lại tiến hành bay thử. Cuối cùng đã khắc phục được những khó khăn về kỹ thuật, giải quyết được vấn đề bay. Giờ đây những chiếc máy bay đã được thông qua cải tạo này có thể bay ở độ cao trên 5.200m so với mực nước biển, loại máy bay trực thăng này hơi có khác biệt so với máy bay của Mỹ. Trương Dương không hiểu nhiều về mảng quân sự, hắn cũng chẳng muốn ngồi máy bay, trước khi đi lên máy bay hắn đưa một viên nghịch thiên đan cho nghiêm Tuấn Cường, nói với ông ta cách uống, rồi dặn thêm, nhất định phải nhớ lời cháu dặn đó, tạm thời đừng luyện võ nữa, đợi khi cháu về rồi tính. Nghiêm Tuấn Cường thấp giọng nói với Trương Dương, Tiểu Trương, việc này. Trương Dương đã đoán được ý của ông ta qua thái độ của ông ta, liền cười nói, chú yên tâm, trời biết đất biết, hai chú cháu ta biết, cháu sẽ không nói với người khác đâu. Nghiêm Tuấn Cường giơ ngón tay cái về phía Trương Dương. Trương Dương lúc này mới cùng Trần Tuyết lên máy bay, sau khi ngồi xong, trực thăng liền cất cánh. Trương Dương thở vào một hơn, nhìn Trần Tuyết ở bên cạnh mình, phát hiện ra cô đã đeo kính dâm rồi, và đã nhắm mắt nằm trên chỗ ngồi, thể hiện rằng không muốn nói chuyện với Trương Dương, Trương đại quan cười khổ hạnh lắc đầu, thái độ của nha đầu này với hắn từ trước đến giờ đều vậy, mặc dù lần này đến để giúp đỡ, nhưng việc An Ngữ Thần có thai phải nói thế nào đây? Thật là khó mở miệng. Trương đại quan vốn cũng muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng tên này vẫn còn nghĩ đến chuyện đó, đến giờ vẫn chưa nói mục đích của lần này, sắp sửa phải vén màn bí mật rồi, việc này liệu có phải là một sự bất ngờ vui vẻ với Trần Tuyết không? tên này biết rằng, nhất định là không. Trong trạng thái như vậy, máy bay trực thăng đã đến hồ Sam Chấp, Trương Dương không bảo người lái máy bay đến thẳng chỗ ở của An Ngữ Thần, mà dừng lại ở nơi cách biệt thự hơn một cây số, dừng lại trên một thảm cỏ bằng phẳng. Hai người xuống máy bay, phi hành viên cười vẫy tay tạm biệt Trương Dương. Trương Dương đứng ở đó nhìn trực thăng bay lên, thảm cỏ xung quanh lay động như mặt hồ vậy. Trần Tuyết vừa xuống máy bay đã bị hấp dẫn bởi cảnh sắc nơi đây, những ngọn núi đủ màu, thảm cỏ xanh, cánh rừng bất tận, ở những địa hình núi khác nhau, cảnh sắc cũng không giống nhau, khi đến đỉnh núi, toàn bộ đã biến thành một màu trắng muốt, đi tiếp lên nữa là bầu trời xanh ngăn ngắt, trên bầu trời là những đám mây trắng đang nhởn nhơ, mây ở đây trông như mô hình 3D vậy, ánh mặt trời chiếu cả bóng mây lên mặt hồ tĩnh lặng, nước hồ cũng giống như một viên đá quý xanh ngắt, phần được ánh mặt trời chiếu thẳng xuống lộ ra màu vàng. Chỗ gần bờ hồ vì màu của núi nên đã lộ ra màu bảy sắc cầu vồng, một đàn chim không biết tên bay cao mãi trong ánh nắng vẽ những vạch giữa trời và đất trần tuyết tĩnh lặng đắm mình trong cảnh đẹp trước mắt hèn chi người ta vẫn nói rằng tây tạng là nơi gần với thiên đường nhất trương dương chỉ về hướng không xa là biệt thự gỗ xây dựng trên bờ hồ rồi mỉm cười nói ở đó trần tuyết gật gật đầu nụ cười của trương dương ít nhiều đã lộ vẻ không tự nhiên mặc dù đến bây giờ trần tuyết vẫn không hỏi hắn mục đích của chuyến đi này nhưng trương đại quan biết rằng bí mật này đã sắp sửa không giữ được nữa hắn ho khan một tiếng rồi nói gì ấy nhỉ trần tuyết nói có gì thì anh cứ nói thẳng ra đừng lắp ba lắp bắp nữa trần tuyết nói gì nhỉ trần tuyết bắt đầu cảm thấy cảnh giác tên này gọi cô từ xa xôi đến tận cao nguyên này chẳng lẽ là vị ý đồ gì xấu xa sao mặc dù cảnh giác nhưng trần tuyết không hề sợ hãi trương dương tuyệt đối không phải là một người xấu ít nhất với cô trương dương không xấu thấy đã sắp đến biệt thự trương đại quan cố gắng nói gì nhỉ trần tuyết nói anh có thể nói nhanh hơn một chút không dù có nhẫn nại tốt đến thế nào giờ cũng bị tên này làm cho bực mình trương dương cười nói cô đừng giận cái đó tôi mời cô đến đây là để giúp cứu tiểu yêu trần tuyết nói được tôi cứu người là việc tốt mà trương dương nói chủ yếu là bảo cô giúp đỡ chăm sóc trần tuyết nói chuyện nhỏ mà có cần thiết phải thần bí vậy không trên trán trương dương đã lấm tấm mồ hôi cô ấy cô ấy lời đằng sau đã không cần phải nói nữa vì hắn đã nhìn thấy an ngữ thần đứng ở giữa núi hoa phía đằng xa xa cô nhìn họ đầy ngạc nhiên và cũng đầy khó hiểu bụng của an ngữ thần đã nhô cao rồi tay trái của cô để lên bụng đứng ở giữa ánh mặt trời cơ thể được chiếu rọi một màu vàng điều này làm cho cô trở nên đẹp thần kỳ cảm giác này trước đó trương dương chưa từng phát hiện ra hắn rất nhanh đã hiểu rằng đây là vẻ đẹp của một người mẹ Đến tận bây giờ, Trần Tuyết mới hiểu rằng tại sao tên này lại lắp ba lắp bắp vậy, không thể mở miệng nói với cô, hóa ra An Ngữ Thần đã có thai, không cần hỏi cũng biết việc này chắc chắn có liên quan đến hắn. Nếu như cô nhớ không nhầm, thì An Ngữ Thần là đồ đệ của Trương Dương, sư phụ làm cho bụng của đồ đệ lớn lên, tên này thật là chẳng biết xấu hổ. An Ngữ Thần trông đã chứng chạc hơn trước kia nhiều, tấm lòng của phụ nữ sẽ dần lớn lên trong khi có thai, suy nghĩ mọi việc không đơn giản như trước đó nữa, Cô không hề tỏ ra bất an và khó xử, mỉm cười đi về phía Trần Tuyết, đến trước mặt Trần Tuyết, cô giơ tay ra nắm lấy tay Trần Tuyết, "Trần Tuyết, nghe Trương Dương nói rằng cô có thể đến tôi thật sự rất mừng." Trương đại quan há to miệng, miệng tên này giờ có thể nhét vừa một quả trứng vịt, nếu như ở trước kia, thì An Ngữ Thần dù thế nào cũng sẽ không nói những lời này, cô ấy đã thay đổi, cô ấy đã biết đối phó với những trường hợp này thế nào, biết làm thế nào để phá giải cục diện khó xử này. Trần Tuyết mỉm cười, An Tiểu Thư, nói thật, tôi thật sự không biết cô ở đây. Điều Trần Tuyết nói là sự thật, điều bất ngờ này Trương Dương dành cho cô ấy thật sự quá lớn, dù là cô ấy rất bình tĩnh, nhưng giờ cũng đã cảm thấy bất ngờ. Trần Tuyết đột nhiên ý thực được mình không phải không quan tâm đến việc của Trương Dương như mình từng nghĩ. Từ trước đến giờ, cô chỉ là né tránh vấn đề, không ngừng nhắc nhở bản thân không được để ý đến Trương Dương, nhưng nội tâm của cô ấy thật sự nghĩ thế nào, ngay cả cô ấy cũng không biết nữa. An ngữ thần mỉm cười nói, vào trong ngồi đi. Thật ra An ngữ thần cũng không hiểu tại sao Trần Tuyết lại đến đây, cô không hiểu tại sao Trương Dương lại đưa Trần Tuyết đến đây, trong lòng cô ấy vốn nghĩ rằng việc này sẽ là bí mật của họ. An ngữ thần sắp xếp phòng ở trên tầng 2 cho Trần Tuyết, từ cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh đẹp của hồ bên ngoài. Khi Trần Tuyết sắp xếp đồ đạc trong phòng, Trương Dương cùng An Ngữ Thần vào phòng của cô, bước vào phòng, hắn ôm lấy An Ngữ Thần từ đằng sau, mặt để sát vào mặt của An Ngữ Thần. An ngữ thần nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng cọ sát vào mặt hắn, nói nhỏ tại sao Trần Tuyết lại đến đây. Trương Dương lúc này mới nói lý do thật sự tại sao hắn mời Trần Tuyết đến. An ngữ thần thầm thở dài một hơi, rồi quay người lại, ôm lấy cổ Trương Dương, rồi tựa đầu vào chán hắn, nói nhỏ chỉ là em lo lắng rằng việc này bị người khác biết sẽ mang đến phiền toái cho anh. Trương Dương nói, em yên tâm đi, Trần Tuyết không phải là loại người đó cô ấy có biết anh là cha đứa bé không? Trương Dương cười nói, anh không nói, nhưng có lẽ cô ấy có thể đoán được. An ngữ thần rụi rụi chân hơi khó xử, cánh tay của Trương Dương nhẹ nhàng sờ vào bụng của cô, cảm giác có sự chấn động, liền cười nói, nó đang đạp anh này. An ngữ thần cười khanh khách, thật à, thật là, nó không thích anh rồi. Trương Dương cười nói, sao lại thế được, anh là cha ruột của nó, làm sao nó lại không thích anh được. Chương 1135, quan tâm thêm loạt 2. Trương Dương lại cảm thấy bàn tay mình động đậy, trạng thái lúc này của Trương Đại Quan thật là ấm áp khó hình dung, tình thân cốt nhục, đây là thiên tính của con người, dù là lúc đầu đứa bé này đến là để cứu tính mạng của An Ngữ Thần, có thành phần thuốc trong đó, nhưng khi thật sự có được sinh mạng này, Trương Đại Quan vẫn rất xúc động. An Ngữ Thần nói nhỏ, "Trương Dương, em xin anh một việc." Trương Dương gật đầu, nhìn đôi mắt dịu dàng của An Ngữ Thần. Dù là xảy ra chuyện gì, anh cũng phải đảm bảo con chúng ta được bình an." Lòng Trương Dương chợt nhói lên, hắn hiểu rằng tại sao An Ngữ Thần lại nói những lời này. An Ngữ Thần đã sớm biết ý nghĩa của đứa con này với cô, Trương Dương và cô đi đến bước cuối cùng này, lực thúc đẩy thật sự là để cứu tính mạng của An Ngữ Thần, chỉ khi cô có thai, mới có thể sinh ra kinh mạch mới thông qua mối dây nối mẹ con, từ đó thay đổi thể chất của cô ấy, chỉ tuyệt mạch bẩm sinh của cô, nhưng cách này về lý thuyết có thể sử dụng được. Còn về thực tế thì ngay cả Trương Dương cũng không chắc chắn, An Ngữ Thần đã thỉnh giáo Ân thiền Pháp sư, Ân Thiên Pháp sư đã phân tích chuyện này rất rõ ràng. Không phải là không có cơ hội, mà là cơ hội cực kỳ nhỏ bé, vì vậy An Ngữ Thần mới đề xuất yêu cầu này. Trương Dương lặng yên nhìn An Ngữ Thần, rồi thấp giọng nói, em yên tâm, anh nhất định sẽ làm cho em khỏe mạnh và con cũng không sao. An Ngữ Thần nói, em tin anh, nhưng em vẫn muốn anh hứa với em nếu như mọi việc không giống với những gì anh tưởng tượng, thì em muốn anh đảm bảo cho con chúng ta được bình yên. Trương Dương cắn môi, không nói gì cả. Đột nhiên An Ngữ Thần ôm chặt lấy hắn, nước mắt trào ra, rất nhanh đã dính ướt áo của Trương Dương, em muốn anh hứa với em. Trương Dương nhẹ nhàng vuốt mái tóc của An Ngữ Thần, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng tận, yên lặng một hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói anh hứa với em. Ngồi bên bờ hồ thưởng thức trà đúng là một việc cực kỳ thú vị, Trương Dương đích thân pha trà cho Trần Tuyết, rồi mỉm cười nói, "Hồng trà ở núi cao, nước là nước tuyết, cô nếm thử xem, ở trong nội địa không bao giờ thưởng thức được hương vị thế này." Trần Tuyết cười điềm đạm, cầm cốc trà lên, nhấm một ngụm rồi nhẹ nhàng nói, "An tiểu thư đi nghỉ rồi." Trương Dương gật đầu nói, "Mạch tượng của cô ấy khá ổn định, còn hơn 30 ngày nữa là đến ngày dự sinh." Trần Tuyết nhấm một ngụm trà nữa rồi nói, "Anh rất xem trọng đứa con này." có một vài thứ đến lúc không thể nào tránh được. Mặc dù Trương Dương và An Ngữ Thần từ đầu đến cuối đều không thừa nhận đứa con này là kết tinh của tình cảm giữa họ, nhưng Trần Tuyết vẫn hiểu. Trương Dương nhìn mặt hồ ở phía đằng xa rồi thấp giọng nói, tình hình của tiểu yêu rất phiền phức, bẩm sinh đã là tuyệt mạch, nếu không phải vì gặp được tôi, có lẽ cô ấy đã chết từ mấy năm trước rồi, tôi đã nghĩ không ít cách cứu chữa, nhưng sự thật chứng minh rằng, những cách ấy đều không sử dụng được, mãi đến tận sau này tôi mới gặp được Lý Đạo Trường. Trần Tuyết nói, "Lý đạo trưởng." Trương Dương gật đầu nói, "Ông ấy đã cho tôi một quyển mật tịch liên quan đến Tiên Thiên Công." Nói đến đây, Trương Dương ý thức được rằng không thể nói mọi việc quá trực tiếp, dù sao thì giữa hắn và Trần Tuyết vẫn chưa quen thân đến mức độ đó, có một vài điều phải nói đường vòng, con gái nhà người ta không thể nào mặt dày như hắn được. Trương Dương nói, "Tiên Thiên Công đã cho tôi một gợi ý, tiểu yêu bẩm sinh đã bị tuyệt mạch, chỉ có cách này mới có thể làm cho cơ thể cô ấy sinh ra kinh mạch mới." nhưng muốn cứu cô ấy, không thể đợi đến khi thai nhi trưởng thành, cách này mặc dù được, nhưng mạo hiểm rất lớn, nếu như không nắm vững được, có lẽ cả hai mẹ con sẽ đều gặp nguy hiểm. Trần Tuyết nói, ý của anh là, đứa trẻ này chỉ là một vị thuốc, tiểu yêu có thai chỉ là để cứu lấy tính mạng của cô ấy. Trương Dương thở dài nói, tiểu yêu đã xin tôi một việc, bảo tôi dù thế nào cũng phải đảm bảo được tính mạng của đứa bé này. Trần Tuyết nói, anh nắm chắc được mấy phần Trương Dương nói, tôi không biết. Nếu như giờ đây muốn chắc chắn đảm bảo tính mạng của đứa trẻ thì Trương Dương rất chắc chắn, nhưng muốn đảm bảo được cả hai mẹ con được bình an thì Trương Dương thật sự không chắc điều này, hắn không chắc bất cứ một chút nào. Trần Tuyết nhận ra nội tâm hắn đang phiền muộn, liền nhẹ nhàng nói, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn, nếu như anh chữa bệnh cho cô ấy với tâm trạng hiện tại, sợ rằng anh không những không cứu được cô ấy, mà lại còn hại cô ấy nữa, dù là y thuật của anh thế nào thì càng quan tâm càng thêm loạn là một điều chẳng ai có thể thay đổi được. Trương Dương nói, tôi biết chứ, nhưng việc này có liên quan mật thiết đến tôi, muốn giữ bình tĩnh thật sự rất khó, đây cũng là nguyên nhân thật sự tôi tìm cô đến đây, trong số những người tôi quen, chỉ có nội lực của cô là thuần túy nhất, tôi tìm cô đến không phải là để giúp cô ấy, mà là để giúp tôi, khi tôi giúp cô ấy đả thông kinh mạch rất có thể xảy ra sai sót, lúc đó cần có cô làm cho tôi trấn tĩnh lại. Thật ra Trần Tuyết cũng đã đoán được mục đích của Trương Dương, nhẹ nhàng nói, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh. Trương Dương cũng không nói cảm ơn, mà cầm cốc trà lên nhấm một ngụm, nhìn về mặt hồ phía xa xa nói, đẹp quá. Trần Tuyết nói, anh có bao giờ nghĩ nếu thật sự phải đối mặt với lựa chọn anh sẽ làm gì không? Trương Dương cắn cắn môi rồi nói, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh đã từng nghĩ đến chưa? Trương Dương nói, nếu thật sự phải đối mặt với sự lựa chọn tôi sẽ cứu tiểu yêu. Trần Tuyết nói nhỏ, với anh, cô ấy rất quan trọng sao? Trương Dương gật đầu, nếu như nói đúng ra, thì mất đứa con còn có thể có lại, nhưng tiểu yêu thì chỉ có một, hắn không thể chịu được được sự đau khổ nếu mất đi cô ấy. Trần Tuyết nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong ánh mắt đã lộ ra vẻ buồn rầu. Trương Dương, tôi thật sự không hiểu nổi anh, anh đã có vợ chưa cưới, tại sao anh lại cứ dính vào nhiều chuyện tình cảm như vậy? Trương Dương nói, ngay cả tôi còn không hiểu nổi chính bản thân mình nếu như tôi nói rằng tình cảm của tôi đối với mỗi người đều là thật lòng cô có tin không trần tuyết không nói gì trương dương nói tôi biết rằng cô đang rất khinh thường tôi nhưng tôi lại có tính cách như vậy mặc dù giờ đây tôi đã ý thức được chính mình đã tạo nên một loạt phiền toái gây khổ sở cho nhiều người con gái như vậy nhưng tôi thật sự không thể thay đổi được chính mình anh đã bao giờ nghĩ đến việc chịu trách nhiệm chưa tôi sẽ chịu trách nhiệm Tôi sẽ sắp xếp cho mỗi người một cuộc sống tốt đẹp." Trương Đại Quan suýt nữa nói ra ý nghĩ rằng sẽ cưới tất cả mọi người, thậm chí với Trần Tuyết hắn cũng có ý định này, có điều Trương Đại Quan vẫn biểu lộ ra việc khiêm nhường, đương nhiên loại khiêm nhường này chỉ là do hắn tự cảm thấy vậy, với người khác, những lời hắn nói đã đủ làm kinh thiên động địa và cũng rất mất mặt. Trần Tuyết nói, "Nếu như tôi không phải biết anh từ sớm, thì tôi thật sự sẽ nghi ngờ rằng anh là quái vật từ thời cổ đại đến." Toàn những tư tưởng phong kiến trong đầu anh, anh còn muốn một chồng nhiều vợ. Anh còn muốn năm thê bảy thiếp ư? Trương đại quan đột nhiên nói, nếu như tôi thật sự là quái vật chạy đến từ thời cổ đại thì sao? Trần Tuyết nhìn hắn, trong ánh mắt không hề có sự bất ngờ nào, cô nhẹ nhàng nói, anh giống như Văn Linh vậy, đều là một dấu chấm hỏi rất lớn, gia cảnh nhà anh tôi biết rất rõ, anh học được y thuật kỳ lạ này từ lúc nào? Và anh học được võ công từ khi nào? anh có nhớ đã từng đến huyện Xuân Dương không? Anh có nhớ tưởng rằng anh quen tôi, thì anh thật sự đã quen rồi không? Tại sao anh lại hứng thú với chuyện của Văn Linh đến vậy? Tại sao anh lại cảm thấy quần thuộc với những di vật tìm được trong động chứ? Trương đại quan ngớ người, một lúc sau mới cười hà hà, dùng tiếng cười để che đậy sự căng thẳng của mình. Xem ra Trần Tuyết nghi ngờ hắn đã không phải là ngày một ngày hai nữa, hắn không thể giải thích nổi, chẳng giải thích được chuyện gì cả, nhưng ngoài trần tuyết chẳng có ai từng nghi ngờ hắn như vậy trần tuyết nói giờ anh có gì muốn nói với tôi không trương dương nhìn đôi mắt trong veo của trần tuyết đột nhiên cảm thấy dường như hắn thật trần trụi trước cô cảm giác này làm cho hắn cảm thấy khá khó chịu trương đại quan cười hà hà cười có vẻ hơi ngốc nghếch khi con người muốn giả ngốc thường làm như vậy trần tuyết nhìn hắn lạnh lùng trương dương nói đúng những điều cô nói đều đúng cả tôi muốn một chồng nhiều vợ tôi muốn năm thê bảy thiếp không những vậy tôi cũng có ý định với cô đừng tưởng rằng giờ đây cô ở cách xa tôi không thể xâm phạm nhưng có một ngày làm sao ánh mắt của trần tuyết hơi sắc lạnh trương đại quan không nói được gì nữa hắn nuốt nước bọt nói thật lòng đối diện với phái như ít khi hắn cảm thấy sợ nhưng chỉ có trần tuyết là làm cho hắn cảm thấy không được tự tin có lẽ là vì bị trần tuyết nắm được mệnh mạch trương đại quan không nay không thể đối phó được ánh mắt của hắn nhìn về phía đằng xa chỉ vào ngọn núi đầy tuyết rồi nói, ngọn núi đó có cao không? Trần Tuyết không thèm để ý đến hắn. Trương Dương nói, dù là có cao và lạnh đến mấy, cũng có một ngày tôi có thể trèo lên đó, đạp nó. Trương đại quan cảm thấy câu này của mình không thích hợp, bèn dừng một chút rồi nói, đè nó dưới người. Trần Tuyết phản ứng khá lạnh lùng, cô chẳng tỏ vẻ xấu hổ cũng không tỏ ra tức giận, mà đứng dậy nói, tư duy của anh đã hoàn toàn hỗn loạn rồi, sống chỉ để chinh phục thôi. Cô nói xong liền đi về phía biệt thự gỗ. Trương Dương nói, vậy cô sống là vì cái gì? Trần Tuyết nói, vì tình yêu. Trương Đại Quan nghĩ đi nghĩ lại câu này của Trần Tuyết, nhưng rất lâu mà vẫn không thể nghĩ ra ý nghĩa thật sự của nó. Yêu cũng là một loại chinh phục, anh không thể chinh phục trái tim phụ nữ, họ làm sao yêu được anh? Trương Đại Quan nói lớn, điều này đâu có mâu thuẫn chứ. Ở đằng xa vang lên tiếng chó sủa, tiểu lạt ma đa cát ngồi trên con chó ngao lớn đi đến, đằng sau còn có một con chó đen. Trương Dương cười hà hà đứng dậy, Đa Cát nhìn thấy hắn cũng cười vẫy vẫy tay với hắn. Cậu bé xuống đất chỉ về phía đằng xa, con chó ngao liền chạy về bãi cỏ, con chó đen chạy theo cùng chơi đùa. Nhìn con chó trắng và chó đen chơi với nhau trên bãi cỏ, Trương Đại Quan cảm thấy rất nản, hai chúng nó sao vậy? đang yêu đấy à? Đa Cát cười hì hì, mấy lời này của Trương Dương thật là thú vị. Trương đại quan lắc lắc đầu, chẳng xứng đôi vừa lứa gì hết, con chó ngao trắng này đúng là chẳng biết chọn người. Nếu muốn tìm thì cũng phải tìm một con môn đăng hộ đối chứ, dù là tự mình hạ thấp mình thì cũng phải tìm một con chó trắng chứ. Đa Cát nói, đều là chó cái cả đấy. Trương Dương nói, tình yêu đồng tính à? Thế là thế nào chứ, động vật mà cũng chơi trò này sao? Đa Cát hơi đỏ mặt, Trương đại quan nói chuyện chẳng chịu ý tứ gì hết. Trương Dương giờ mới ý thức được Đa Cát ở trước mặt chỉ là một đứa nhóc, lời vừa rồi của hắn đúng là có chút không thích hợp, bèn cười nói, sư phụ của cậu đâu rồi? Đa Cát nói, sư phụ đang ở trong bệnh viện. Trương Dương gật đầu, đưa Đa Cát cùng vào biệt thự gỗ. An ngữ thần vừa tỉnh dậy, thái độ lười nhác làm cho cô càng đẹp thêm, cô và Trần Tuyết ngồi ở ghế sofa nói chuyện, hai người xem ra rất hợp gu nhau, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khanh khách, nhìn thấy Đa Cát, An ngữ thần vẫy tay với cậu bé, Đa Cát, để tôi giới thiệu cho cậu một chị. Đa Cát cười bước đến, cậu ta mang đến cho An ngữ thần chút thuốc, thời gian này ân thiền pháp sư cách một vài ngày lại trị bệnh cho An ngữ thần, điều chế các loại thuốc phù hợp với thể chất của cô ấy. Có thể nói rằng, thời gian này An ngữ thần có thể ổn định được bệnh tình có liên hệ không nhỏ với ân thiền pháp sư. Việc luyện tập yoga của An ngữ thần sau khi được ân thiền pháp sư chỉ điểm, giờ đây cũng ngày càng thuần chất hơn, Trương Dương sau khi bắt mạch cho cô đã phát hiện ra, thể chất của cô ấy đã mạnh khỏe hơn so với lúc rời khỏi chỗ hắn. Điều này là một việc rất mừng với Trương Dương, cần phải biết rằng đả thông kinh mạch vẫn là một việc cực kỳ khó khăn gian khổ, nếu như không có thể chất cứng rắn là cơ sở, nhất định sẽ rất nhiều nguy hiểm. Trương 1136, đột phá 1 Đêm đã khuya, mọi người đều yên lặng, Trương Dương nằm trên giường khó đi vào giấc ngủ, sự việc ngày càng đến gần, Trương Dương càng cảm thấy bất an, Trần Tuyết có một điểm nói không hề sai chút nào, người trong cuộc luôn không nhìn ra thế sự, với quan hệ thân thiết giữa hắn và An Ngữ Thần, không hề thích hợp để hắn chữa cho An Ngữ Thần, quan tâm thêm loạn, nhưng ngoài hắn ra, thật sự không thể nào nghĩ ra một ai khác có năng lực như vậy, Trương Đại Quan đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Có một việc từ đầu đến cuối Trương Dương không nói với An Ngữ Thần, muốn trị được tuyệt mạch bẩm sinh của cô, không thể đợi đến thai nhi sinh tự nhiên, từ thái độ yêu thương của An Ngữ Thần với cái thai, Trương Dương thật sự không đủ tự tin để thuyết phục cô ấy. Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Trương Dương nghe thấy cánh cửa phòng vang lên âm thanh nhẹ nhẹ, nhìn thấy An Ngữ Thần mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng chậm chậm bước vào, đôi mắt nhìn hắn trong bóng đêm, đặt một nụ hôn nhẹ nhẹ lên mặt hắn. An Ngữ Thần cũng nhìn thấy hai con mắt của Trương Dương trong bóng tối, cô mỉm cười dịu hiền, rồi ngồi xuống bên giường Trương Dương, giơ tay ra nhẹ nhàng ôm lấy mặt Trương Dương. Trương Dương nắm lấy tay cô rồi nói, muộn thế này rồi, sao em vẫn chưa ngủ? Anh cũng đâu có ngủ. Trương Dương dở chăn ra, để An Ngữ Thần nằm bên cạnh mình, rồi ôm lấy cô vào lòng. An Ngữ Thần nói, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Trương Dương nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi cười nói, anh không biết, anh không ngủ được, có lẽ là vì sắp làm cha nên anh quá xúc động. Tay của hắn thò vào trong chiếc áo ngủ của An Ngữ Thần, sờ vào bụng của cô trong lòng hắn thầm nghĩ, tiểu tử này chắc sẽ đá ta mất, quả nhiên như vậy, bàn tay hắn lại bị đá một nhát. Ăn ngữ thần cười nhẹ nhàng nói, hình như nó không thích hành động vào người em đâu. Trương Dương nói, thế là không được rồi, không ngờ nó dám cướp người phụ nữ của anh, anh phải xử lý nó mới được. Ăn ngữ thần nói, làm sao anh biết nó nhất định là con trai. Trương Dương mỉm cười nói, anh là ai cơ chứ? Hạt giống của anh gieo mà anh lại không biết sao. Tay của Trương Đại Quan từ chiếc bụng tròn căng của An Ngữ Thần đưa lên bộ ngực của cô, gần đây kích cỡ của ngực cô đương nhiên đã lớn hơn, Trương Dương nói thật là lớn. Xì, sì, nhìn cái dáng điệu của anh kìa, anh đúng là lưu manh. Anh không sợ con nghe thấy à? Trương Dương nói, nó hiểu được những gì anh nói sao? An Ngữ Thần nói, con người là vạn vật chi linh, đương nhiên là nó có thể hiểu được rồi. Trương Dương cười hà hà rồi nói, em thử nói xem tiểu tử này sẽ trông giống em hay giống anh? Giống em thì tốt hơn một chút. Trương Dương nói, nhà đầu, em đừng bá đạo vậy có được không? Ít ra thì đứa nhóc này cũng là sự nỗ lực chung của hai chúng ta, kết quả của hai chúng ta hợp thành làm sao mà em lại chiếm dụng một mình được. An ngữ thần nói, ôi cha, anh làm như anh là đại thần không bằng, anh đã được lợi lớn vậy từ em sao anh còn không nói? Trương Dương nói, anh được lợi gì từ em nào? An ngữ thần nói, anh biết rõ rồi còn cố hỏi. Trương Dương nói, cái đó không gọi là được lợi, cái đó gọi là một phát chúng ngay, là việc cả hai cùng tình nguyện làm, nói ra thì, nếu như em không đồng ý, thì chẳng phải anh phạm pháp sao? An ngữ thần nói, anh phạm pháp chứ còn gì nữa, em cảm thấy chúng ta thân như vậy, anh lại là sư phụ của em, mặc dù anh đã lộ ra bản chất sói giả và làm việc vô liêm sỉ không bằng cầm thú với em, nhưng em là người lương thiện, em không thể nhẫn tâm ép anh vào mục được, vì vậy em đã chấp nhận. Trương Đại Quan cười hà hà mở miệng lớn ra nói như vậy, thì việc của hai chúng ta đều là do anh ép sao? An ngữ thần nói chính là do anh ép. Trương Dương ép người về phái người của An ngữ thần, An ngữ thần sợ hắn đè vào đứa trẻ, bèn quay người đi, lưng dựa vào ngực hắn, cảm thấy hai tay của tên này lại sờ vào mông mình, hình như lớn thêm không ít. An ngữ thần không chịu nổi cười nói kinh thật anh chẳng có lúc nào tử tế hết. Trương đại quan ép sát vào người cô, an ngữ thần cảm thấy cơ thể tên này đang thay đổi, liền nói nhỏ đừng làm chuyện. Trương Dương nói, anh phát hiện ra em ngày càng sexy rồi. An ngữ thần mắng, bụng lớn thế này rồi còn sexy gì nữa. Anh không nói được, nhưng cứ ôm em là anh lại cảm thấy rất khó kiềm chế. An ngữ thần cảm thấy tên này đang cọ sát vào chỗ cô mẫn cảm nhất. An ngữ thần giơ tay nắm lấy tay hắn, đừng. Trương đại quan nhẹ nhàng cắn tay cô, tay thì nhẹ nhàng động chạm. An ngữ thần đột nhiên hiểu dụng tâm của tên này, cấu hắn một nhát thật đau rồi nói, anh thật là xấu xa, anh chỉ muốn hành hạ em thôi. Trương đại quan cười ha ha, vỗ nhẹ nhẹ lên người an ngữ thần, ai bảo em nói rằng anh ép em chứ. Ngoài miệng thì em không muốn, nhưng, hắn giơ ngón tay ướt ra trước mũi của an ngữ thần. An ngữ thần quá xấu hổ, quay người đấm vào ngực hắn, sau đó ép sát mặt vào ngực hắn số bụng thật anh trêu em anh cố ý trêu em trương dương mỉm cười ôm lấy mặt của cô rồi nói nhà đầu em chưa từng nghe câu làm chuyện đó là kỳ lạc vô cùng sao an ngữ thần nói chẳng phải là để sinh con sao có gì mà phải vui chứ trương đại quan cười hà hà nói vui ở bên trong đó kia ngón tay hắn lại động vào bộ phận trên người an ngữ thần an ngữ thần lấy chân kẹp chặt hắn rồi nhẹ nhàng nói, nếu như lần này hai mẹ con em đều có thể qua được kiếp nạn này, về sau anh muốn vui thế nào cũng được. Trương Dương cảm động gật đầu, hai người yên lặng ôm lấy nhau, thỏ thẻ từng lời, an ngữ thần đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn từ lúc nào không biết. Trương Dương nhẹ nhàng hôn vào chán cô, đắp chăn cho cô, rồi mặc quần áo đi ra ngoài. Giữa đêm, trăng sáng vằng vặc, vầng trăng treo trên đỉnh núi cao chọc trời, ánh trăng như dòng nước mát tràn lên núi, tràn lên hồ, cảnh hồ tuyệt đẹp gợn lên từng đợt sóng, giống như những cái vây cá màu vàng vậy. Trương Dương dứng ở đó hít thở không khí, bắt đầu tu luyện đại thừa quyết. Từ khi lấy được đại thừa quyết, hắn chưa hề bỏ lỡ việc luyện tập. Võ công này cực kỳ huyền diệu, với cảnh giới võ công của Trương Dương, ngộ ra được võ công đó cũng không hề nhanh chóng. Yếu quyết thứ nhất của đại thừa quyết, chính là hít thở khí trời, nghe thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng sự hô hấp của bất cứ môn võ nào đều thông qua mũi, còn đại thừa quyết thì lại thông qua lỗ chân lông, điều này hoàn toàn khác biệt với những suy nghĩ về võ thuật trước đó của trương dương mặc dù hắn đã nắm được cách không dùng mũi và miệng để hô hấp trong thời gian dài giống như rùa nghỉ vậy nhưng đều là dùng cách hạ việc trao đổi chất của cơ thể xuống khi dùng đại thừa quyết việc trao đổi chất của cơ thể không hề bị chậm lại mà tốc độ hô hấp còn nhanh hơn gấp bội với năng lực của trương đại quan đến giờ vẫn chưa nắm được cách hô hấp này trương dương ngồi khoanh chân trên bãi cỏ mấy lần thử đều không thành khi hắn đang cảm thấy bực bội đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau trương dương quay đầu lại thì nhìn thấy trần tuyết xuất hiện sau lưng hắn cười nói muộn thế này rồi cô vẫn chưa đi ngủ à trần tuyết nói có lẽ là vì vừa đến đây nên tôi không ngủ được từ cửa sổ nhìn thấy anh luyện võ ở bờ hồ vì vậy đến xem thế nào trương dương không giấu cô ấy tôi đờ nát luyện đại thừa quyết chỉ đáng tiếc là vừa bắt đầu đã gặp trở ngại trước khi thổ nạp phương tôi luyện không giống với đại thừa quyết Muốn luyện đại thừa quyết thì cần phải học được cách hô hấp đặc biệt này. Trần Tuyết nói, dùng lỗ chân lông để hô hấp sao? Cô đã nhìn qua đại thừa quyết đương nhiên hiểu được chỗ tuyệt diệu trong đó. Trương Dương gật đầu nói, giờ đây tôi đã hiểu rằng tại sao người luyện đại thừa quyết lại ít như vậy, mới nhập môn đã khó như vậy rồi, những người có thể làm được điều này trên đời quả thật chẳng mấy ai. Trần Tuyết nói, từ bỏ cách hô hấp thông thường đã quen thật sự rất khó khăn. Trương Dương nói, tôi không giống với người khác, tôi biết quy thức thuật, và lại biết thuật hô hấp của yoga, hai cách này đều có thể làm tốc độ trao đổi chất trong cơ thể giảm xuống mức tối thiểu trong trường hợp thiếu dưỡng khí, thậm chí có thể đạt đến một trạng thái giả chết để sinh tồn một thời gian dài. Trần Tuyết nói, xem ra võ học phức tạp quá cũng chẳng phải là vấn đề gì tốt. Trương Dương nói, giờ đây trạng thái của tôi giống như một người ăn rất no vậy, rõ ràng là trước mặt đầy những thức ăn ngon, tôi muốn ăn, nhưng lại không thể nào nhét nổi vào bụng nữa. Trần Tuyết nói, vậy thì anh thử nôn một ít ra xem. Trương Dương cười đau khổ nói, cô tưởng rằng ăn no quá có thể giải quyết dễ dàng vậy sao? Trần Tuyết nói, con người chỉ khi ở vào tuyệt cảnh mới có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Vấn đề của anh có lẽ là ở việc nắm vững quá nhiều thứ, muốn từ bó cách hô hấp đã quen thuốc. Cơ thể đương nhiên sẽ lợi dụng quy tức thuật hoặc thuật nín thở của yoga để giải quyết vấn đề của cơ thể. Giả sử anh từ bỏ thổ nạp phương trước kia đã học, rồi lại không thể triển khai quy thức thuật và thuật nín thở của yoga, lúc đó anh sẽ thế nào? Trương Đại Quan nói, có lẽ tôi sẽ chết mất. Trần Tuyết nói, vậy nếu như anh biết được đại thừa quyết thì sao? Trương Dương nói, cô bảo tôi dùng cách tự sát thương mình để luyện đại thừa quyết sao? Chương 1137, đột phá 2. Trần Tuyết nói, đương nhiên bản thân anh không thể nào làm được, vì con người có bản năng muốn sống anh không thể đột phá được, là vì anh không hề ép bản thân mình đến mức không còn đường lùi nữa. Trương Dương nghĩ một lúc rồi nói, hình như cũng có lý đấy. Trần Tuyết nói, hay là tôi giúp anh thử xem. Trương Dương nói, thử thế nào? Chẳng lẽ cô định lấy một con dao kề vào cổ tôi à? Lựa chọn của anh quá nhiều, nếu như anh không thể sử dụng quy tức thuật và thuật nín thở của yoga, hoặc là sử dụng thứ gì đó khác, vậy thì anh chỉ còn lại một sự lựa chọn mà thôi trương dương nói vậy thì thử xem trần tuyết nói tôi sẽ bịt mấy đường ngoài của anh lại như vậy anh có thể sinh ra hơi thở trong trương dương gật đầu trần tuyết giơ tay muốn điểm vào huyệt đạo của hắn khi sắp sửa chạm vào ngực hắn đột nhiên cô dừng tay lại rồi nói anh không sợ tôi nhân thời cơ này để hại anh sao trương dương cười nói với cô tôi không bao giờ lo lắng cô thả hại bản thân mình cũng sẽ không nỡ hại tôi đâu trần tuyết lạnh lùng đúng là nằm mơ Cô giơ tay nhanh chóng điểm vào huyệt đạo trước ngực Trương Dương, Trương đại quan giờ mới phát hiện ra cô gái này ra tay khá nhanh chóng, hơn nữa mỗi lần điểm huyệt lại truyền vào một luồng khí lạnh. Một thời gian không gặp, xem ra nội lực của Trần Tuyết đã ngày càng tiến bộ. Trần Tuyết mắng, đang nghĩ gì vậy, còn không mau luyện đi à? Trương Dương sau khi được cô nhắc nhở vội vàng tập trung tinh thần, nội tức đã thành thói quen muốn tập trung ở đan điền, nhưng vừa có suy nghĩ này, đan điền đã đau nhói, đường này không thông trong đầu hắn ngay lập tức nghĩ đến quy tức thuật và thuật nín thở của yoga, ngay lập tức bị hắn phủ quyết. Con người chỉ khi ở trong tình huống không thể lựa chọn, mới có thể phát huy tiềm năng của mình, Trần Tuyết đã đóng chặt chỗ này đồng nghĩa với việc đóng chặt đường lùi của hắn, làm cho Trương Dương không còn sự lựa chọn nào khác. Điểm khó nhất của Đại Thừa Quyết là ở chỗ thay đổi cách nhả khí, với năng lực của Trương Dương, hắn bắt đầu tu luyện theo cách của Đại Thừa Quyết, kiên trì chẳng được bao lâu liền cảm thấy ngày càng nghẹt thở, toàn thân của hắn như bị bọc một lớp ni sao 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 vậy, không có chỗ nào thông gió cả. Trương đại quan cố gắng chống đỡ, hai mắt trừng to, mặt đỏ bừng, gân ở cổ đã bắt đầu nổi rõ lên. Trần Tuyết cũng nhận ra hắn đang không chịu nổi nữa, ngay lập tức đọc nhẹ khẩu quyết của đại thừa quyết, Trương Dương cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi nữa, hắn muốn đứng dậy, giống như một người bị dìm cố gắng ngoi lên trên mặt nước vậy. Trần Tuyết giơ tay ấn vai của hắn xuống, Trương Dương lại ngồi xuống, chỉ cảm thấy chọc khí đều quy tụ lại khắp người, và bay mạnh lên trên, xông vào đầu óc của hắn, bên tai dường như nghe thấy tiếng ầm ầm của đạn, bùm, một tiếng vang lên, trước mắt Trương Dương là một màn đen kịt, ngay sau đó đầu óc trống rỗng, trong lòng hắn thầm nói. Thảm rồi, thảm rồi, lần này thật sự chơi chết bản thân mình rồi. Có điều rất nhanh sau đó, hắn liền cảm thấy một luồng khí lạnh từ bên ngoài tràn vào cơ thể hắn, từng luồng từng luồng chảy vào, ngày càng mạnh hơn, khi vốn vị đóng lại giờ bị luồng khí này tràn vào và bắt đầu chuyển động, cảm giác khó chịu vừa rồi ngay lập tức hoàn toàn biến mất. Mặc dù Trương Đại Quan nhắm mắt, nhưng trong đầu lại tưởng tượng ra một cảnh tượng rất đẹp. Dưới ánh sáng trăng sao, một mình hắn ngồi ở giữa đất trời, trên cơ thể dường như là hàng nghìn hang động. Một luồng ánh sáng sao từ thông qua động dọi vào trong cơ thể hắn. Cơ thể hắn biến thành hoàn toàn trong suốt dưới ánh sáng sao. Trương Dương cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng trôi giặt rời khỏi mặt đất đây là một cảm giác chưa từng có, hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự biến đổi của từng bộ phận trên cơ thể. Cơ thể hắn dường như đang hòa vào làm một với đất trời, khí trong người tương thông với đất trời, mãi mãi không dứt. Trương Dương hiểu rằng mình đã nắm được cách hô hấp của Đại Thừa Quyết, đây chính là điều mà Đại Thừa Quyết thường nói, con người hòa vào làm một với thiên nhiên, nội lực của con người dù có tu luyện thế ảo, cơ thể con người dù có mạnh mẽ thế nào, xét cho cùng vẫn phải chịu sự hạn chế của chính cơ thể mình nhưng khi đã nắm được cách hô hấp hoàn toàn mới này của đại thừa quyết, có thể thông qua khí của đất trời để hóa thành nội khí của chính bản thân mình, lực lượng của nó không thể nào đong đếm, dùng cách này có thể bổ sung nội lực bị hao mòn. Lúc này Trương Dương hoàn toàn thoải mái, tập trung toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện đại thừa quyết. Khi Trương Dương mở hai mắt trở lại hiện thực, đã trải qua hai tiếng đồng hồ rồi, Trần Tuyết đứng ở bên cạnh hắn không biết đã rời đi từ lúc nào, Trương Dương ngửi thấy một mùi đất nồng nặc ở trên người mình, Cúi đầu xuống nhìn, lúc đó hắn mới phát hiện ra trên người hắn chẳng còn mảnh vải nào, quần áo của hắn rõ ràng đã bị nội lực làm cho rách hết, còn mùi đất trên người là do nội khí tẩy rửa lỗ chân lông. Trương đại quan nhìn về xung quanh, may mà đêm khuya, không ai chú ý hắn đang trần như nhộng giữa không gian này, hắn lấy tay ôm lấy phía dưới, rồi vội vàng chạy về biệt thự, rồi tắm rửa sạch sẽ, chỉ cảm thấy lỗ chân lông trên người vô cùng thoải mái, sự thoải mái khó hình dung ra được, trở về trong căn phòng thấy An Ngữ Thần vẫn đang ngủ say, Trương Dương nở một nụ cười, nghĩ lại trải nghiêm của đêm này, bằng sự giúp đỡ của Trần Tuyết, cuối cùng hắn đã nắm được cách hô hấp của Đại Thừa Quyết, khắc phục được vấn đề khó khăn nhất trên con đường tu luyện. Buổi sáng, Trương Dương lái xe, đến bệnh viện ái tâm do An Ngữ Thần quyên góp cùng với tiểu lạp Ma Đa Cát, từ khi bệnh viện đi vào hoạt động, đã miễn phí làm phẫu thuật mắt cho hơn 200 người dân Tây Tạng, đến bên ngoài cửa bệnh viện, có thể nhìn thấy khẩu hiệu màu đỏ có ghi hoan nghênh tiến sĩ Vu tử lương đến hiến tặng tình thương cho Tây Tạng. Đa Cát nói với Trương Dương, hai vợ chồng Vu tử lương đã làm việc ở đây một tháng, và đã rời đi, nhưng vẫn chưa dỡ khẩu hiệu này xuống, tháng sau còn một đoàn bác sĩ kinh thành nữa đến đây để làm phẫu thuật tình nguyện. Bệnh viện có tổng cộng 5 tòa nhà, mặc dù độ cao đều không quá 3 tầng, nhưng thiết bị trong đó khá tiên tiến, An Ngữ Thần đã đầu tư 8 triệu, mua thiết bị y tế tiên tiến cho bệnh viện, rồi còn xây dựng cho bệnh viện ba phòng phẫu thuật trình độ hàng đầu ở trong nước. Trương Dương dừng xe, vào trong vườn bệnh viện, ân thiền Pháp Sư đang ngồi ở trước bàn phát thuốc cho người dân Tây Tạng. Với người dân Tây Tạng, họ tin tưởng ân thiền Sư hơn là bệnh viện, bệnh viện này được nhiều người khen ngợi như vậy, chủ yếu là vì họ rất hy vọng vào ân thiền Sư. Nhìn thấy Trương Dương, ân thiền Sư cười gật đầu, Trương Dương mỉm cười với y biểu thị lời cao, hắn không làm phiền ân thiền Sư, bảo Đa Cát đưa hắn đi tham quan một vòng quanh bệnh viện. Sau khi trở về, những người dân Tây Tạng đến nhận thuốc không những ít đi mà lại còn tăng lên. Có điều ân thiền sư đã giao công việc của mình cho hai người đồ đệ, chậm chậm bước đến bên cạnh Trương Dương. Tiếng Hán của ân thiền sư không được giỏi, giao lưu với Trương Dương chủ yếu là thông qua tiểu lạt ma Đa Cát làm phiên dịch. Ân thiền sư đầu tiên ngỏ lời cảm ơn đối với Trương Dương và An Ngữ Thần đã đóng góp xây dựng bệnh viện này, Trương Dương đồng thời cũng cảm ơn Ân Thiền sư thời gian này đã chăm sóc cho An Ngữ Thần. Chủ đề của cuộc nói chuyện giữa hai người cuối cùng vẫn về An Ngữ Thần, Ân Thiền sư nhận ra lần này Trương Dương đến là vì chuyện của An Ngữ Thần và cũng đoán rằng hắn là cha của đứa con trong bụng An Ngữ Thần. Ân Thiền sư nói, tiểu thư An bẩm sinh đã tuyệt mạch, sau khi có thai, thai nhi và mẹ đã sinh ra vô số kinh mạch, điều này làm cho bệnh tình của cô ấy đã lộ ra một cơ hội sống mới, tôi đã tra cứu rất nhiều điển tích về y học. Muốn trị dứt điểm bệnh của cô ấy, cần phải dựa vào nội lực để làm cho kinh mạch trong cơ thể cô ấy được thông suốt, có thể hoàn thành việc này cần phải có một cao thủ nội lực thâm sâu." Trương Dương nói, "Đại sư, lần này tôi đến đây là vì chuyện này." Ân Thiền sư nói, "Tôi muốn nghe cách trị liệu của anh." Trương Dương nói, "Trước kia tôi đã từng dùng nội lực để đả thông kinh mạch bị đóng của cô ấy, dùng thuốc bổ trợ để kéo dài sinh mệnh của cô ấy, nhưng cách này chỉ có hiệu quả trong thời gian ngắn." Mặc dù đã kéo dài thêm cho cô ấy tuổi thọ được mấy năm, nhưng vẫn không thể nào trị dứt điểm được, lúc đó tôi thật sự không nghĩ nổi ra cách nào, mãi đến sau này, tôi được một vị tiền bối nói cho, mới nghĩ đến việc chỉ có để cô ấy mang thai mới có cơ hội trị bệnh cho cô ấy. Ân Thiền sư trầm chậm, chậm gật đầu, rồi y thấp giọng nói, nắm thời cơ là một vấn đề, không được quá muộn cũng không được quá sớm. Trương Dương nói, đại sư thật là sáng suốt, vì vậy đứa con này không thể để đến lúc sinh nở tự nhiên tôi đã xem mạch tượng của tiểu yêu, kinh mạch trong cơ thể đã hoàn toàn trưởng thành, cũng có nghĩa là trong vòng 3 ngày tôi phải tiến hành chữa trị cho cô ấy. Ân thiền pháp sư nói, nếu như vậy, đứa trẻ này không tránh khỏi việc phải sinh non, vì vậy vẫn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Trường 1138, đột phá 3 Lòng Trương Dương lúc này vô cùng nặng nề, An Ngữ Thần là người yêu của hắn, nhưng đứa con trong bụng cô ấy lại là cốt nhục của hắn, nếu việc này xảy ra với bất cứ ai hẳn họ cũng rất khó lựa chọn, Trương Dương có một việc hắn không nói ra, để bảo đảm kinh mạch của An Ngữ Thần không bị tổn thất, khi hắn trị liệu cho An Ngữ Thần, không thể để cho đứa trẻ sinh ra trước, trong quá trình hắn trị liệu, thai nhi nhất định phải ở trong cơ thể của mẹ, đợi đến khi kinh mạch của An Ngữ Thần hoàn toàn được chữa trị xong. Cũng có nghĩa là, mỗi khi trị liệu được một đường kinh mạch của người mẹ, thì đứa trẻ sẽ mất đi một đường kinh mạch, đến khi kinh mạch của mẹ hoàn toàn lành Đứa con này mới có thể sinh ra đời, với một thai nhi vẫn nằm trong bụng mẹ, quá trình trị liệu như thế này vô cùng nguy hiểm, cơ hội sống sót của nó quả thực rất mong manh. Ân Thiền Pháp sư thở dài rồi nói, thai nhi này chỉ là một liều thuốc, giết một người để cứu một người, a di đà Phật. Ngã Phật từ bi. Thái độ của Trương Dương cũng vô cùng buồn bã, hắn thật sự đã không còn lựa chọn nào khác. Ân Thiền Pháp sư nói, với tính cách của An tiểu thư có lẽ cô ấy chưa chắc đã đồng ý hy sinh đứa trẻ để mình được sống trương dương biết rằng những lời ân thiền pháp sư nói đều là sự thật nhưng dù vậy thì đã sao giờ đây hắn đâu còn lựa chọn nào khác ân thiền pháp sư nhìn trương dương một cách đầy đồng tình rồi thấp giọng nói anh chắc chắn đến từng nào về chuyện này trương dương nghĩ rất lâu không trả lời câu hỏi này của ân thiền pháp sư ân thiền pháp sư biết rằng nhất định lúc này tâm trạng của trương dương không hề vui vẻ chút nào nên cũng không nhẫn tâm tiếp tục hỏi nữa. Lúc này một người đệ tử của ân thiền Pháp Sư bước đến, nói với y, sư phụ, bên ngoài có mấy người quân nhân, họ đã đến đây để quyên góp vật tư cho bệnh viện chúng ta, và họ cũng muốn tham quan bệnh viện. Ân thiền Pháp Sư gật đầu, rồi đứng dậy ra đón họ. Trương Dương vừa nghe đến hai chữ quân nhân, trong lòng liền cảm thấy chấn động, hắn không muốn gây sự chú ý cho người khác, hắn cùng tiểu lạt ma đa cát về phòng làm việc đối diện để nghỉ ngơi, bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô, nhìn thấy một chiếc xe quân dụng đi vào trong vườn của bệnh viện, bên trên đầy những đồ quyên góp, đằng sau còn có một chiếc xe jeep quân dụng nữa theo sau, khi sĩ binh bê đồ quyên góp từ trên xe xuống, có ba người đi từ trên chiếc xe jeep xuống. Trương Dương không ngờ hắn quen cả ba người này, người đầu tiên là Kiều Bằng Phi, Kiều Bằng Phi vốn làm lính ở Tây Tạng, gã xuất hiện ở đây không có gì kỳ lạ, nhưng hai người đi theo thì làm cho Trương Dương ngạc nhiên vô cùng, đó chính là hai chị em Văn Linh và Văn Hạo Nam, Văn Hạo Nam mặc một bộ quần áo cảnh sát, người trông rất phong độ, từ nụ cười rạng rỡ trên mặt gã có thể đoán ra, có lẽ gã đã giải thoát mình được khỏi nỗi buồn trong quá khứ. Văn Linh vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước đó, vẻ mặt vẫn trắng bệch như vậy, cô ta mặc một chiếc áo gió màu đen, trông rất yếu ớt, nhưng lại lộ ra vẻ lạnh lùng, làm cho người ta không dám lại gần. Trương Dương hít một hơi, mẹ kiếp, sao cô ấy lại đến đây chứ? chẳng lẽ chỉ là để đi tham quan du lịch thôi sao tiểu lạt ma đa cát cũng nhận ra hành động của trương dương kỳ lạ bèn thấp giọng nói anh quen mấy người bên ngoài đó sao trương dương lắc lắc đầu thấp giọng nói với đa cát cậu đi ra nghe xem họ nói gì nhé còn nữa nhất định đừng để họ biết tôi ở đây đấy đa cát gật gật đầu rồi đẩy cửa phòng đi ra ngoài tiểu bằng phi đã không phải là lần đầu tiên đến bệnh viện này nữa gã chắp hai tay với ân thiền pháp sư rồi nói đại sư mấy người trong đội ngũ chúng tôi quyên góp một vài thứ cho bệnh viện, tôi đều đã đưa đến đây rồi. Ân thiền pháp sư gật đầu ngụ vẻ cảm ơn. Kiều Bằng Phi giới thiệu hai chị em Văn Linh ở bên cạnh cho ân thiền pháp sư. Văn Hạo Nam mỉm cười, hai chị em chúng tôi đến Tây Tạng để thăm bạn, nghe nói ân thiền pháp sư tinh thông Phật Pháp, vì vậy đã đến để bái kiến ông. Ân thiền pháp sư nghe xong đệ tử dịch lời của gã, cười điềm đạm nói cái gọi là Phật Pháp chẳng qua chỉ là kiến thức mà thôi, mỗi người đều có kiến thức những người cho rằng tôi tinh thông phật pháp chỉ là cho rằng kiến thức của tôi nhiều hơn họ văn linh nhìn ân thiền pháp sư nhìn thẳng vào một vị cao tăng như vậy dù sao thì cũng có vẻ thất lễ nhưng tính cách của văn linh là vậy cô ta không bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác mặc dù ân thiền pháp sư che giấu những tinh hoa của mình nhưng văn linh vẫn nhận ra vị cao tăng này là một cao thủ không ngờ ở đất tây tạng này lại có một nhân vật cao thâm như vậy ân thiền pháp sư cúi đầu thái độ trên mặt vô cùng khiêm tốn với tâm thái của ân thiền pháp sư mà vẫn cảm thấy hơi khó chịu dưới cái nhìn của văn linh mặc dù đây chỉ là một việc trải qua nhanh chóng nhưng y đã cảm thấy một điều gì đó rất kỳ lạ trên người văn linh văn linh nói đại sư ông là chủ trì của chùa ni lạc ân thiền pháp sư trầm chậm, chậm gật đầu văn linh nói chùa ni lạc có một tòa tháp tên là thánh quang tháp đúng không ân thiền pháp sư ngước đầu ánh mắt gặp phải ánh mắt của văn linh rồi cười điềm đạm nói nữ thí chủ đã từng đến chùa ni lạc rồi sao văn linh gật đầu ân thiền pháp sư nói thánh quang tháp chỉ là một truyền thuyết từ khi tôi tu hành ở chùa ni lạc đã không thấy tòa tháp này nữa rồi thật vậy sao ân thiền pháp sư cười điềm đạm rồi nói người xuất gia không nói dối văn hạo nam và kiều bằng phi cùng đi dạo một vòng quanh bệnh viện gã nói với kiều bằng phi bệnh viện này là ai quyên góp xây dựng vậy Kiều Bằng Phi nói, nghe nói là một phú thương Hồng Kông, cụ thể là ai thì tôi cũng không biết. Văn Hạo Nam chỉ vào biểu ngữ rồi nói, ông Vu Tử Lương này là tiến sĩ Vu Tử Lương chuyên gia khoa não nổi tiếng của chúng ta sao? Kiều Bằng Phi gật đầu, chính là ông ấy. Văn Hạo Nam nói, nghe nói ông ấy có mở bệnh viện ở Giang Thành, không ngờ ông ấy lại đến một nơi xa xôi thế này để dâng tặng tình thương. Kiều Bằng Phi nói, nghe nói việc này là do em trai nuôi của anh, Trương Dương liên hệ Ồ, văn hạo nam cảm thấy hơi bất ngờ, ngay lập tức nói anh ta đã đến đây sao? Kiều bằng phi gật đầu, đợt tháng tư anh ấy đã đến tây tạng, lúc đó giấy thông hành của anh ấy là do tôi giúp làm. Văn linh nghe thấy cái tên trương dương cũng bước đến, cô ta lạnh lùng nói trương dương cũng từng đến đây hả? À? Kiều bằng phi cười nói sao thế? Anh ấy là em trai nuôi của cô, cô phải biết rõ hơn tôi mới đúng chứ? Ánh mắt văn linh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì. Trương Dương đang trốn ở trong phòng cảm thấy một nguy cơ không thể hiểu nổi, tại sao Văn Linh lại xuất hiện ở đây? Người phụ nữ này đến để làm gì? Trương Đại Quan không hề sợ người chị nuôi này, dù là hai người có giao thủ, thì hắn nhường cũng chẳng là việc gì khó, nhưng giờ đây hắn có một nhiệm vụ rất quan trọng, đang trong lúc cứu chữa cho An Ngữ Thần, vốn dĩ hắn đã không chắc chắn, với tình trạng này, bất cứ sự nhiễu sóng ở ngoài nào cũng đều có thể chí mạng, việc này không thể nào có gì sai sót, vì vậy, Trương Dương mới lựa chọn một cách sáng suốt là tránh mặt, hy vọng đám người này quyên góp xong nhanh chóng rời đi. Nhưng đám đồ đó chưa quyên góp xong, Kiều Bằng Phi và Văn Hạo Nam đã cảm thấy hứng thú, hai người muốn đi tham qua, chứ không định rời đi ngay. Văn Hạo Nam nhìn thấy những thiết bị khám chữa bệnh của bệnh viện liền khen ngợi, bệnh viện này thật là tiên tiến, dù là ở Tân Cương cũng không thấy nhiều. Kiều Bằng Phi nói, mấy năm gần đây sự phát triển của Tân Cương nhanh hơn Tây Tạng một chút, anh Hạo Nam, anh thật sự muốn ở lại Tân Cương không đi nữa sao? Văn Hạo Nam nói cười nói, tôi đang suy nghĩ về việc này, gần đây mẹ tôi thường xuyên trách tôi, nói tôi bất hiếu, vất bố mẹ ở lại Kinh Thành một mình đi Tân Cương, còn nói rằng khi bố mẹ còn sống thì không được đi xa nữa chứ. Tiểu Bằng Phi cười ha ha nói, theo cách nói của khổng tử, chúng ta đều là đứa con bất hiếu. Văn Hạo Nam nói, có điều anh là bị ép, còn tôi là chủ động, tôi mới là đứa con bất hiếu thật sự kiều bằng phi nói trước đó tôi không hiểu tại sao ông tôi lại đẩy tôi đến tây tạng khi vừa đến đây trong lòng tôi còn đầy oán hận người tôi hận nhất là người em nuôi của anh trương dương tôi cảm thấy nếu như không có cậu ta thì tôi sẽ không phải chạy đến cao nguyên tây tạng này để chịu khổ chịu sở nhưng sau khi ở đây đã lâu tôi dần dần trở nên bình ổn tôi bắt đầu kiểm điểm lại những điều tôi đã làm trong quá khứ tôi phát hiện ra mâu thuẫn giữa tôi và trương dương rất nhiều đều là do tôi tự gây ra Văn Hạo Nam mỉm cười rồi nói, vì vậy tôi rất kỳ lạ, không ngờ anh lại chủ động giúp anh ta. Kiều Bằng Phi cười nói, anh tưởng tôi ích kỷ nhỏ nhen vậy à. Văn Hạo Nam nói, anh và Trương Dương đều là người nóng tính, đều là người không nhận thua, hai người các anh phát sinh mâu thuẫn cũng là điều bình thường, có điều chẳng có thù hận gì lớn, thời gian sẽ trôi đi, về sau nhìn lại những ân thù trước đó, có lẽ chính bản thân anh cũng cảm thấy nực cười. Kiều Bằng Phi nói, quả là như vậy văn hạo nam nói điều kiện của cao nguyên rất gian khổ nhưng phong cảnh ở đây rất đẹp kiều bằng phi nói mấy ngày này tôi chẳng có việc gì làm tôi sẽ cùng với anh và chị văn linh đi chơi văn hạo nam nói chị của tôi không thích có người khác đi cùng lần này tôi đi công tác chị ấy đòi đi theo kiều bằng phi nói chị linh có thể hồi phục sức khỏe quả là một kỳ tích văn hạo nam nói người tốt được trời giúp có lẽ vậy chị tôi đã chịu nhiều gian khổ như vậy chịu tội lớn như vậy ông trời có lẽ cũng sẽ đối tốt với chị ấy một chút kiều bằng phi nói chị linh và anh đỗ văn hạo nam dùng ánh mắt ngăn việc kiều bằng phi nói tiếp những lời đằng sau chủ đề này là điều trị gã kỵ nhất dù gã là em ruột cũng không dám nhắc đến kiều bằng phi hiểu ý của gã cười rồi không nói thêm gì nữa văn hạo nam dừng bước bằng phi anh có bao giờ nghĩ đến việc đi về không kiều bằng phi gật đầu tôi đã từng nghĩ đến có điều tôi vẫn chưa hết hạn binh nếu như tôi quay về, thì nhất định ông tôi sẽ khinh thường tôi lắm, đã đến đây rồi, thì tôi phải làm cho ra trò cho ông ấy xem. Văn Hạo Nam cười vỗ vỗ vào vai gã rồi nói có khí chất lắm. Văn Linh và những người khác ở lại thăm bệnh viện gần một tiếng đồng hồ mới rời đi, tiểu lạt ma đa cắt cùng sư phụ tiến họ đi, rồi mới quay về phòng làm việc, thấy Trương Dương ngồi uống trà ở trước bàn, liền cười nói Trương Thí Chủ, anh quen họ sao? Trương Dương gật đầu nói quen. Đa Cát nói, có phải có mâu thuẫn gì không, nên không muốn gặp họ. Trương Dương cười nói, chẳng có mâu thuẫn gì cả, chỉ là tôi không muốn để họ biết tôi ở Tây Tạng thôi. Đa Cát cười rồi nói, tôi đã hỏi nhiều rồi. Trương Dương nói, họ nói gì vậy? Tiểu Lạt Ma Đa Cát nói, cũng chẳng nói gì, vị nữ thí chủ đó hỏi sư phụ tôi gì mà thánh quang tháp, tôi từ trước đến giờ chưa từng nghe nói đến, chùa Ni Lạc làm gì có ngọn tháp đó chứ? Trương Dương trao trao mày, Văn Linh nhất định không phải tự nhiên mà chạy đến Tây Tạng, cô ấy đã hỏi như vậy, nhất định là do trong thánh quang tháp có thứ cô ấy quan tâm. Mặc kệ cô ta quan tâm đến thứ gì, chỉ cần cô ta không biết hắn ở đây là được, đỡ phải làm phiền hắn trị thương cho an ngữ thần. chương 1139, ra tay thử một. Sau khi thương lượng với ân thiền pháp sư, Trương Dương quyết định ngày mai sẽ chữa thương chính thức cho an ngữ thần. Một là điều kiện cơ thể của An Ngữ Thần đã có thể đáp ứng được việc trị thương, hai là vì sau khi hắn nắm được cách hô hấp của Đại Thừa Quyết đã hoàn thành một lần đột phá bản thân, dù là trạng thái cơ thể hay là tu vi nội lực đều đang ở trong giai đoạn đỉnh cao. Còn một điểm rất quan trọng nữa, Văn Linh đã xuất hiện ở Tây Tạng, theo tình hình trước mắt, có lẽ cô ấy sẽ không rời đi trong thời gian ngắn. Nhưng khi Trương Dương nói về vấn đề trị thương cho An Ngữ Thần nghe, đã gặp phải sự từ chối quyết đoán của cô ấy. An ngữ thần lắc đầu nói, Trương Dương, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em muốn sinh đứa con này ra, sau đó mới suy nghĩ đến việc trị liệu cho bản thân em. Trương Dương nói, tiểu yêu, kinh mạch mới trong người em đã hoàn toàn trưởng thành, với em mà nói, chỉ có cơ hội trong mấy ngày này thôi, nếu như đợi đến khi thai nhi ra đời, kinh mạch sẽ lão hóa, và sẽ vượt mất cơ hội trị thương tốt nhất cho em. An ngữ thần nói, anh có thể đảm bảo rằng hai mẹ con em được bình an không? trương dương không thể nói được gì hắn không đủ chắc chắn hắn không biết phải trả lời câu hỏi này của an ngữ thần thế nào an ngữ thần nói anh không thể đảm bảo em biết rằng anh muốn cứu em nhưng nếu như để cứu tính mạng của em mà lại hy sinh tính mạng của con thì em thả chọn cái chết cho mình khi nói ra câu này khóe mắt cô đã tràn lệ trương dương ôm lấy hai vai của an ngữ thần rồi nói tiểu yêu chúng ta chỉ có cơ hội này thôi một cơ hội duy nhất này thôi anh không thể nghĩ ra cách nào khác An ngữ thần khóc nói, cách gì chứ? Khi sinh con của chúng ta, để đối lấy vận mệnh mà em chưa hề biết sao. Trương Dương, em biết rằng anh muốn tốt cho em, nhưng trong những ngày này, một sinh mệnh bé nhỏ đang dần hình thành trong người em, nó ngày đêm ở bên cạnh em, sinh mệnh của nó đã hòa vào làm một với em, vì nó, em có thể hy sinh tính mạng của mình, vì nó, em có thể từ bỏ tất cả, em thà rằng dùng tất cả sự nỗ lực của mình để bảo vệ sự bình an của nó. Trương Dương, anh đã từng hứa với em, dù thế nào anh cũng đảm bảo cho con chúng ta được bình yên trương dương cảm động nói anh hiểu không anh không hiểu đâu anh không hề hiểu cảm giác của em đâu an ngữ thần lớn tiếng nói trương dương cắn cắn môi ôm an ngữ thần vào lòng an ngữ thần ép mặt vào ngực hắn rồi khóc tiếng cô run rẩy vang lên trương dương em xin anh em xin anh hãy tiếc thương sinh mạng của nó như tiếc thương em vậy vì nó không chỉ thuộc về một mình em vành mắt trương dương đã đỏ Hắn ngật mạnh đầu, lúc này bất cứ lời nào đều là vô nghĩa, hắn không cần nói gì nữa, cũng không biết rốt cuộc phải nói gì. Hắn có thể hiểu được cảm giác của An Nữ Thần, một người con gái trở thành một người phụ nữ, chỉ là cơ thể thay đổi, không có nghĩa là trái tim đã hoàn toàn trưởng thành, nhưng khi cô ấy thật sự đã mang trong mình đứa con, khi cô ấy chuẩn bị trở thành một người mẹ, tình mẫu tử bấy lâu ẩn giấu trong lòng cô ấy sẽ trào lên mãnh liệt, An Nữ Thần xem trọng đứa trẻ này vô cùng cô ấy xem trọng nó đến độ dù có phải hy sinh bản thân mình cũng không muốn đứa bé chịu bất cứ sự tổn thương nào. Trần Tuyết cùng An Ngữ Thần đi dạo quanh bờ hồ, tắm trong ánh mặt trời chiều, hít thở không khí trong lành, An Ngữ Thần đặt tay lên bụng, Trần Tuyết nhìn sang cô ấy, rồi nói, hình như Trương Dương rất buồn. An ngữ thần gật đầu nói, anh ấy muốn chữa bệnh cho tôi vào ngày mai, nhưng tôi đã từ chối. Trần Tuyết nói, lần này tôi cùng anh ấy đến Tây Tạng, mục đích là vì chuyện của cô, trước khi gặp được cô tôi không biết mọi việc lại phức tạp đến vậy an ngữ thần cười nói cô không nghĩ rằng đến đây là để cứu tôi và càng không nghĩ rằng tôi đã có thai trần tuyết nói có lẽ cô hiểu rất rõ về tình trạng cơ thể mình cô biết rằng nếu từ chối lần chữa trị này sợ rằng sẽ không còn cơ hội để chữa trị nữa an ngữ thần thở dài một hơi rồi ngồi xuống trên bãi cỏ trần tuyết ngồi bên cạnh cô ấy ngắt một bông hóa dại cắm lên mái tóc của an ngữ thần An ngữ thần cười nói cảm ơn. Trần Tuyết nói cô rất xinh đẹp, cô là bà mẹ bầu xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, xem ra có một câu nói là thật, tình mẹ có thể làm cho con người trở nên xinh đẹp. An ngữ thần nói có lẽ tôi không đẹp như cô nói, nhưng gần đây tôi đã thật sự hiểu được thế nào là tình mẹ. Cô sợ rằng đứa con trong bụng cô bị tổn thương, vì vậy cô không dám chữa trị, không dám mạo hiểm sao. An ngữ thần gật đầu, Trần Tuyết nói, cô đã từng nghĩ đến Trương Dương chưa, nếu như cô từ bỏ việc trị thương mà xảy ra việc ngoài ý muốn, vậy thì anh ấy sẽ phải chấp nhận sự đau khổ mất cô thế nào đây? An Ngữ Thần nói, anh ấy là một người kiên cường, tôi hiểu rất rõ về tình hình của mình, cơ hội tôi có thể hoàn toàn bình phục là rất ít. Tôi từ bỏ việc trị liệu, ít nhất có thể bảo đảm cho một người được bình an, nếu như tôi đồng ý trị liệu, nhớ đâu cả hai chúng tôi đều gặp bất chắc, vậy thì anh ấy chẳng phải càng đau khổ hơn hay sao? Trần Tuyết nói, tôi có thể hiểu được tâm trạng này của cô, nhưng cô có thể trả lời một câu hỏi của tôi không? Lúc bắt đầu mang thai, có có phải vì mục đích chữa bệnh không? An Ngữ Thần nói, rất nhiều việc không phải thứ chúng ta có thể nắm chắc. Tôi thừa nhận, sự xuất hiện của đứa trẻ này có một phần nguyên nhân rất lớn là do tôi muốn trị bệnh bẩm sinh của mình. Nhưng trong quá trình mang thai, tâm lý của tôi đã thay đổi từ lúc nào không biết. Tôi yêu đứa trẻ còn hơn cả tính mạng mình, tôi không muốn nó phải mạo hiểm trần tuyết nói trương dương đã tốn nhìn khổ tâm thế này đến cuối cùng cô lại quyết định từ bỏ anh ta làm sao có thể vui vẻ được đây tại sao cô không cho anh ấy một cơ hội để thử chứ an ngữ thần nói trần tuyết cô không hiểu đâu tôi đồng ý cho anh ấy tất cả nhưng chỉ có đứa trẻ này tôi không thể lấy nó ra để đặt cược dù là tôi có thể phục hồi nhưng vì vậy mà hy sinh tính mạng của con tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa trong cuộc sống sau này của tôi chỉ cần nghĩ đến việc này tôi sẽ rất ái náy, một đời người đều sống trong đau khổ, cuộc đời như vậy liệu làm sao còn vui vẻ được. Trương Dương thì sao, cô để bảo vệ cái gọi là tình mẹ của mình, mà ép quyết định của mình lên người anh ấy, ép anh ấy từ bỏ cơ hội có thể bảo vệ được cả hai mẹ con cô, nếu như cô xảy ra việc gì, cô thử nghĩ xem cuộc sống sau này của Trương Dương sẽ thế nào đây, anh ấy làm sao có thể có gì gọi là vui vẻ và hạnh phúc được chứ. An ngữ thần ngứa người, từ trước đến giờ cô đều cố gắng né tránh vấn đề này, nhưng sau khi Trần Tuyết nói chuyện này ra, cô đột nhiên ý thức được có một vài việc không thể nào tránh né mãi được. Trần Tuyết nói, tôi tin rằng trong lòng cô nhất định yêu Trương Dương Tha Thiết, nếu đã yêu anh ấy, tại sao cô lại không tin anh ấy? Tại sao không tin rằng anh ấy có thể làm cho hai mẹ con cô được bình yên? Đứa con không chỉ là của riêng mình cô, bất cứ ai khi đối mặt với cốt nhục của mình đều cố gắng hết sức để bảo vệ nó, hãy cho anh ấy một cơ hội và cũng là cho chính cô một cơ hội, dù là cô hy sinh bản thân mình để đối lấy sự bình yên của đứa bé, nhưng một đứa bé từ lúc sinh ra đã mất mẹ, tương lai liệu nó có hạnh phúc được hay không? Cô đã cho nó sinh mạng, nhưng lại muốn để nó lại một mình cô độc trên cõi đời này, sống một cuộc sống không có tình yêu của mẹ, đây là yêu sao? Trần Tuyết lắc lắc đầu nói, theo tôi, đây cũng là một biểu hiện của sự vô trách nhiệm, cô từ bỏ việc cứu chính mình, cũng chính là việc đã từ bỏ trách nhiệm đảm nhận việc làm mẹ của mình, với một đứa trẻ mà nói điều quan trọng không chỉ là được sinh ra đời mà còn phải nuôi nấng nó cùng nó lớn lên chẳng lẽ cô không muốn nhìn đứa con của mình được sinh ra một cách khỏe mạnh ư chẳng lẽ cô không muốn ở bên nó từng ngày ư chẳng lẽ cô không muốn nó gọi cô một tiếng mẹ ư chẳng lẽ không muốn nhìn nó trưởng thành nhìn nó có sự nghiệp có gia đình ư an ngữ thần rơi lệ cô muốn cô muốn lắm chứ nhưng làm sao cô có thể làm được điều đó ông trời liệu có cho cô ấy cơ hội này không Trần Tuyết rút ra một chiếc khăn giấy đưa cho An ngữ thần. An ngữ thần lau nước mắt rồi nói: Tôi không biết nữa, tôi không biết sốt cuộc mình phải làm gì. Trần Tuyết nhẹ nhàng nói: Tiểu yêu, hãy cho mình thêm một chút lòng tin và cũng tin tưởng vào Trương Dương thêm một chút. Ông trời công bằng với tất cả mọi người, ông trời sẽ không đối xử tàn nhẫn với người tốt. An ngữ thần cười, trên mặt chảy dài hai dòng nước mắt. Cô nhẹ nhàng nói: Tôi biết rằng Trương Dương còn căng thẳng hơn tôi và còn buồn hơn tôi. Trần Tuyết nói, là một người đàn ông, đây là trách nhiệm mà anh ấy cần phải có. Quan tâm thêm loạn, với tâm trạng này của anh ấy, anh ấy có thể làm tốt việc này được không? An ngữ thần cũng nhận ra trạng thái hiện tại của Trương Dương thật sự hơi phiền phức. Trương 1140, ra tay thử hai. Trần Tuyết nói, mặc dù tôi không hiểu về anh ấy như cô, nhưng tôi cho rằng anh ấy là một người nội tâm kiên cường, trên thế gian này không có ai hoặc bất cứ việc gì có thể đánh đổ anh ấy, Tiểu Yêu, điều cô cần làm bây giờ là cho anh ấy thêm lòng tin." An Ngữ Thần nói, thậm chí anh ấy còn không dám đảm bảo làm cho đứa trẻ được bình yên." Trần Tuyết nói, cô chỉ cần biết rằng anh ấy sẽ cố gắng hết sức để cứu cô và đứa bé, dù là một tia hy vọng anh ấy cũng không từ bỏ. Với cách mà anh ấy nói, tôi cho rằng hy vọng thành công là rất lớn." An Ngữ Thần nhìn Trần Tuyết, nói nhỏ, "Nếu kết quả không tốt như tưởng tượng thì sao?" Trần Tuyết nói, "Tôi tin rằng nhất định sẽ thành công." An ngữ thần nắm lấy tay Trần Tuyết rồi nói, Trần Tuyết, tôi xin cô đồng ý với tôi một việc. Trần Tuyết yên lặng nhìn cô ấy. An ngữ thần nói, nếu như tôi không thể nào vượt qua được kiếp nạn này, cô có thể giúp tôi chăm sóc đứa trẻ này không, xem nó lớn lên không? Yêu cầu này của cô ấy hơi đường đột, dù sao giữa cô ấy và Trần Tuyết chưa đến mức như vậy, càng huống hồ Trần Tuyết lại là một cô gái chưa chồng, lời dặn dò như vậy thật sự quá lớn với Trần Tuyết. Nhưng Trần Tuyết không hề do dự, cô chậm chậm gật đầu nói, tôi đồng ý với cô. Trương Dương nằm trên mặt hồ, cơ thể của hắn in lên mặt hồ, chậm chậm trôi trên mặt hồ theo gió, ánh trăng ôm lấy hắn, từ trên cao nhìn xuống, hắn như một con cá đang trôi vậy, một con cá màu bạc. Hồ nước mùa thu khá lạnh, nhiệt độ lạnh đã giúp hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, trên mặt hồ lạnh cóng này, trong không gian yên lặng này, Trương Dương tạm thời quên đi cuộc đời của hắn, tạm thời quên đi tất cả những ân oán tình thù, Hắn cần phải nắm bắt thời gian thực hiện một lần đột phá khác về đại thừa quyết. Có thể hắn dần dần chìm xuống nước, hắn đã nắm được cách hô hấp của đại thừa quyết, cùng với việc Trương Dương càng ngày càng nhận thức sâu sắc về đại thừa quyết, hắn phát hiện ra rằng cách hô hấp này còn tuyệt diệu hơn hai cách hắn đã nắm được trước đó, dù là trong nước vẫn có thể hô hấp được tự do. Nội khí đang lưu động trong cơ thể Trương Dương, nước hồ chảy quanh người hắn, dần dần hình thành một vòng xoáy ngày càng lớn một phần cơ thể hắn lại nổi lên trong không khí, quá trình tụ khí rõ ràng đã tăng nhanh hơn. Mỗi lần luyện đều là một lần tẩy rửa kinh mạch của mình, mỗi lần trải qua một lần tẩy rửa, cơ thể cảm thấy giống như được thay ra đổi thịt vậy. Cảm giác của Trương Dương ngày càng mẫn cảm, hắn có thể cảm thấy gió thổi nhẹ nhẹ trên mặt hồ, có thể cảm thấy cá bơi ngang qua, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng của côn trùng, có thể nghe thấy tiếng gió thổi bụi cây nữa. Thế giới tự nhiên, vạn vật đều có quy luật và tiết tấu nhất định, tiết tấu trên mặt hồ lúc này đột nhiên hơi loạn, Trương Dương mở hai mắt, thì nhìn thấy ở phía đằng xa, một vật màu đen đang nhanh chóng bay về phía hắn. Mượn vào ánh sáng trăng, Trương Dương đã nhận ra người này là Văn Linh, lòng hắn chợt ngứa ra, không ngờ cuối cùng hắn vẫn bị phát hiện. Văn Linh đạp sóng đến, giống như đạp trên mặt đất vậy, từ khinh công của cô ấy có thể nhận ra, thời gian này võ công của cô tiến bộ không ít. Văn Linh có thể có được tiến bộ như vậy là do cô chấm dứt được tình cảm trước đó, sau khi Đỗ Thiên Giã vì Tô Viện viện mà làm bị thương cô, Văn Linh đã từ bỏ, trong lòng không còn vướng bận ai nữa, hoàn toàn có thể phát huy tiềm năng của mình, hoàn thành sự tiến bộ không thể ngờ đến. Nếu Trương Dương so sánh với Văn Linh, hắn không thể nào chuyên tâm được như Văn Linh, trong đầu hắn không chỉ có chuyện trên quan trường, mà còn những chuyện tình yêu thể đếm kể, hắn lĩnh hội được đại thừa quyết cũng chỉ là chuyện vừa xảy ra, về mặt tu luyện thì không thể nói là chăm chỉ được. Nhìn thấy Văn Linh đạp sóng đến, Trương Đại Quan cũng không dám tiếp tục nằm luyện nữa, nhanh chóng trở lại trên bờ hồ, và nhanh chóng mặc quần áo, áo khoác vào. Văn Linh đứng ở nơi cách hắn khoảng 10 mét, hai tay chắp đằng sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, không có ý định ra tay. Trương Đại Quan cười nói, chị Linh, ngọn gió nào thổi chị đến đây vậy? Thế giới này thật là nhỏ bé, không ngờ lại gặp được chị ở chỗ xa xôi này. Văn Linh nói, cậu đang luyện sao? Trương Dương đương nhiên không nói chuyện hắn luyện đại thừa quyết ra, mà chỉ cười nói, "Đang bơi ngửa." "Đúng là thú vị nhỉ, thời tiết lạnh thế này mà lại bơi trong hồ." Trương Dương cười nói, "Con người một đời vốn dĩ chẳng có mấy thời gian, muốn làm gì thì làm nấy." "Làm gì có nhiều nghi kỵ thế chứ." Gió đêm thổi bay mái tóc đen của Văn Linh, lộ ra vẻ mặt trắng như tuyết của cô ấy, làm cho cô ấy trở nên nguy hiểm. Văn Linh nói, "Cậu xa xôi vậy đến Tây Tạng làm gì?" trương dương nói chẳng làm gì cả đến chơi thôi văn linh cười lạnh lùng thật sao trương dương nói chị linh chúng ta quen nhau lâu vậy rồi em đã từng lừa chị chưa văn linh nói điều đó chỉ có mình cậu biết rõ thôi trương dương cười nói muộn thế này rồi một mình chị linh ở chỗ hoang vắng này không cảm thấy sợ sao văn linh điềm đạm nói có cậu cùng với tôi có gì mà sợ chứ trương dương nói chị linh có cần tìm một chỗ để nghỉ ngơi không văn linh nói không cần trương dương ngáp một hơi rồi nói em hơi buồn ngủ rồi chị không muốn nghỉ ngơi thì em đi trước đây văn linh lạnh lùng nói mời trương dương cười với cô ta trong lòng đầy cảnh giác hắn rất hiểu rõ tính cách của văn linh biết rằng cô ta hỉ nộ thất thường không biết lúc nào sẽ công kích hắn liền lùi về sau hai bước kéo giãn khoảng cách giữa hắn và văn linh rồi mới quay người đi vào biệt thự gỗ khi trương dương quay người lại đã nhìn thấy bóng dáng của trần tuyết rõ ràng là trần tuyết đang tìm hắn khi văn linh nhìn thấy trần tuyết hai nhãn đồng của cô ta thu lại rồi đột nhiên nhún chân bay về phía trần tuyết trương dương luôn đề phòng cô ta khi văn linh làm vậy hắn cũng khởi động giơ chân ra chặn đường văn linh văn linh cười hà hà nói tưởng rằng cậu có bản lĩnh chặn được tôi lại sao trương dương mỉm cười nói chị linh có việc gì chỉ cứ nói thẳng với em hà tất phải mỗi lần gặp nhau là lại thế này. Văn Linh nói, được, cậu nói với tôi cậu đến Tây Tạng để làm gì, nếu không tôi sẽ giết cô ấy. Khi nói câu này, Văn Linh vung tay về phía Trương Dương, trong không gian đường kính ba trượng, nhiệt độ bắt đầu hạ thấp xuống, âm sát tu la trưởng của cô ấy đã nắm vững. Trương Dương đỡ bằng một đòn u long chấn giang, đây là một chiêu phòng ngự trong thăng long quyền, vì hắn đã nhận thức đầy đủ về võ công của Văn Linh, vì vậy lúc đầu ra tay Trương Dương thể hiện khá cẩn thận, hơn nữa hắn không dám dùng cách hô hấp của Đại Thừa Quyết, để tránh bị Văn Linh nhận ra, gây ra phiền phức không cần thiết. Đòn của Văn Linh bị Trương Dương đỡ được, dầm một tiếng vang lên, cơ thể của Trương Dương chuyển động một chút, một luồng khí lạnh xuyên qua tay hắn, võ công của Văn Linh quả nhiên bá đạo, nhưng hàn khí đến nhanh, đi cũng nhanh, còn chưa kịp truyền đến bắp tay hắn đã hoàn toàn thoát ra khỏi lỗ chân long, đây là hành vi hoàn toàn vô ý, Trương Dương ngay lập tức phát hiện ra mình có thể làm phân tán hàn khí nhanh chóng, hồi phục được bình thường, điều này hoàn toàn là do công lao của đại thừa quyết. Văn Linh đương nhiên không biết rằng lúc này Trương Dương đã hoàn toàn thay đổi, vốn tưởng rằng hàn khí xâm nhập vào kinh mạch của Trương Dương có thể ít nhất là trong một thời gian ngắn làm cho tay hắn mất đi sức chiến đấu, nhưng tốc độ hồi phục của Trương Dương lại nhanh như vậy, gần như không dừng lại chút nào hết, một đòn long đằng tứ hải tung ra. Trương Đại Quan đối diện với Văn Linh không hề giữ lại chút khí lực nào, hắn dồn hết nội lực vào trong một đòn đó, hàn khí xung quanh cơ thể hắn chuyển động theo chiêu thức tạo thành một vòng khí xung quanh cơ thể hắn. Nhìn từ đằng xa giống như một con rồng đang bay lên vậy, mang theo khí thế của hắn dồn đến phía trước. Văn Linh sáng hai mắt, cô ta cũng nhận ra võ công của Trương Dương lại tiến bộ nhanh chóng trong thời gian này, ngầm thán phục, bàn tay nắm thành nắm đấm, đón về phía nắm đấm của Trương Dương và đối mặt với đòn của Trương Dương. Với Trương Đại Quan, phó công của vị trí nuôi này cực kỳ thâm hiểm, nhưng lại không đủ mạnh mẽ, khi thật sự đối chọi, cô ta rất khó có thể chiếm thế thượng phong, dùng cách đối diện trực tiếp này rõ ràng không phải là một điều sáng suốt. Nhưng khi hai nắm đấm của họ chạm vào nhau, Trương Dương mới cảm thấy sự cổ quái của chiêu thức của Văn Linh, nội lực Trương Đại Quan mặc dù tràn trề, dồn hết về phía Văn Linh, nhưng quyền của Văn Linh, xem ra là đến thẳng, nhưng thật ra nội lực của cô ta lại đi theo đường xoắn ốc hình thành một vòng xoáy nội lực lớn quanh nắm đấm của cô ta quyền lực của trương đại quan gặp phải lực lượng xoắn ốc của văn linh giống như đá chìm vào biển lớn tan biến đi hết cơ thể văn linh rất nhanh chóng chớp mắt đã xuất hiện bên phải trương dương nhanh chóng xuất một quyền trương dương hét lên một tiếng lớn hắn cũng tung ra một quyền từ khi nắm được cách hô hấp của đại thừa quyết đây là lần đầu tiên hắn dùng nó vào thực chiến hắn vui mừng phát hiện ra cách hô hấp này có một giúp đỡ rất lớn với hắn dù là hắn xuất quyền với sức lực lớn thế nào, thể lực của hắn sẽ hồi phục trong thời gian ngắn nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1140.